chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 201 Ninh Thanh Viễn, ngươi thật là làm tốt lắm. Mùi, mau nhắc tới tới. Ninh Thanh Viễn bị điếu đủ ăn uống, vội vàng thúc giục nói. Ninh tịch nguyệt nhoảng miệng cười, đặt ở trong nước tay đã đem áo lông cấp nhắc tới tới, nguyên bản mặt trên một tảng lớn dầu máy biến mất không thấy, trở nên sạch sẽ. Thật sự một chút vết nhơ cũng chưa dư lại. Ninh thanh viễn chính bình thượng thủ phút, tràn ngập tò mò. Ninh thanh viễn ngồi sổn chậu biên đem chính mình kia một kiện quần áo cấp nhắc tới tới, màu trắng sọc nơi đó màu đen dầu máy cũng không có lưu lại, phản phất là trước nay liền không có tồn tại quá giống nhau. Đó là đương nhiên, không chỉ có có thể tẩy rớt dầu máy, còn có thể tẩy rất mặt khác dơ đồ vật, ca về quê sau ta tặng cho ngươi một lọ, như vậy làm việc nhà nông liền không cần lo lắng quần áo làm dơ sau tẩy không sạch sẽ. Nàng hôm nay sử dụng đồ vật kỳ thật là nàng trước kia mới vừa xuống nông thôn nghiên cứu ra tới tăng mạnh bản nước giặt quần áo, nàng ngày thường giặt quần áo dùng chính là cái này, giúp nàng tiết kiệm được một số lớn xà phòng cùng mua sắm xà phòng tiền giấy. Cái này nước giặt quần áo thí nghiệm hiệu quả tuyệt hảo, có thể rửa sạch sẽ hết thảy ngoan cố vết bẩn, làm quần áo rực rỡ hẳn lên, còn không thương tay không thương quần áo. Ở hiện đại dùng quá vô số da nước giặt quần áo Ninh Tịch Nguyệt tỏ vẻ tốt nhất còn phải là nàng chính mình làm, nàng nguyện xưng là nước giặt quần áo trung vương trung vương. Ninh Tịch Nguyệt đi đến bồi hộ giường bệnh biên từ trong bao móc ra hai vại, một vại đặt ở đại ca trong phòng bệnh, dư lại kia một vại duỗi tay liền đưa cho quý đồng chí. Quý đồng chí, ngươi về sau liền dùng cái này giặt quần áo, đảo một chút đi vào là có thể tẩy hảo một chỉnh bồn quần áo, làm quần áo sạch sẽ, hảo tẩy dùng tốt nàng như thế nào có loại đẩy mạnh tiêu thụ nước giặt quần áo tiêu thụ viên cảm giác quen thuộc. Hảo, cảm ơn. Quý đồng chí không chút do dự nhận lấy cũng cảm tạ, có tới hắn liền hảo hướng, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua này đó cơ hội. Nhà ai muội muội đều không có nhà ta lợi hại. Ninh Thanh Trí tự hào nâng đầu. Nơi nào nơi nào. Ninh Tịch Nguyệt Kim Tốn nói. Ngồi sổng xuống tiếp tục tẩy áo lông. Ninh Thanh Viễn thấy thế đem Ninh Tịch Nguyệt đẩy đến mép giường ngồi, chính mình ngồi xổm xuống tẩy, muội loại này việc nhỏ liền giao cho ta tới, ngươi ngồi là được. Quý diễn minh còn lại là cầm ninh thanh trí ăn xong hộp cơm đi rửa sạch. Thấy việc đều bị hai người làm, nàng liền giúp đại ca xem miệng vết thương, mặt dược. Không có mặt bệnh viện cung cấp dược, sử dụng chính là chính mình mang đến dược. Tuy rằng bệnh viện cấp đại ca sử dụng dược cũng là nàng giao đi lên phối phương sinh sản ra tới dược, hiệu quả vẫn là không tồi, nhưng máy móc sinh sản ra tới đồ vật trước sau là không có nàng chính mình làm hiệu quả hảo. Nàng phải dùng tốt nhất dược làm đại ca mau chóng hảo, đại ca kết hôn báo cáo đã phê xuống dưới, sớm một chút hảo sớm chút kết hôn. Mặc dược thời điểm thấy đại ca trên người miệng vết thương khép lại không tồi, Ninh Tịch Nguyệt liền yên tâm, dựa theo cái này miệng vết thương khép lại tình huống, không ra 10 ngày là có thể khỏi hẳn. Quả nhiên, trải qua mặt sau mấy ngày hai anh em tỉ mỉ chiếu cố, ở ngày thứ 9 khi, Ninh Thanh Viễn trên người miệng vết thương đã trường hảo, kết thành lão vẫy, đôi mắt thượng miệng vết thương đã toàn bộ khép lại. Đến nỗi quan trọng nhất thị lực đạt tới tình trạng gì, đang chờ bác sĩ thí nghiệm. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội cùng với đại ca đối tượng Tống Gia Nhân, còn có quan tâm huynh đệ quý Diễn Minh đều đứng ở mắt khoa bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Ninh Thanh Viễn trên mặt một mảnh nôn nóng, ở cửa đi tới đi lui, thường thường nhìn phía cửa. Tống Gia Nhân trực tiếp lay ở cửa thượng xem bên trong tình huống. Quý Diễn Minh bình tĩnh dựa vào hành lang trên vách tường không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt là nhìn đối diện đại môn. Chỉ có Ninh Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhất tự tại ngồi ở dọn ghế thượng một chút đều không lo lắng, nàng biết là cái gì kết quả, bảo đảm nơi này mỗi người đều không thất vọng. Chi một tiếng, trước mặt nhắm chặt đại môn mở ra, bác sĩ cùng Ninh Thanh Trí cùng nhau ra tới. Cửa mấy người đều vây qua đi, bốn đôi mắt nhìn đi ra bác sĩ. Thế nào, thế nào, không có việc gì đi, bác sĩ, có phải hay không không có vấn đề. Tống gia nhân lôi kéo Ninh Thanh Trí một bên xem một bên nôn nóng dò hỏi bác sĩ. Bác sĩ, ta đại ca không có việc gì đi. Ninh Thanh Viễn hết sức chăm chú nhìn chầm chầm bác sĩ, chờ hắn trả lời. Quý diễn minh đôi mắt nhìn chầm chầm bác sĩ dò hỏi. Ninh Tịch Nguyệt cười nhắc nhở, các ngươi tránh ra một chút, đừng đổ lộ, làm bác sĩ ra tới lại nói. Lúc này đại gia mới phát hiện bọn họ đem cửa đã ngăn chặn, vội vàng tránh ra, chờ bác sĩ nói. Chúc mừng, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, Đôi mắt thị lực không chỉ có khôi phục bình thường, thị lực còn tăng lên, nguyên lai hắn thị lực là 5.0, hiện tại thị lực đã tăng lên tới ngày 5 tháng 3, thật là không thể tưởng tượng, đây là cái kỳ tích. Bác sĩ trên mặt kinh ngạc tươi cười, biểu tình kích động. Cũng không biết vị này quý đồng chí lấy chính là cái gì dược tới, hiệu quả tốt như vậy có thể làm cho bọn họ quốc gia đôi mắt trị liệu phương diện thực hiện một đi nhanh đột phá. Đặt ở toàn bộ quốc tế thượng đều là độc nhất phân. Trước mắt không có cái nào quốc gia dược có thể làm được loại tình trạng này. À, cảm ơn bác sĩ, thật tốt quá, đại ca hảo. Ninh Thanh viễn vỗ tay trưởng biểu đạt nội tâm kích động. Đại gia nghe được bác sĩ nói đều yên tâm, trên mặt đều chỉ còn lại có cao hứng, vây quanh Ninh Thanh trí nói chuyện. Bác sĩ vội vàng đem quý diễn minh kéo đến bên cạnh thần thần bí bí dò hỏi, quý đồng chí, loại này dược khi nào có thể sinh sản ra tới đầu nhập sử dụng? chúng ta y học trung quốc thánh thủ nhóm còn có hay không nghiên cứu ra khác dùng tốt dược trương bác sĩ không nên hỏi đừng hỏi quý diễn minh khôi phục nguyên lai cái kia đã nghiêm túc lại lạnh như băng bộ dáng một đôi mắt sắc bén nhìn trương bác sĩ lạnh băng ánh mắt làm trương bác sĩ kích động rút đi phục hồi tinh thần lại biết chính mình vượt rào bối thượng chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh không hề đề dược sự tình liên tục xin lỗi rời đi trở lại trong phòng bệnh Quý diễn minh dặn dò mấy người không cần đem dược sự tình nói cho người khác, cũng đem thượng thủ bảo mật hiệp nghị đưa cho Ninh Thanh Viễn cùng Tống Gia Nhân ký tên, làm cho bọn họ đối dùng dược việc nhỏ không đáng kể tiến hành bảo mật. Hai người không chút do dự đem tự thiêm hảo, lại vây quanh Ninh Thanh Trí nói chuyện. Ninh Tịch Nguyệt cũng làm bộ làm tịch ký một phần. Nàng cùng quý đồng chí hai người ngươi một câu ta một câu phối hợp, liền đem Ninh Thanh Trí có thể hảo lên công lao về cấp quốc gia, chủ yếu là giấu một chút đối ninh tịch nguyệt ngầm thân phận không hiểu rõ tống gia nhân. Chuẩn bị cho tốt sau quý diễn minh mang theo bệnh viện khai chứng minh cùng báo cáo, hồi bộ đội hội báo đi. Tam huynh muội cùng tống gia nhân lưu tại trong phòng bệnh thu thập hành lý. Ninh tịch nguyệt một bên thu thập một bên nói chuyện phím, cái này hảo, đại ca các ngươi hôn sự có thể một lần nữa đề thượng nhật trình, cha mẹ bên kia có thể liên hệ một chút. Lần này đại ca bị thương bọn họ là một chữ đều không có cấp trong nhà ba mẹ giảng, sợ bọn họ lo lắng lăng là không dám thông tri ba mẹ đến nay cũng không biết đại ca bị thương sự tình hiện tại đại ca đã hảo ba mẹ có biết hay không cũng liền không sao cả đại ca muốn kết hôn sự tình cần thiết nói cho ba mẹ ninh thanh trí đồng ý gật đầu nhìn thoáng qua tống gia nhân nói đợi chút liền đi cấp ba mẹ gọi điện thoại thừa dịp ta còn có điểm kỳ nghỉ đến đem kết hôn sự tình cấp chứng thực ta đã thật lâu không gặp ba mẹ quái tưởng niệm ninh thanh viễn trong lòng cảm khái vạn ngàn đã một năm thời gian không có gặp qua cũng không biết cha mẹ như thế nào ta cũng tưởng niệm rời đi ba mẹ đã hơn nửa năm thời gian lần này thừa dịp đại ca kết hôn có thể thấy thượng một mặt ninh tịch nguyệt là biết đại ca kết hôn ba mẹ là nhất định sẽ đến như vậy bọn họ người một nhà liền có thể ở thượng hải đoàn tụ đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi tiếp a di đi tống gia nhân đề nghị nói nàng tuy rằng đối tam huynh muội trong miệng cha mẹ rất tò mò nhưng trong lòng vẫn là lo lắng lẫn nhau gian quan hệ ở chung không tốt, nàng nghe xong quá nhiều những cái đó đồng sự phun tào hôn sau mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Có thể, yên tâm, ta ba mẹ đều là hiền hòa người, không cần lo lắng. Ninh Thanh Trí nhìn ra nàng trong ánh mắt lo lắng, an ủi nói, nói cho ngươi một cái bí quyết, chỉ cần ngươi cùng ta muội xử đến hảo, ta ba mẹ chuẩn đối với ngươi bảo bối đến không được. Ninh Thanh Viễn sau khi nghe thấy nhất tay dũng dược nói ra chính mình từ nhỏ tổng kết ra tới tốt nhất dùng biện pháp. Còn có nếu là muốn làm gì đại sự nhất định phải đem muội muội kéo lên, làm xong sau chuẩn sẽ không bị mắng, còn muốn chịu khích lệ, ta khi còn nhỏ lão làm việc này. Sau khi nói xong còn hướng về phía Ninh Tịch Nguyệt lấy lòng cười. Ninh Tịch Nguyệt. Cảm tình nhị ca khi còn nhỏ đi chỗ nào làm cái sự tình gì đều mang theo nguyên chủ là vì không chịu trách phạt. Nói tốt huynh hữu đệ cung, nói tốt huynh muội chi tình nguyên lai chân tướng là cái dạng này. Hảo a ta nói khi còn nhỏ ngươi vì cái gì luôn là mang theo ngươi muội muội đi ra ngoài nơi nơi điên chạy, nguyên lai là nguyên nhân này, Ninh Thanh Viễn, ngươi thật là làm tốt lắm, cút cho ta lại đây. Một đạo phá lệ tức giận lại quen thuộc thanh âm từ cửa phòng bệnh truyền đến, làm trong phòng bệnh bốn người sôi nổi quay đầu đi xem. Mẹ! Tam huynh muội vẻ mặt khiếp sợ nhìn cửa trăm miệng một lời nói. Chương 202 ba mẹ giá lâm. Vân Tú Lan đứng ở cửa, giận không thể ác trừng mắt Ninh Thanh Viễn, theo bản năng không lưng cởi giày triều ninh thanh viễn ném qua đi. Nhảy ranh, lừa mẹ ngươi nhiều năm như vậy, mỗi lần đều nói là muội muội phải làm, còn làm ngươi muội bối nồi nhiều năm như vậy, ngươi không biết xấu hổ. Ninh thanh viễn bằng vào cơ bắp ký ức liền mạch lưu loát mà né tránh bay qua tới giày, trong miệng tự giác xin khoan dung, mẹ, mẹ, ngươi đừng tức giận, ta hướng ngươi xin lỗi, hướng muội muội xin lỗi, là ta không đúng, ta sai rồi. Tú Lan, đừng tức giận, tên tiểu tử thúi này chính là thiếu đánh. Ninh Hải từ bên ngoài đi vào tới, đỡ một chân không có giày, kim kê độc lập vân tú lan, mắt kính mặt sau đôi mắt hàng quan chợt lóe mà qua, tiểu tử thúi, giày cho ngươi mẹ nhặt về tới. ba. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Trí lại ngoài ý muốn kinh hỉ kêu. Chỉ có Ninh Thanh Viễn ủ rũ héo ú kêu này một tiếng ba, co đầu rụt cổ đi đem trên mặt đất giày nhặt lên tới, cúi đầu đi qua đi, hai tay dâng lên. Ninh Hải nhìn về phía bảo bối nữ nhi cao hứng ứng này một tiếng, quay đầu liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu triều nhi tử ninh thanh viễn đem trên tay hắn giày lấy lại đây không lưng cấp vân tú lan mặc vào vân tú lan còn lại là một bàn tay chống ninh hải một bàn tay không chút khách khí mà nắm trước mắt nhi tử lỗ tai dạo qua một vòng mới buông tay đồng thời trong miệng còn nói nói lần sau lại làm ta biết ngươi đánh muội muội cờ hiệu làm chuyện xấu xem ta không đánh ngươi ninh tịch nguyệt cùng ninh thanh trí đồng tình nhìn hắn không có tiếng lên hỗ trợ cầu tình tống gia nhân nhìn trước mắt một màn này gian nan nuốt nuốt nước miếng ngước mắt nhìn về phía ninh thanh trí phản phất đang hỏi cái này kêu hiền hòa hắn nói âm hãy còn ở nhỉ ninh thanh trí sờ sờ cái mũi ngượng ngùng cười không tiếng động ở nàng bên tai nói đây là ngoài ý muốn đừng để ý ai làm lão nhị tự bạo này đoạn nói vừa khéo bị sủng nữ nhi ba mẹ cấp nghe vừa vặn đương nhiên là không thể nhẫn ninh thanh viễn che lại bị nhéo hồng lỗ tai nhỏ giọng phản bác mẹ ta đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện sợ bị đánh hiện tại sẽ không bảo hộ muội muội đều không kịp tốt nhất là Vân Tú Lan phất tay làm hắn tản ra, đừng ở nàng trước mặt lắc lư, việc này xem như qua. Sau đó nàng quay đầu tươi cười đầy mặt nhìn về phía cửa vẫy tay, tiểu quý nha, mau tiến vào, giúp chúng ta dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, phiền toái ngươi. Không phiền toái, hẳn là. Tiến vào rõ ràng là rời đi có trong chốc lát quý đồng chí dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý tiến vào phóng hảo. Cảm ơn ngươi, tiểu quý. Ninh Hải cũng hướng tới quý diễn minh gật đầu nói tạ. Lão Quý, cảm tạ cảm tạ. Ninh Thanh Trí phản ứng lại đây đi qua đi chụp một chút quý đồng chí bả vai, lấy chiến hữu giang phương thức cảm tạ. Quý Diễn Minh buông đồ vật sau nhìn này một nhà mấy khẩu thật vất vả tư ngộ khẳng định là có chuyện nói, hắn thức thời nói, không đáng ngại, các ngươi trước liêu, ta có việc tìm viện trưởng, trong chốc lát lại đây tìm các ngươi. Nói xong liền hướng trưởng bối đánh một tiếng tiếp đón cáo từ rời đi. Này tiểu Quý thật tốt nha. Lần trước ít nhiều hắn cứu các ngươi muội muội vân tú lan nhìn quý đồng chí rời đi bóng dáng cảm thán nói còn hành ninh hải nhìn thoáng qua nữ nhi mạnh miệng nói ninh tịch nguyệt nhiệt tình chạy tới một tay kéo một cái ba mẹ các ngươi như thế nào tới ta còn nói trong chốc lát đi cho các ngươi gọi điện thoại đâu vân tú lan dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút ninh tịch nguyệt cái tráng oán hận mà nhìn lão đại lão nhị các ngươi mấy cái tiểu không lương tâm thế nhưng giúp lão đại gạt không nói cho ta cùng ngươi ba nếu không phải ta cấp lão đại gọi điện thoại trong lúc vô ý biết đến tình huống, các ngươi còn muốn giấu đến chúng ta khi nào? Ta sai rồi. Ba người huynh muội ngoan ngoãn đứng ở Vân Tú Lan trước mặt lại một lần trăm miệng một lời cúi đầu nhận sai. Muốn nói tam huynh muội nhất trí ưu điểm đó chính là ở ba mẹ trước mặt vĩnh viễn thức thời, không quản thế nào, trước nhận sai lại nói, đặc biệt là ở lão mẹ trước mặt nhất muốn nhận sai, bằng không lão mẹ sau lưng lão ba liền sẽ ra tay. Này không, ba người một nhận sai, Vân Tú Lan trong lòng hỏa khí một chút không có, nhưng nàng không nói, chỉ là áp dụng làm lơ thái độ, hai cái tiểu tử thúi tính cả nhất bảo bối khuê nữ cùng nhau làm lơ, hôm nay một hai phải cấp ba cái xú tiểu hài tử trường điểm trí nhớ, còn học được dấu giếm. Vân Tú Lan đầu vừa chuyển, không thèm nhìn ba người, lại vòng qua ba người sang sảng cười qua đi nắm lấy tống giai nhân tay. Ngươi chính là giai nhân đi, lớn lên cũng thật tuấn vị này toàn gia sung sướng trường hợp làm cho có điểm phát ngốc tống gia nhân phục hồi tinh thần lại ngoan ngoãn kêu người thúc thúc a di hảo ta là tống gia nhân a trí đối tượng nàng kỳ thật còn rất thích loại này nhẹ nhàng sung sướng gia đình bầu không khí vừa thấy chính là có ái gia đình như vậy một hồi xuống dưới nàng trong lòng lo lắng không dư thừa nhiều ít đối tương lai ở chung vẫn là thực chờ mong hảo hài tử vất vả ngươi này đoạn thời điểm chiếu cố a trí vân tú lan cầm tống gia nhân tay hòa ái dễ gần nói tống gia nhân lắc đầu không đoạt công lao tự nhiên hào phóng nói a di ta không vất vả chiếu cố a trí đều là ta nên làm muốn nói vất vả cũng là thanh xa cùng nguyệt nguyệt hai người vất vả bọn họ hai người vẫn luôn ở chỗ này chiếu cố đều là hảo hài tử vân tú lan trong mắt mang theo vừa lòng tươi cười đối tống gia nhân ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm không tham công nói chuyện cũng không keo kiệt ở vân tú lan tiếp tục cùng tống gia nhân nói chuyện phím hiểu biết tình huống kia Ninh Thanh Trí cùng Ninh Thanh Viễn chạm chạm trung gian đứng Ninh Tịch Nguyệt, ba người làm động tác nhỏ cho nhau sự ánh mắt, tứ chi động tác truyền đạt ra tới ý tứ chính là, muội chỉ có người thượng mới có thể thu. Phục Bị đẩy ra Ninh Tịch Nguyệt huyền nước mắt ướt ác chớp đôi mắt lên án hai cái lan diệt ca ca. Hai huynh đệ đầu một vai, cự tuyệt ánh mắt câu thông. Ninh Hải nhìn không được, hung hăng trừng mắt nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái, bưng một ly nước trà đưa cho còn ở ra sức biểu diễn Ninh Tịch Nguyệt, ý bảo nàng đem nước trà bưng cho Vân Mẫu, hắn ở coi như hòa giải. Ninh Tịch Nguyệt cảm động nhìn Ninh Ba Ba, nhỏ giọng nói, cảm ơn Ba Ba, vẫn là Ba Ba tốt nhất. Ân, đi, Ba Ba giúp ngươi. Ninh Hải mang theo nữ nhi đi hướng một bên chính nói chuyện phím Vân Tú Lan, giúp đỡ nữ nhi hòa giải. Ninh Tịch Nguyệt mu bàn tay ở sau người, đối phía sau đại ca nhị ca lặng lẽ sau một cái, gia, thủ thế chương 203 thiếu tâm nhãn bệnh. Ninh tịch nguyệt cái này thủ thế một làm, sau lưng Ninh Thanh Viễn cùng Ninh Thanh Trí trong ánh mắt xuất hiện ý cười, nhưng không dám quá rõ ràng lộ ra tới, hai huynh đệ cúi đầu, nhấp môi, tận lực không cho ba mẹ phát hiện bọn họ trên mặt tươi cười. Này nếu là phát hiện, vậy thất bại trong gan tất. Ở Ninh Hải quay đầu xem hai người khi, hai huynh đệ đem vùi đầu đến càng thấp, trong lòng hư thật sự. Cảm nhận được Ninh ba ba như đuốc ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, hai người càng thêm thu liễm cảm xúc một bộ biết sai rồi cúi đầu túng đến giống hai con chim nhỏ ninh hải lúc này mới vừa lòng đem ánh mắt thu hồi đi ý bảo ninh tịch nguyệt đem trong tay nước trà có thể đưa cho mẫu thân ninh tịch nguyệt tiếp thu đến tín hiệu đi phía trước tiểu dịch vài bước ly vân tú lan càng gần dịch đến nàng hữu phía trước khi con eo đem nước trà dâng lên trên mặt treo lấy lòng tươi cười nhìn vân tú lan mẹ nói chuyện phím liêu mệt mỏi đi chúng ta uống miếng nước giải khát lại liêu gia nhân chờ một chút ha Vân Tú Lan trên mặt mang theo tươi cười hòa ái dễ gần cấp tống gia nhân nói một tiếng sau, quay đầu nhìn về phía ninh tịch nguyệt liền biến sắc mặt, tươi cười không có, so xuyên kịch biến sắc mặt đều còn nhanh. Lúc này nhớ tới mẹ ngươi ta. Nàng liếc liếc mắt một cái, tiếp nhận ninh tịch nguyệt trong tay nước trà, bất quá chỉ là đem nước trà đoan ở trên tay không có uống. Mẹ, thực xin lỗi sao, lần sau có chuyện gì nhất định nói cho ngươi, sẽ không gạt ngươi. Ninh tịch nguyệt lại một cái kính đối vân mẫu ngây ngô cười, kéo nàng cánh tay làm nũng, mẹ, mau uống trà, trà đều lạnh. Chỉ có lão mẹ uống lên nước trà mới tỏ vẻ không so đo. Ninh Thanh Viễn cùng Ninh Thanh Trí hai huynh đệ cũng vẫn luôn chú ý bên này hướng đi, trong mòn con mắt chờ nàng uống trà. Tú Lan, bọn nhỏ cũng là biết sai rồi, ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Ninh Hải ở bên cạnh hát đệm, cũng là cho nàng tìm cái dưới bậc thang. Vân Tú Lan thấy làm bộ làm tịch đến cũng không sai biệt lắm, uống lên tam khẩu trà, triều ninh thanh trí cùng ninh thanh viễn nâng cầm kia hai cái lại đây hai huynh đệ như là hai con chó buông giống nhau tung ta tung tăng chạy tới không lưng hướng cha mẹ nhận sai ba mẹ ta sai bảo đảm sẽ không có tiếp theo nhớ kỹ hôm nay các ngươi lời nói một chút đều làm người yên tâm các ngươi nha ai vân tú lan thở dài một hơi còn có thể thế nào ba cái đều là nàng sinh chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu cũng là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng hài tử lớn cũng biết săn sóc cha mẹ đột nhiên một cổ chua xót dũng mãnh vào trong lòng nàng chớp chớp chua xót đôi mắt uống trà che giấu về sau đừng gạt ta và ngươi ba chúng ta không nghĩ lại từ người khác trong miệng biết các ngươi tin tức ninh hải lúc này đứng ở vân mẫu này đầu nhìn về phía ba cái hài tử cố ý sụ mặt thanh âm tăng thêm nghe được sao ân ừ, chúng ta đã biết ba người cục mi rũ mắt đứng ở nơi đó nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ vô lượng bọn họ bao lớn ở cha mẹ trước mặt như cũ là tiểu hài tử như cũ là cái kia phạm sai lầm phải bị bị mắng nghe cha mẹ giáo huấn tiểu hài tử, như cũ là cái kia tìm cha mẹ làm nũng cầu được tha thứ tiểu hài tử, như cũ là cha mẹ vô điều kiện tin tưởng tiểu hài tử. Chờ cha mẹ nói xong sau, Ninh Tịch Nguyệt làm nũng nói chêm chọc cười, Ninh Thanh Viễn giúp Vân Mẫu đấm chân giảng chê cười, Ninh Thanh Trí đứng ở phía sau nhéo bả vai. Hừ, qua cầu rút ván, hống hảo mụ mụ ngươi liền mặt kệ ba ba. Ninh Phụ đứng ở Ninh Tịch Nguyệt phía sau u oán nói thầm, trong lòng rất là an vị. Ba, sao có thể chứ? Tới, ngươi ngồi, ta ở nông thôn học được một bộ mát xa thủ pháp, bảo quản làm ngươi thoải mái dễ chịu. Ninh tịch nguyệt lập tức đứng lên, chân chó đem ninh phụ kéo đến băng ghế ngồi hạ, giúp hắn mát xa bả vai. Ninh hải trong lòng một chút thoải mái, cũng không ăn giấm, mỹ tư tư hưởng thụ, vẫn là ta khuê nữ hảo, mát xa đến thật là thoải mái, khuê nữ, bên phải một chút. Thoải mái đi, ta cố ý vì ba mẹ học. Ninh tịch nguyệt nói ngọt nói, Triệu Vân Mẫu cười cười, không buông tha bất luận cái gì một cái ở cha mẹ trước mặt biểu hiện cơ hội. Ninh Thanh Viễn ra sức đấm chân tới biểu hiện chính mình. Mà Ninh Thanh Trí tới ý chí chiến đấu, không cam lòng lạc hậu dò hỏi, mẹ, ta niết đến cũng thoải mái đi, chúng ta bộ đội chuyên nghiệp mát xa thủ pháp, loại bỏ mỏi mệt, thư hoãn vai cổ. Ân, cũng không tệ lắm, tiếp tục. Vân Tú Lan hưởng thụ này một mảnh khắc con cái phúc, bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói nửa ngày miệng đều nói làm bên cạnh ngồi tống gia nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ninh thanh trí như vậy tiểu hài tử một mặt hoàn toàn không giống ngày thường ổn trọng cùng lão luyện nhìn ra được tới nhà bọn họ cha mẹ cùng hài tử chi gian cảm tình thực hảo là cái loại này ồn ào nhốn nháo rất có ái gia đình nàng còn có điểm hâm mộ như vậy gia đình ở chung hình thức cùng nhà nàng cảm tình tương đối nội liễm gia đình hoàn toàn là hai loại cảm giác ninh thanh trí nhìn thoáng qua tống gia nhân triều nàng thẹn thùng cười rất là ngượng ngùng nhưng niết vai tay lại là một chút đều không có đình Vân Tú Lan giáo huấn xong hài tử sau cũng không lạnh lạc tống gia nhân, buông chén trà nắm tay nàng ôm hòa cười. Gia nhân, ngươi đừng để ý, A Di ngày thường không như vậy, hôm nay đều là bị này tam tính trẻ con. Ninh Tịch Nguyệt xem qua đi, đối tống gia nhân xin lỗi cười. Không có việc gì, ta còn rất thích loại này bầu không khí. Tống gia nhân lắc đầu, thiệt tình thực lòng nói. Vậy là tốt rồi. Vân Tú Lan tươi cười rõ ràng, về sau lão đại nếu là khi dễ ngươi cứ việc cấp A Di nói, a di giúp ngươi đánh cảm ơn a di bất quá a trí sẽ không khi dễ ta tống gia nhân nhìn về phía miết bả vai ninh thanh trí ngọt ngào cười ninh thanh trí tiếp thu đến ánh mắt hàm hậu hồi cười mẹ ta là muốn giống ba ba học tập làm một cái hảo trượng phu chỉ biết bảo bối sẽ không khi dễ ninh tịch nguyệt này chén cẩu lương nàng không muốn ăn thật là chịu đủ rồi này đó tùy thời tùy chỗ tú ân ái tiểu tình lữ một chút đều không chú ý bọn họ này đó độc thân cẩu ai đến tột cùng là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức chôn vùi, vì sao như vậy ngược cẩu? Ninh tịch nguyệt lắc đầu, trong lòng thở dài. muội trong lòng có hay không muốn đánh đại ca xúc động? Ninh thanh viễn dịch đến Ninh tịch nguyệt bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Có. Ninh tịch nguyệt tìm được một cái chiến hào chịu tội chịu khổ tiểu đồng bọn, kích động quay đầu kiên định nhìn về phía nhị ca gật đầu. Ta cũng là. Đang ngồi cũng chỉ có nàng cùng nhị ca vẫn là độc thân cẩu, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai mấy năm đều sẽ là độc thân cẩu, toàn bộ trong nhà ba mẹ ngược cẩu là đủ rồi, hiện tại còn gia tăng một cái đại ca cùng tương lai đại tẩu, cùng nhau ngược nàng cùng nhị ca. Nhị ca, còn hảo có ngươi. Ninh tịch nguyệt hai mắt nước mắt lưng trồng nắm Ninh Thanh Viễn tay cầm. Hảo muội muội. Ninh Thanh Viễn hít hít cái mũi, mang theo khóc nức nở phối hợp Ninh tịch nguyệt cùng nhau đua diễn. Ninh Hải dở khóc dở cười nhìn chính mình phía sau đứng diễn tinh hai huynh muội, ta muốn hay không cho các ngươi hai huynh muội kêu cái bác sĩ. Nhìn xem. Ha ha, ba, đừng động đôi ta, đôi ta chính phạm bệnh. Ninh tịch nguyệt nghe được ninh ba rất là hài hước một câu cười ha ha. Bệnh gì? Vân Tú Lan sau khi nghe thấy lo lắng nhìn về phía đối diện đứng một nhi một nữ. Ninh Thanh Viễn Lanh mồm lanh miệng nói tiếp, thiếu tâm nhãn bệnh. Ha ha ha. Trong phòng bệnh một mảnh ha ha ha, ha cười to. Cười qua đi Ninh Hải đỡ đỡ cái mũi thượng trượt xuống dưới mắt kính, khống chế toàn trường, "Hảo, mau thu thập đồ vật, thời gian không còn sớm." Ninh Ba nói rất có phân lượng, hắn như vậy vừa nói sau mọi người đều dừng lại, không có lại tiếp tục cười, tay chân lanh lẹ thu thập cuối cùng một chút đồ vật, làm thủ tục xuất viện. Chương 204 còn phải là thống tử ái nàng. Ninh Tịch Nguyệt toàn gia mới vừa xong xuôi thủ tục, Quý Diễn Minh đúng lúc xuất hiện, giúp đỡ cùng nhau đề đồ vật ra bệnh viện mang theo bọn họ đi hướng hắn mượn tới xe hơi, đem đồ vật phóng hảo. Mà Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai người chạy về phía bệnh viện bên cạnh nhà khách lấy bọn họ từng người hành lý, dọn dẹp một chút lui phòng sau ngồi trên quý đồng chí mở ra xe hơi. Lúc này đây bọn họ đi hướng địa phương là Ninh Thanh Trí tham gia quân ngũ bộ đội. Bộ đội biên có chuyên môn chiêu đãi người nhà nhà khách. Lúc này đây bọn họ một hải gia qua đi chính là trụ nơi đó, phương tiện thương lượng Ninh Thanh Trí kết hôn sự bởi vì tống gia nhân nhà nàng liền ở tại người nhà viện đi ngang qua một cái trấn nhỏ khi ninh thanh trí chỉ vào ngoài cửa sổ cùng người nhà giới thiệu bên này là cái trấn nhỏ mặt sau nếu tưởng mua đồ vật liền có thể tới nơi này chúng ta bộ đội liền ở cái này trấn nhỏ phụ cận chỉ có năm dặm lộ nửa giờ liền đi tới thực phương tiện tống gia nhân bổ sung nói chúng ta bộ đội mỗi cách một vòng liền có xe đến trấn trên chuyên môn chở khách người nhà thượng trấn học chợ cho nên muốn muốn tới trấn trên trừ bỏ đi đường còn có thể nhờ xe khi còn hành thiếu thứ gì có thể tới trấn trên mua sắm vân tú lan nhìn bên ngoài trấn nhỏ gật đầu nàng thật đúng là có tưởng mua đồ vật mà ninh tịch nguyệt ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài trấn nhỏ lối vào lập tên càng xem càng quen mắt thay đổi một cái tư thế đem tự xem đầy đủ này vừa thấy đầy đủ sau nhưng đến không được Đinh Tịch Nguyệt trong đầu đột nhiên liền nhảy ra bản thân mấy ngày hôm trước đánh dấu kia tòa 1000 mét vuông vùng ngoại thành nông gia tiểu viện khế nhà cùng khế đất, kia mặt trên địa chỉ tương ứng trấn còn không phải là cái này vọng gian trấn sao? Khi nàng phòng ở hẳn là liền ở gần đây cách đó không xa. Nàng có phải hay không đến tìm cơ hội đi nhìn xem đâu? Ân, ừ, cần thiết đến đi xem một lần, này phòng ở tương đương với liền ở nàng mí mắt phía dưới lắc lư, như thế nào đều nhịn không nổi. Đang ở lái xe quý diễn minh lúc này từ kính chiếu hậu nhìn đến ninh tịch nguyệt nâng má đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trấn nhỏ nhập khẩu, cho rằng nàng tưởng đi xuống mua đồ vật, lại nghe được Vân Tú Lan nói liền lễ phép dò hỏi. A Di, yêu cầu ta dừng lại đi xem sao. Quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Vân Tú Lan trong lòng tưởng đi xuống nhìn xem, lần này tới vội vàng có chút đồ vật không mang, nàng đến đi cung tiêu xã mua điểm, nhưng lại sợ trì hoãn quý đồng chí, đừng trì hoãn tiểu quý chuyện của ngươi, dù sao ly đến cũng không xa, chúng ta tùy thời đều có thể tới. Không đáng ngại, ta tạm thời không gì sự, không vội. Quý diễn minh ngoài miệng nói, tay đã hành động lên, tay lái một tá, một cái sang bên dừng xe, xe đã ổn định vững chắc ngừng ở trấn nhỏ lối vào quốc lộ ven đường, còn đình đến ngăn nắp một chút không oai. Ninh tịch nguyệt, quý đồng chí khoa nhị sợ không phải một phen mãn phân thông qua đi, như vậy lưu. Bất quá Ninh tịch nguyệt thực vui vẻ, nàng có thể đi tìm kiếm một chút chính mình phòng ở ở đâu vị trí, Đưa đến trước mắt cơ hội nàng tất không thể cự tuyệt. Tiểu Quý, cảm ơn ngươi ha." Vân Tú Lan cười ha hả cảm tạ, "Này tiểu tử nàng thích, hành động lực chính là cường, nói dừng là dừng, không mang một tia do dự." "Hẳn là." Quý Diễn Minh ôn nhuận cười gật đầu, thúc thúc A Di, "Ta yêu cầu ở chỗ này nhìn xe, tạm thời liền không cùng các ngươi đi vào, ngươi chậm rãi dạo, không vội, ta ở trên xe chờ các ngươi." "Hảo, phiền toái ngươi tiểu Quý, A Di đi trước đi dạo." Vân Tú Lan nghĩ thầm mua đồ vật liền tới đây, tuyệt không lưu lại, không thể làm tiểu quý một người ở chỗ này chờ bọn họ. Ninh Hải Triều Quý Diễn Minh gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Ninh Tịch Nguyệt phát hiện từ cấp quý đồng chí nói cười rộ lên đẹp sau, quý đồng chí thật liền ái cười rất nhiều, cùng lần đầu tiên nhìn thấy ít khi nói cười hoàn toàn không giống nhau, nhìn càng xoái khí chút. Quý đồng chí thật là cái nghe khuyên người, xứng đáng hắn cười đến càng ngày càng đẹp. Quý Diễn Minh chú ý tới Ninh Tịch Nguyệt tầm mắt, đối nàng nhoẻn miệng cười mẹ gia, đây là ở dụ hoặc nàng sao? Quá xoái khí. Ninh tịch nguyệt là dễ dàng như vậy bị sắc đẹp dụ hoặc người sao? Đương nhiên không phải. Là nàng học tập thiếu. Vẫn là thống tử không đủ ái nàng. Nàng còn chờ tiếp thu thống tử đồng chí đối nàng cụ hiện hóa hóa ái, kia tòa nông gia tiểu viện. Như thế nào sẽ bị khác yêu diễn đồ đê tiện hấp dẫn, nàng tay động cự tuyệt, triều quý diễn minh huy xuống tay, quý đồng chí, tái kiến, đợi chút thấy nói xong xoay người không chút nào lưu luyến rời đi. Ninh tịch nguyệt một nhà đều đi trấn trên, Ninh phụ cùng vân mẫu đi cùng một chỗ, Ninh thanh trí ở phía trước nhất dẫn đường, mục tiêu thực minh sát, cung tiêu xã. Ninh thanh viễn cùng Ninh tịch nguyệt hai huynh muội xa xa lạc hậu, vừa đi vừa nhìn, tống gia nhân kéo Ninh tịch nguyệt đảm đưa người giới thiệu, bên ngoài thượng mục tiêu làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem chung quanh kiến trúc. Trên thực tế Ninh Tịch Nguyệt thông qua kiến trúc âm thầm tìm kiếm chính mình đại viện tử, cũng cố ý vô tình hướng Tống Gia Nhân dò hỏi điểm hữu dụng tin tức. Có Tống Gia Nhân vị này quen thuộc hoàn cảnh người bồi ninh tịch nguyệt, ninh hải hai vợ chồng cũng không lo lắng, liền lười đến quản bọn họ, làm cho bọn họ chính mình đi bộ, mua đủ đồ vật sau lại đến tìm bọn họ trở về. Vừa lúc phương tiện ninh tịch nguyệt hành động, kết hợp nơi này kiến trúc cùng Tống Gia Nhân trong miệng tìm hiểu đến tin tức, ninh tịch nguyệt suy đoán kia tòa tiểu viện cụ thể vị trí. Sau đó nàng phát hiện phòng ở sở tại tự hồ chính là trấn nhỏ nhập khẩu đối diện kia khối khu vực liền rất vô ngữ. Ký chủ đại đại, kỳ thật ngươi có thể tiêu phí 10 cái tích phân mua một phần trí năng hướng dẫn, làm ngươi bằng mau thời gian đến ngài nông gia tiểu viện, thành công ký nhận nha. Nha cái chó má, ta đem tiểu phạm vi vòng ra tới ngươi mới nhắc nhở, Mã Hậu Pháo. Thống. Ninh Tịch Nguyệt cho nó một cái xem thường. Thống tử cúi đầu đối móng vuốt, nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt còn cẩn thận dè dặt nhìn Ninh Tịch Nguyệt, ký chủ đại đại đừng tức giận sao? chúng ta không phải còn không biết cụ thể vị trí sao? Muốn hay không tới một phần? Hoặc là dùng 100 tích phân khai thông tự động hướng dẫn công năng? Không tới. Ninh tịch nguyệt ngạo kiều quan ngã bím tóc, tiếp tục kéo tống gia nhân đi phía trước đi, đi rồi vài bước lộ, nàng ở trong đầu hồi phục vĩ khuất ba ba thống tử, tiêu phí 100 tích phân khai thông tự động hướng dẫn công năng. Ai, tốt ký chủ. Tiểu rùa đen móng vuốt đều càng có sức sống ở không trung múa may. Ninh tịch nguyệt cười cười, có thể làm sao bây giờ, chính mình thống tử chính mình sủng, còn không phải là 100 tích phân hướng dẫn công năng sao, thống tử muốn nàng khai, nàng khai thông đó là cũng không lỗ thống tử ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, tích phân nàng có rất nhiều, cấp thống tử soát công trạng tùy tiện dùng. Này công năng cũng không lỗ, về sau đi không hiểu biết địa phương đều có thể dùng tới. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu phí 100. Tích phân khai thông hệ thống tự động hướng dẫn công năng, lần này đưa tặng ký chủ nông gia tiểu viện bên trong trang hoàng một lần còn phải là thống tử ái nàng. Chương 205 xem trên mặt đất cho bụi đều cảm thấy đẹp. Mua sắm tự động hướng dẫn công năng ninh tịch nguyệt clip mở đưa vào chính mình kia tòa nông gia tiểu viện nơi vị trí khi còn nhảy ra một đoạn video là cả tòa sân bốn dây hình nổi. Làm nàng không cần thực địa xem xét là có thể biết phòng ở bố cục kết cấu cùng hộ hình đồ. Ninh tịch nguyệt một lòng lưỡng dụng, một bên phụ hỏa tống gia nhân cùng nhị ca nói, một bên xem xét nông gia tiểu viện video. Nhìn đến trong video sân sau, thật là một lời khó nói hết trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không băng trụ sau các nàng đại đội dưỡng ngưu chuồng bò không kém bao nhiêu phòng ở tứ phía vách tường đều phải lọc gió bộ dáng không biết nhà chỉ có bốn bức tường cái này thành ngữ ý tứ người nhìn phòng ở sau đều có thể lập tức minh bạch thiết thân thể hội này phòng ở này ngày mùa đông tiểu hôi ở đều sợ lãnh đi bất quá ninh tịch nguyệt nhìn nhìn trong lòng liền cao hứng nàng trong tay khế đất đáng giá nhất đến đổi phòng ở trụ người vấn đề sao thống tử mới tặng nàng một bộ trang hoàng này đó đều không phải vấn đề. Ký chủ đại đại, chúng ta bên trong trang hoàng là bao hàm toàn bộ tiểu viện ở bên trong bên trong trang hoàng nha, không chỉ là phòng ở bên trong bố trí trang hoàng, chúng ta là một con rồng phục vụ, bao gia cụ, làm cho cả tiểu viện rực rỡ hẳn lên. Thống tử xem ký chủ đối sân bốn dây hình nổi nhìn thật lâu sau, liền ra tiếng nhắc nhở. Hơn nữa có thể chính mình tuyển trang hoàng phong cách nha, điền viên phong, tự nhiên phong, điệu thấp xa hoa phong từ từ cộng trăm loại trang hoàng thiết kế khuôn mẫu cung ngươi chọn lựa tuyển, đồng thời còn có thể tự định nghĩa. Tốt như vậy. Ninh tịch nguyệt đôi mắt thượng chọn, lại nghi hoặc nhìn về phía tiểu rùa đen. Ta nếu là tuyển hảo một cái thiết kế khuôn mẫu sau trực tiếp điểm xác nhận là được sao? Lần sau ta đi cái kia phòng ở nơi đó là có thể nhìn đến trang hoàng tốt phòng ở sao? Đúng vậy ký chủ, người đi phòng ở sở tại ký nhận khi là có thể ký nhận đến một cái trang hoàng tốt sân, tuyệt đối làm ký chủ có thể đương trường sách giỏ vào ở, thả không cần lo lắng kế tiếp bất luận cái gì về phòng ở phiền toái vấn đề hành, kia làm ta nhìn xem. Ninh tịch nguyệt tiếng nói vừa dứt hạ, nàng trước mặt liền xuất hiện các loại phong cách thiết kế mô hình đồ, mỗi một cái thiết kế đồ đồng dạng là bốn dây hình nổi, có thể cho nàng trực quan cảm thụ mỗi một loại phong cách trực diện bạo kích. Thả này đó phong cách đều thực phù hợp lập tức hoàn cảnh xã hội, thuộc về là thời đại này sản vật. Nàng chọn đến hoa cả mắt, thật sự là không biết tuyển nào một loại, lựa chọn tổng hợp chứng đều phải phạm vào. Cuối cùng suy xét địa phương tình huống, Ninh Tịch Nguyệt lựa chọn nhất thuần khiết một loại, trong viện trang hoàng tiếp tục sử dụng nông gia tiểu viện phong cách, tu sửa nguyên bản phòng ốc, tại đây cơ sở thượng đem vườn rau nhỏ tử cùng tiểu vườn trái cây cấp lưu ra tới. Lại gia tăng một cái điện viên phong, chủ yếu là tác dụng với phòng ở bên trong, đơn giản đại khí tự nhiên là chủ đề, nhìn liền rất ấm áp tông màu ấm, trong nhà đại thể bố trí rập khuôn vân tú lan bố trí xưởng máy móc người nhà trong viện tiểu gia. Muốn chính là gia cảm giác. Lựa chọn sau Ninh Tịch Nguyệt lập tức xác định xuống dưới, ấn xuống sử dụng trang hoàng cái nút. Đinh, đưa tặng trang hoàng một lần đã ở sử dụng chung, thỉnh ký chủ kính thỉnh chờ mong. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm sau Ninh Tịch Nguyệt mới thu hồi kia rời nhà một lòng, toàn tâm toàn ý trò chuyện thiên. Như vậy một cọc đại sự chứng thực xuống dưới, Ninh Tịch Nguyệt tâm tình một đẹp trên mặt đất cho bụi đều cảm thấy đẹp, xem chung quanh vật kiến trúc cũng không hề mang theo mục đích tính, mà là thuần túy thưởng thức. Xem thời gian không sai biệt lắm, ba người vừa đi vừa nhìn hướng tới cung tiêu xã đi đến đi cùng cha mẹ hội hợp. Mỗi cái địa phương cung tiêu xã đều đại đồng tiểu dị, nhưng là đối với Ninh Tịch Nguyệt tới nói lại có rất lớn bất đồng. Bởi vì đương nàng đứng ở cung tiêu xã cổng lớn khi nàng hệ thống nhắc nhở âm hưởng, khi trước mắt cung tiêu xã ở nàng trong mắt liền bất đồng, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, phát hiện đánh dấu địa điểm vọng gian trấn cung tiêu xã đánh dấu địa điểm, ký chủ hay không đánh dấu. Đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được màu đỏ rực hoa mẫu đơn dạng chăn bông chờ trên giường đồ dùng hai bộ, mang hỷ tự bồn tráng men tử cùng bình nước cắt hai cái. Không nghĩ tới lần này thêm ra tới vật phẩm là cho đại ca kết hôn thêm trang phục dùng. Hệ thống cũng thật tri kỷ, căn cứ nàng sinh hoạt yêu cầu thật khi vì nàng phục vụ. Cái này đại ca kết hôn liền không cần chuyên môn chuẩn bị trên giường đồ dùng, nàng hào phóng tỏ vẻ cái này công trình nàng nhận thầu. Ninh Tịch Nguyệt nhìn đến ba lô hồng đến lóa mắt chăn thượng một phần lớn một đại đóa hoa mẫu đơn nở rộ, chỉ là nhìn liền vui mừng, tâm tình đều có thể tốt hơn vài phần cũng thật đẹp nhất thích hợp kết hôn khi dùng ninh tịch nguyệt thu hồi tâm thần nhất chân đuổi kịp nhị ca bước chân hướng cung tiêu xả bên trong đi đến mới vừa đi vào cửa khẩu cha mẹ hai người cùng đại ca dẫn theo đồ vật triều các nàng nơi cửa đi tới vân tú lan còn nghiêng đầu cùng ninh thanh trí nói chuyện chờ tìm cơ hội chúng ta vẫn là đi nội thành bách hóa thương trường chuyển động một vòng các ngươi kết hôn đồ dùng này đó vẫn là đến mau chóng đặt mua đầy đủ hết ân ừ, kỳ thật ta đã đặt mua một ít đợi chút trở về ngươi giúp đỡ nhìn xem còn kém này đó. Ninh Thanh Trí gật đầu nghiêm túc hồi phục Vân Mẫu nói. Các ngươi kết hôn về sau trụ địa phương chứng thực sao? Ninh Hải trong tay dẫn theo mua sắm đồ vật, xem Ninh Thanh Trí chỉ nói này một câu. Chứng thực, gia nhân bên kia thân thích có người ở gần đây có một tòa phòng ở, bọn họ công tác điều động muốn đi địa phương khác, ta cùng gia nhân thương lượng một chút đổi lại đây, tạm thời ở tại nơi đó mặt. Nói là đổi, kỳ thật chính là ngầm dùng tiền mua trở về, này tòa phòng ở liền ở gần đây, ninh thanh trí cùng tống gia nhân tiền đều cho một nửa. hiện tại phòng ở ở vào là cho tiền đặt cọc đã định ra tới trạng thái, chờ thêm hộ sau liền đem dư lại tiền cấp đầy đủ. phòng ở liền rõ ràng chính xác thuộc về bọn họ hôn phòng. tại thượng hải cũng coi như là có một cái chính mình gia. ninh thanh trí dừng một chút tiếp tục nói: thắt lần này phúc, ta đã đạt tới có thể xin người nhà tùy quân điều kiện, có thể xin người nhà viện trụ. trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt ý cười. Mấy ngày hôm trước Thác lão quý đem xin nộp lên, qua không bao lâu hẳn là là có thể phê xuống dưới, chờ người nhà viện phòng ở chứng thực xuống dưới lại dọn đến bộ đội người nhà đại lâu trụ. "Hảo, ngươi có quy hoạch là được." Ninh Hải trong mắt là vui mừng ánh mắt, lại thản nhiên nói, "Thiếu tiền nhớ rõ cùng mẹ ngươi nói." Hắn trong túi không có tiền, bốn cái đâu sau so mặt đều sạch sẽ, thật sự là không thể cung cấp trợ giúp, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn cũng làm hắn có khó khăn tìm mụ mụ, ba ba bất lực. Ninh Tịch Nguyệt ở cửa nhĩ tim nghe được lời này, trong lòng bật cười lại chua xót. nàng xuống nông thôn khi ba ba đem hắn tiền riêng toàn bộ đều cho nàng, này mấy tháng qua đi sợ là cũng không tích cốc hạ mấy đồng tiền. Nàng suy nghĩ lần này ăn tết trộm cấp ba ba bao nhiêu ít bao lì xì hảo đâu, trong túi một phân tiền đều không có nam nhân cũng thật đáng thương, nàng không thể làm ba ba ra cửa quá phá. Nhất định đến bao cái đại, còn phải là tiền lẻ, làm ba ba ngày thường đương tiền tiêu vặt sử dụng quan trọng nhất là gạt nàng kia trưởng quản gia tài mẫu thân. Đã đi cửa Vân Tú Lan nhìn đến chính mình kia sững sờ khuê nữ, vỗ. Vỗ ninh tịch nguyệt đầu, lôi kéo nàng tay lung lay một chút, ngẩn người làm gì, đi rồi nguyệt nguyệt. Ai, hảo. Ninh tịch nguyệt nhìn trước mặt mẫu thân có một khắc chột dạ, lắc lắc đầu, lập tức ngoan ngoãn kéo Vân Tú Lan tay. Nàng trên tay trái kéo tống gia nhân, tay phải thượng kéo mẫu thân, mặt sau đi theo ninh gia phụ tử ba người, hướng quý đồng chí dừng xe địa phương đi đến ninh tịch nguyệt lên xe sau cố ý ngồi vào bên phải vị trí ý đồ nhìn xem bên phải kia một mảnh khu vực phòng ở có hay không một tòa giống nàng kia nhà chỉ có bốn bức tường sân đáng tiếc chính là xe đều khai một khoảng cách lăng là một tòa cũ nát sân cũng chưa nhìn đến quá mấu chốt là cũng không thấy được gì sân xem ra vẫn là đến tìm cơ hội một mình đi xem ninh tịch nguyệt trong lòng thất vọng thu hồi ánh mắt đầu dựa vào cửa xe biên nhắm mắt dưỡng thần vẫn là xem nàng hướng dẫn ra tới sân video mô hình tới đáng tin cậy Chương 206 đáng tiếc không có ngày thứ tư. Đến địa phương sau ở bộ đội người nhà nhà khách buôn hành lý sau trước tiên, Ninh Tịch Nguyệt không thấy được chính mình phòng ở nhưng thấy được đại ca tân mua phòng ở. Ly bộ đội cách đó không xa nông gia tiểu viện. Tống gia nhân thân thích còn không có dọn xong đồ vật, bọn họ tạm thời không thể trụ đi vào, nhưng có thể đi vào quan kháng. Này có người cư trú phòng ở chính là cùng nàng tiểu phá phòng không giống nhau. Sân không lớn, nhưng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, sân phân thành hai nửa, bên phải phân thành từng khối từng khối đất trồng rau, trong đất còn loại một ít mùa đông rau dưa, bên phải là cái tiểu viện bá, bên cạnh có một ngụm giếng nước. Cho dù là ở nguyên chủ nhân chuyển nhà trạng thái hạ sân vẫn như cũ nhìn sạch sẽ ngăn nắp, cùng nàng kia tứ phía lọc gió tường hoàn toàn không giống nhau. Mẹ, gia nhân tỷ tới. Một vị 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đem nàng cùng tống gia nhân lãnh tiếng vào sau hướng bên trong hô lớn chính hướng xe đẩy tay đôi đồ vật thím nhìn đến tống gia nhân sau buông trong tay đồ vật vài bước chạy tới gia nhân tới ta đang muốn đi tìm ngươi đâu này một chuyến đồ vật hẳn là cuối cùng một chuyến nơi này dọn xong ta liền đem chìa khóa cho ngươi ngươi ở chỗ này chờ một lát đi chúng ta đều bất việc điểm tống gia nhân nghe được có thể lấy chìa khóa trong lòng cao hứng tranh thủ ninh tịch nguyệt ý kiến sau sản khoái đáp hành chúng ta đây ngồi trong chốc lát thím ngươi cũng không cần phải gấp gáp từ từ tới chúng ta có thời gian hành kia ta đi lộng dọn đi, các ngươi ngồi ha. Nàng thiếm chỉ vào bên phải trong viện băng ghế, lại đối vừa rồi tiểu nam hài hô lớn nói, tiểu lượng, cho ngươi tin lành cùng nàng bằng hữu đảo ly trà. Ninh tịch nguyệt cùng tống gia nhân ngồi ở băng ghế thượng, chờ thu phòng ở, đồng thời tống gia nhân còn cùng ninh tịch nguyệt lưu tương lai đối này phòng ở quy hoạch, nào một miếng đất muốn loại cái gì rau dưa đều cùng ninh tịch nguyệt chia sẻ. Không chờ trong chốc lát, tống gia nhân thím mang theo cuối cùng một chút đồ vật cùng nhi tử cùng nhau vô cùng cao hứng ngồi trên trượng phu mở ra xe rời đi nơi này lao tới nội thành tân gia mà tống gia nhân cũng vô cùng cao hứng nhận lấy chìa khóa đi vào thuộc về chính mình tân gia nguyệt nguyệt đi chúng ta vào xem tống gia nhân lôi kéo ninh tịch nguyệt hưng phấn triều trong phòng đi đến phòng ở không lớn trung quy trung cũ nông gia tiểu viện bố cục một cái phòng bếp một gian phòng khách hai gian trụ người buồn trong trong phòng dọn đồ vật sau có vẻ trống trải nhưng chỉ là gia cụ thượng phóng người đồ vật đã không có gia cụ bản thân còn giữ hơn nữa gia cụ đều là hoàn hảo không tổn hao gì có thể tiếp tục sử dụng này đó gia cụ thím mang không đi ta và ngươi ca nhìn gia cụ đều dùng cũng liền không tính toán mua tân liền cùng phòng ở cùng nhau nói xuống dưới về chúng ta sở hữu cái này chúng ta dọn dẹp một chút thêm nửa trí điểm tân gia cụ là có thể dọn vào được có thể tiết kiệm được không ít chuyện tống gia nhân tân gia bắt được tay trong lòng kia chia sẻ dục vọng tăng vọt cái gì đều phải cùng ninh tịch nguyệt nói vài câu ninh tịch nguyệt hiểu nàng hiện tại mới vừa bắt được chính mình phòng ở khi kích động lại hưng phấn hảo tâm tình nàng lẳng lặng nghe thường thường phụ họa một hai câu tống gia nhân nói nói liền nhìn về phía ninh tịch nguyệt đề nghị nói nguyệt nguyệt nếu không ngươi cùng a di bọn họ không được nhà khách ta đem nơi này thu thập ra tới tới nơi này trụ chính mình gia ở thoải mái chút như thế không cần ninh tịch nguyệt không chút suy nghĩ cự tuyệt cũng mỉm cười cho nàng kiến nghị gia nhân tỷ hiện tại phòng ở bắt được tay ngươi cùng đại ca dứt khoát liền thừa dịp cơ hội này đem phòng ở hảo hảo bố trí một phen dựa theo ý nghĩ của chính mình bố trí nên đổi đổi nên thêm thêm chuẩn bị cho tốt sau liền có thể bố trí tân phòng chúng ta ở thượng hải còn có thể cho các ngươi phụ một chút nhất cử mấy đến tuy rằng cái này phòng ở có nàng đại ca một nửa ba mẹ ở nơi này có thể nhưng hơn nửa nàng cùng nhị ca cùng nhau ở nơi này luôn là sẽ nhận người nhàn thoại Ninh tịch nguyệt nhưng không nghĩ lưu lại bất luận cái gì để cho người khác nói xấu cớ. Chính yếu là nơi này phòng thiếu, khăn trải giường đệm chăn này đó cũng không có, bọn họ người một nhà lại nhiều, trụ tiến vào quá phiền toái, cũng sẽ không so nhà khách ở thoải mái, càng sẽ không tự tại. Nhà nàng lại không phải ở Thượng Hải không có trụ địa phương, vẫn là có thể sách giỏ vào ở địa phương nơi đó ở phương tiện lại kiên định. Ninh Tịch Nguyệt trong lòng kế hoạch tìm cái cớ mang ba mẹ trụ tiếng nàng tiểu viện, hệ thống cung cấp trang hoàng chính là mau thật sự, này còn không phải là có sẵn chính mình ra sao, bảo quản thoải mái dễ chịu, không nhận người nói xấu. Ninh Tịch Nguyệt lại tiếp tục nói vài câu hiện tại nắm chặt trang hoàng bố trí phòng ở chỗ tốt. Cái này làm cho Tống Gia Nhân nghe xong sau từ bỏ cái này ý tưởng, cũng rất có hứng thú dò hỏi Ninh Tịch Nguyệt vừa rồi nói bố trí phòng ở đề tài, muốn nghe xem nàng có cái gì kiến nghị cùng ý tưởng. Ninh Tịch Nguyệt có thể có cái gì kiến nghị, nàng không nghĩ trộn lẫn nhà người khác sự tình tống gia nhân vừa thấy chính là sớm đối nơi này có đại khái quy hoạch người hơn nữa cái này địa phương không phải nàng phòng ở không phải nàng cư trú nàng kiến nghị đều không cụ bị tham khảo tính nàng vô pháp cấp ra cái gì tính kiến thiết ý kiến vạn nhất hai người ý tưởng bất đồng hoặc là tống gia nhân nghe xong nàng lời nói bố trí sau lại không thích hoặc là khiến cho cái gì không tốt sự phát sinh khi nhiều ảnh hưởng hai cái cảm tình nhất ảnh hưởng nàng cùng đại ca huynh muội chi gian cảm tình ninh tịch nguyệt không nghĩ như thế cho nên chỉ là khờ khạo cười, ngượng ngùng lắc đầu, gia nhân tỷ, xin lỗi, ta hiện tại đầu óc trống rỗng, nếu là hỏi ta buổi tối ăn gì ta có thể còn có thể nói ra cái một hai ba tới. Tống gia nhân đều ninh tịch nguyệt chọc cười, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó nàng nói nàng đối trong nhà mặt bố trí, ninh tịch nguyệt biên nghe biên gật đầu, phụ họa nàng. Cuối cùng ở trong phòng chuyển động vài vòng hai người mới rời đi nơi này. Mặc sau mấy ngày thời gian, Vân Tú Lan cùng Ninh Hải hai vị cha mẹ đều ở vội Ninh Thanh Trí hôn sự, cùng Tống Gia Nhân cha mẹ gặp mặt trao đổi kết hôn cụ thể công việc, hoặc là giúp Ninh Thanh Trí cùng nhau trí kết hôn đồ dùng. Này liền thanh nhàn Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội. Ninh Thanh Viễn đi theo quý đồng chí tới kiến thức bộ đội huấn luyện đi. Ninh Tịch Nguyệt tìm lấy cớ một mình một người lưu đi ra ngoài, đi bên ngoài đi bộ. Đi bộ ngày đầu tiên trở về, Ninh Tịch Nguyệt đem kia hai cái hỷ bồn cùng hỷ tự bình thủy mang về cho ba mẹ, cũng cho bọn hắn truyền đạt ra bản thân ở bên ngoài cho bọn hắn một nhà tìm phòng ở thuê ý tưởng. Đi bộ ngày hôm sau trở về, Ninh Tịch Nguyệt đem hai giường hỉ bị chờ trên giường đồ dùng cấp kéo về đi. Phóng tới trợn mắt há hốc mồm ba mẹ cùng đại ca trước mặt. Đi bộ ngày thứ ba trở về, Ninh Tịch Nguyệt đem gió to phiến dáng cái hỉ tự kéo về đi, còn mang theo một cái tiểu xảo radio cấp nhị ca. Đi bộ ngày thứ tư, đáng tiếc không có ngày thứ tư. Ninh Tịch Nguyệt ở ngày thứ ba trở về khi đã bị người nhà ngăn cản. Chương 207 nhị ca ngươi chính là cái kia cờ hiệu. Ninh Tịch Nguyệt một người một mình đi bộ thời gian kết thúc. Người nhà đều hơi khiếp sợ nhìn Ninh Tịch Nguyệt trước mặt đề trở về radio cùng gió to phiến, lại nhìn nhìn trong phòng nàng này ba ngày mang về tới mặt khác đồ vật. Vân Tú Lan nhìn trong phòng mấy thứ này liền thế khuê nữ đau lòng tiền, lôi kéo tay nàng nói, khuê nữ nha, ngươi đem tiền đều lưu trữ chính mình hoa đó là, làm gì cho bọn hắn hai cái tiểu tử thúi hoa, nhiều như vậy thứ tốt nếu không thiếu tiền đâu, ngươi có phải hay không đem sở hữu tiền đều cho bọn hắn hoa? Vân Tú Lan nói nói từ trong túi móc ra tiền tiếp viện Ninh Tịch Nguyệt, lại trừng mắt nhìn hai cái ca ca liếc mắt một cái. Khuê nữ nha, ngươi cầm, có chúng ta ở đâu yêu cầu ngươi ra tiền mua đồ vật, ngươi đem tiền hảo hảo lưu trữ chính mình dùng, đừng như vậy thiếu tâm nhãn đem tiền đều lấy tới cấp hai tiểu tử thúi dùng, không thể bạc đãi chính mình. Mẹ, ngươi lấy về đi, ta tiền nhưng nhiều, trong túi tiền dùng đều dùng không xong ninh tịch nguyệt đem mẫu thân đẩy lại đây tiền đẩy trở về cũng đem nàng tay sủy hồi trong túi nàng đều cho rằng vân mẫu là muốn hỏi nàng như thế nào lộng tới mấy thứ này đặc biệt là cái kia không phù hợp mùa tính gió to phiến nhưng không nghĩ tới là lo lắng nàng về sau không có tiền hoa xem ra người trong nhà vẫn là thực yên tâm cùng tin tưởng nàng làm nàng đem chuẩn bị tốt lấy cớ cấp nuốt xuống đi quay đầu nói ba mẹ các ngươi cùng đại ca thường xuyên cho ta gửi tiền cùng phiếu nhị ca lại thường thường cho ta mua đồ vật ta chính mình hiện tại cũng coi như là kiếm hai phân tiền lương người, ở nông thôn còn có CM đổi đồ ăn, như vậy tính xuống dưới, nói không chừng ta hiện tại là nhà ta nhất có tiền người, cho các ngươi mua điểm lại không như thế nào, đều là hẳn là. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Ở nông thôn nàng ra trướng thiếu, ra đều là hệ thống thêm tới, nhưng tiếng trướng con đường nhiều, chỉ là nàng nói này đó cũng đã có thể cho nàng đương cái tiểu phú bà. Bộ đội bên kia chế dược tiền thưởng là đầu to, chỉ tính bộ đội cho nàng tiền lương cùng phúc lợi tiền thưởng là có thể đủ làm nàng ở thời đại này đương có tiền phú bà, trở thành thập niên 70 kẻ có tiền trung một dúng. Này nếu là tính thượng hệ thống bán linh chi đổi về tới tích phân đổi thành tiền, khi nàng có thể trời cao, sở hữu tiền đổi thành một phân tiền một trương tiền giấy nói, nàng tiền quay chung quanh nhà nàng có thể chuyển vài vòng. Cho nên nàng mụ mụ lo lắng nàng tiền tiêu xong rồi kia căn bản chính là không có khả năng sự. Không nói là đánh dấu vật phẩm không cần tiền, liền nói là nàng hoa chính mình tiền mua cũng xài không hết. Ninh Tịch Nguyệt dùng tay vẫn luôn lấp kính Vân Tú Lan lấy tiền tay, không chuẩn nàng lấy ra tới. Ngươi đứa nhỏ này. Vân Tú Lan tay bị ép tới gắt gao, trừ không ra, quán trách liếc mắt một cái, vỗ nhẹ một chút Ninh Tịch Nguyệt tay, đảo cũng không hề kiên trì. Nàng tính toán về sau chậm rãi gửi cấp khuê nữ. Muội nha, ngươi phía trước đều đã trước tiên cho ta quà sinh nhật, vẫn là một chiếc xe đạp, như thế nào hôm nay lại đưa ta quà sinh nhật, ta mấy ngày hôm trước chính là nói cười, ta không cần thật muốn radio, muội muội chúng ta ngày mai đi lui, này đến tốn nhiều tiền. Ninh Thanh Viễn nhìn đến muội muội lấy về tới radio trong lòng kỳ thật thật cao hứng, nhưng đã bắt được muội muội lễ vật hắn không nghĩ lại làm muội muội tiêu pha. Ninh Thanh Viễn này nói xong, Ninh Thanh Trí lại tới nói. Thật sự là hắn muội muội cấp đặt mua kết hôn dùng trên giường vài món bộ cũng đã rất nhiều, này lại cấp mua quạt, quá quý trọng, làm hắn chịu chi hổ thẹn. Hại, đại ca muốn kết hôn, nhị ca muốn ăn sinh nhật, đều là quan trọng nhật tử, ta mua điểm đồ vật trở về đều là tâm ý của ta, chúng ta là người một nhà, các ngươi như vậy chính là không đem ta đương gia nhân, ta sinh khí, hừ. Ninh tịch nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói xong còn ra vẻ tức giận đem đầu phiết ở một bên, đôi tay ôm ở trước ngực, tức giận không để ý tới người. Hảo hảo, ta khuê nữ có thể thông qua chính mình bản lĩnh kiếm tiền trở về cấp người nhà mua đồ vật đây đều là chúng ta phúc khí, nhận lấy đó là, về sau đối với các ngươi muội muội đều hảo một chút, kết hôn sau cũng có khác tức phụ đã quên người nhà. Ninh Hải làm phụ thân đứng ra gõ bản, nói ra tính quyết định nói. Đại ca cùng nhị ca đều không hề nói, mà là vô cùng cao hứng tiếp thu đồ vật, cũng cùng Ninh Tịch Nguyệt nói lời cảm tạ. Ninh Tịch Nguyệt dẫu cái miệng nhỏ không để ý tới bọn họ, hừ, chính là sinh khí. Ninh Hải quay đầu lại lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt thấp giọng hống, ta khuê nữ chính là bổng, ở đâu đều có thể quá rất khá, ba ba lấy ngươi vì vinh ninh tịch nguyệt ôm ôm ninh phụ nhỏ giọng ở bên tai hắn nói vẫn là ba ba hảo ba ba ta hiện tại có thể chính mình kiếm tiền ăn tết khuê nữ cho ngươi phát bao lì xì ninh hải ôm nhuận cười hồi ôm hảo ta nguyệt nguyệt là khắp thiên hạ tốt nhất khuê nữ hai cái ca ca cũng lại đây hống ninh tịch nguyệt đến cuối cùng ninh tịch nguyệt đem tình huống xoay ngược lại không chỉ có làm người trong nhà nhanh nhẹn nhận lấy mấy thứ này còn muốn trái lại hống nàng cao hứng không khí đều tô đậm đến nơi đây Ninh Tịch Nguyệt lại nhân cơ hội này nói ra đã thuê đến phòng ở sự tình, cũng kiến nghị thu thập đồ vật ngày mai sáng sớm liền dọn qua đi. Nàng kế hoạch hiện tại nói thuê trụ, về sau tìm cơ hội liền nói đem phòng ở mua tới, bất quá chuyện này đến quá 2 năm lại nói, để tránh lại kích thích đến người nhà. Ba mẹ, lần này tìm phòng ở thực không tồi, cách nơi này lại gần, chúng ta ngày mai liền dọn qua đi đi, ở tại nhà khách trước sau là không có phương tiện. Lúc này đây Vân Tú Lan nghe xong Ninh Tịch Nguyệt nói không có do dự gật đầu đáp ứng hành chúng ta đây ngày mai liền dọn qua đi sự tình liền như vậy vui sướng quyết định xuống dưới ninh gia cha mẹ lại tiếp tục cùng ninh thanh trí thương thảo kết hôn sự ninh thanh viễn lôi kéo ninh tịch nguyệt nghiên cứu radio hắn chính là đối thứ này tò mò đã lâu ninh tịch nguyệt cũng tò mò nàng vẫn là chưa từng dùng qua radio càng không biết cái này niên đại radio là thế nào có thể nghe đài đến này đó nội dung ninh thanh viễn mân mê khi nàng liền ngồi xổm ở bên cạnh xem hắn mân mê chỉ là nhìn nàng ca mân mê thứ này liền cảm thấy rất có ý tứ. Mân mê mân mê radio đột nhiên truyền ra tới một đạo hồn hậu thanh âm, hình như là ở bình luận thư. Đã lâu không có hưởng thụ sản phẩm điện tử mang đến giải trí thả lỏng nên tịch nguyệt một phen nắm lấy nhị ca muốn tiếp tục mân mê tay, hắc, liền cái này, ca, chúng ta nghe một chút bình thư. Được rồi, ta đi đem hai ta ly nước đoan lại đây, chúng ta uống dưỡng sinh trà nghe tiết mục. Ninh Thanh Viễn Hưng phấn chạy tới bưng trà ly. Ninh Hải nghe được radio truyền ra tới nói bình thư thanh âm, cũng tới hứng thú, Triều Ninh Thanh Viễn hô: "Lão nhị, còn có ta cùng nhau đoan lại đây." "Hảo." Ninh Thanh Viễn dứt khoát cấp một nhà năm người đều chuẩn bị kéo nước trà. Cả nhà khó được ngồi xuống cùng nhau hưu nhàn một lát, khó được có giải trí, đơn giản toàn gia đều nghiêm túc nghe bình thư, kết hôn công việc không vội với này nhất thời. Radio kênh điều hảo, kế tiếp trong phòng cảnh tượng liền biến thành một người bưng một cái nước trà ly uống trà trước mặt còn phóng một bao đậu phộng tô, một bao bánh đậu xanh, mỗi người rất là thích ý ngồi nghe bình thư, nghe được buồn cười bộ phận, còn cười ha ha vài tiếng. Một cái radio một hồi bình thư, cấp ninh gia mỗi người đều mang đến sung sướng thời gian. Ninh Tịch Nguyệt nhìn hiện tại cái này cảnh tượng, đột nhiên liền cảm thấy radio mang về tới là phi thường chính xác quyết định, cả nhà ngồi ở cùng nhau nghe bình thư là một kiện rất có ý nghĩa sự. Đối với radio mị lực bọn họ cả nhà đều trốn không thoát, lăng là đem radio có thể nghe được đến thanh âm đều nghe xong, mãi cho đến không có tiết mục nhưng nghe khi mới hứng thú dạt vào tắt đi radio, chưa đã thèm trở về nghỉ ngơi. Mà Ninh Thanh Viễn còn không có che nóng hổi radio, từ giờ phút này bắt đầu liền chính thức đổi chủ, thuộc sở hữu với Ninh Phụ sở hữu. Ninh Thanh Viễn ủy khuất ba ba nhìn Ninh Tịch Nguyệt khóc không ra nước mắt, muội Ninh Tịch Nguyệt tiếp thu đến Ninh ba ánh mắt, tránh đi Ninh nhị ca tầm mắt, trong miệng nói ra một câu vô tình nói, đừng nhìn ta, Kỳ kỳ thật chính là cấp 3 mua radio, nhị ca ngươi chính là cái kia cờ hiệu. Nói xong Ninh Tịch Nguyệt liền vội vàng rời đi ba mẹ phòng hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, lưu lại đắc ý lại cao hứng Ninh Ba Ba cùng càng thêm u oán Ninh Thanh Viễn. Chương 208 tuyệt không đi một tia chặn đường oan uổng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Tịch Nguyệt chờ người nhà thu thập thứ tốt liền mang theo bọn họ đi nàng nông gia tiểu viện. Phía trước ba ngày nàng tuy rằng là ở bên ngoài lắc lư, nhưng nhân phòng ở trang hoàng tình huống, Ninh Tịch Nguyệt xác thật là không đi xem qua. Đây cũng là nàng lần đầu tiên qua đi, đối với nơi đó vẫn là không biết trạng thái. Bất quá nàng có vũ khí bí mật, hoàn toàn không cần lo lắng. Lui phòng, đi đến chiêu đải cửa, Ninh Tịch Nguyệt bắt đầu hành động lên. Thống tử, mở ra hướng dẫn công năng, quy hoạch tối ưu lộ tuyến. Đinh, hướng dẫn đã mở ra, mục tiêu địa điểm ký chủ tiểu viện, tối ưu lộ tuyến đã chọn chung, toàn bộ hành trình 3 km, ước chừng yêu cầu 30 phút đinh, thỉnh ký chủ tạm thời bảo trì thẳng hành, ở phía trước giao lộ quẹo trái. Hướng dẫn mở ra, nghe được lười dương dương giọng nói hướng dẫn nhắc nhở âm, Ninh Tịch Nguyệt không lo lắng tìm không thấy lộ. Các ngươi đuổi kịp nha, ta ở phía trước dẫn đường. Ninh Tịch Nguyệt phất tay nói, đi ở phía trước vì người nhà dẫn đường, trong đầu là hệ thống hướng dẫn vì nàng phục vụ thanh âm, nàng toàn dựa nghe thanh âm này hành tẩu. Nàng mở ra hệ thống hướng dẫn công năng có thể so hiện đại hướng dẫn áp lợi hại nhiều, không cần lo lắng căn cứ hướng dẫn tìm không thấy địa điểm, cũng không cần đơn độc hướng dẫn làm lỗi, còn không cần lo lắng hướng dẫn thiểu năng trí tuệ. Nàng có thể cùng hướng dẫn thật khi câu thông, cho nhau đối thoại, bảo đảm dùng ngắn nhất thời gian hoàn mỹ tới mục đích địa. Thống tử, chúng ta khẩu hiệu là tuyệt không đi một tia chặn đường oan uổng. Ninh tịch nguyệt nghe xong cái này khẩu hiệu nhớ tới kiếp trước chính mình dùng mổ bản đồ ác hướng dẫn lăng là vây quanh một cái mấy ngàn mét đại vật kiến trúc vòng một vòng lớn, đến địa phương nàng mới phát hiện nơi này chính là nàng phía trước trạm nơi đó nghiêng phía trên 50 mét chỗ ngoặt mặt sau, một cái tiểu đạo liền đi qua đi, nhiều nhất 5 phút, kết quả nàng tiêu phí hơn 30 phút. Cũng quái nàng không đem bản đồ kéo ra tới nhìn kỹ, tin hướng dẫn bản đồ tà, thành thành thật thật đi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nói nhiều tất cả đều là một phen chua xót nước mắt. Thống tử, hy vọng chúng ta hướng dẫn công năng cùng khẩu hiệu tương xứng đôi, những cái đó chặn đường quan uổng chúng ta liền không đi rồi. Ký chủ đại đại yên tâm, chúng ta hệ thống không lừa già dối trẻ, tuyệt không sẽ xuất hiện cái loại này cấp thấp bại lộ, làm ký chủ đại đại hướng dẫn mỗi một ngày đều là vui sướng lữ trình, vđúc.net. Ta chờ mong. Ninh Tịch Nguyệt đối thống tử nói vẫn là thực tin tưởng. Đối với lần đầu tiên hướng dẫn, nàng là hoàn hoàn toàn toàn nghe hệ thống hướng dẫn thanh đi. Cuối cùng hệ thống hướng dẫn xác thật là thực tiễn nó khẩu hiệu, 26 phút tới tiểu viện cửa, toàn bộ hành trình thực tơ lụa, còn so hướng dẫn thượng dự tính thời gian nhanh 4 phút. Năm sao khen ngợi. Ninh Tịch Nguyệt đứng ở tiểu viện trước đại môn, trong lòng cấp hướng dẫn đánh một cái mãn phân đánh giá. Ba mẹ, tới rồi, chính là nơi này. Ninh Tịch Nguyệt từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa mở cửa. Ninh Hải nhìn chung quanh hoàn cảnh vừa lòng tươi cười, nhìn thật không tồi, cảnh vật chung quanh thanh u an tĩnh, thích hợp ngày thường đọc sách, lại là độc nhất hộ, không có quê nhà mâu thuẫn, không tồi, không tồi. Vân Tú Lan cùng Ninh Thanh Viễn cũng gật đầu, trong mắt mang theo ý mừng. Chúng ta vào xem. Ninh Tịch Nguyệt mở ra khóa, đẩy ra đại môn, làm ra mời vào tư thế nói. Hảo, đi vào xem. Nàng lần này cũng là lần đầu tiên xem hiệu quả đồ làm được thực tế hiệu quả, không biết như thế nào, như là khai bly bốc giống nhau, đối bên trong tràn ngập chờ mong. Nàng đến đi theo cùng nhau hảo hảo thưởng thức. Đi vào cổng lớn, Ninh Tịch Nguyệt nghe được qua thanh một mảnh nàng chính mình cũng tưởng qua, nhưng phòng ở là nàng thuê xuống dưới, nàng còn cần lỏng tạo xem qua phòng ở nhân thiết, chỉ có thể ở trong lòng oa. Toàn bộ sân giản dị trung mang theo một chút tình thú. Góc tường nổ phóng màu đỏ tịch mai hoa làm sân tăng thêm một tia mỹ cảm cùng tả ý, Ninh Tịch Nguyệt muốn vườn rau cùng vườn trái cây ở toàn bộ đại viện tử bố cục bên trái, một trước một sau đang xen có hứng thú. Ninh Thanh Viễn chỉ vào bên phải dùng đá phiến phô sang bằng sân góc trên bên phải vị trí hô to, qua, ba, xem bên này, nơi này còn có một cái tiểu đình hóng gió đình hóng gió tốt nhất như là cây nho đằng phía dưới còn có một cái hình vuông bàn đá cùng bốn trương ghế đá mùa hè buổi tối ở dưới thừa lương nhất định thoải mái ninh ba ba nghe nhi tử thanh âm quay đầu qua đi nhìn nhưng thật ra thực thích cái này đình hóng gió ngồi ở ghế đá thượng đọc sách làm việc đều làm nhân tâm tình phá lệ an bình vân tú lan không yêu đọc sách đối đình hóng gió không cảm giác nhưng thật ra đối vườn trái cây loại cây lựu cùng quả hồng thụ cảm thấy hứng thú lớn như vậy hai cây tử Năm sau nhất định có thể kết rất nhiều quả tử, đáng tiếc không phải chính mình gia nhìn không tới cũng ăn không đến. Nguyệt Nguyệt, ngươi thuê cái này sân cũng thật hảo, sân nhìn liền xinh đẹp, có cây ăn quả còn có thể chính mình trồng rau ăn, ta và ngươi cha về hưu sau nếu có thể trụ thượng như vậy phòng ở, lại quá thượng ăn uống không lo sinh hoạt cũng liền không tiếc núi. Mẹ, không cần chờ đến về hưu, nói không chừng quá mấy năm ngươi cùng ba ba là có thể có được, tin tưởng ta. Ninh Tịch Nguyệt nắm mẫu thân tay, kiên định nói: ngươi khuê nữ ta sẽ nỗ lực tích góp tiền mang ba mẹ quá ngày lành vân tú lan nghe được nữ nhi rất có hiếu tâm nói trong lòng vui mừng phản nắm khuê nữ tay cười mặt mày hớn hở hảo nếu không nói khuê nữ là cha mẹ ta tiểu áo bông kia ta và ngươi ba liền chờ hưởng khuê nữ phúc ninh tịch nguyệt gật đầu xem ra cha mẹ đều thực thích này tòa tiểu viện không uổng phí nàng tự định nghĩa thiết kế phong cách sân xem xong rồi về sau bắt đầu xem phòng ở phòng ở bên ngoài nhìn cùng trấn nhỏ thượng nhà trệt nhỏ không sai biệt lắm, đều là rộng thoáng gạch xanh nhà ngói khang trang, trừ bỏ nhà chính phòng bếp VWC này đó công năng tính phòng ngoại còn có 5 cái ngủ buồn trong, có thể thực hiện một người có được một phòng mộng tưởng. Mà mở ra nhà chính môn tiến vào sau liền sẽ phát hiện bên trong còn có khác động thiên. Ninh Thanh Viễn Kinh hỉ nhìn bên trong người bố trí, trong lòng có một lát khiếp sợ. Di, cư nhiên cùng nhà chúng ta bố trí không sai biệt lắm, này cũng quá giống đi, ta còn tưởng rằng trở lại chính mình trong nhà da cảm giác ập vào trước mặt quá thích ninh thanh viễn tò mò chuyển động xem xác thật giống vân tú lan trong nhà này phòng ở bố trí người tự mình đóng dấu bất quá nhìn so nhà ta càng đẹp mắt ninh hải cũng ngăn không được gật đầu xác thật là cực kỳ giống ninh thanh viễn biên chuyển biên dò hỏi muội đây là ngươi bố trí sao một nửa một nửa ninh tịch nguyệt lắc đầu ta cũng là nhìn đến nhà này bố trí cùng nhà chúng ta thẩm mỹ nhất trí, thực làm người có da cảm giác. ta liếc mắt một cái nhìn chúng, bắt được sau lại hơi chút bố trí một chút. ninh tịch nguyệt lại hạ giọng nói, ba mẹ, trộn cho ngươi nói, ta cấp phòng chủ chào hỏi. nàng nếu là xử lý phòng ở ưu tiên suy xét chúng ta, ta tưởng mua tới, về sau tới thượng hải tìm đại ca cũng phương tiện. nàng đến cấp người trong nhà trước tiên nói chuyện. trầm ngâm một lát, ninh hải gật đầu, ân thực sự có cơ hội này chúng ta không thể bỏ lỡ. Ninh Tịch Nguyệt vui vẻ, dũng cảm phất tay, hành, khi chúng ta dọn dẹp một chút làm cơm trưa chúc mừng một chút, hôm nay nhà ta ăn đúng tốt, ta cùng nhị ca xuống bếp. Nhưng chúng ta không có lương thực cùng đồ ăn. Ninh Thanh Viễn buông tay, đến đi mua điểm. Ninh Tịch Nguyệt đối ba mẹ cùng nhị ca cười thần bí, không, chúng ta có, không dối gạt các ngươi, ta ngày hôm qua còn lên núi một chuyến, lộng tới điểm thứ tốt, liền đặt ở nơi này chương 209 tri thức chính là lực lượng. Ninh Tịch Nguyệt mang theo Ninh Thanh Viễn hướng phòng bếp đi đến, bên trong có nàng sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ là đồ ăn cùng thịt, vẫn là gia vị đều tất cả đầy đủ hết. Còn có một cái hôm nay muốn thượng bàn trọng bàn thái phẩm, đó là Ninh Tịch Nguyệt để lại đã lâu đồ vật, chuyên môn chính là vì phụ mẫu người nhà lưu. Ninh Thanh Viễn tò mò mà đi theo Ninh Tịch Nguyệt mặt sau tung ta tung tăng triều phòng bếp đi đến, đương nhiên mặt sau còn có không yên tâm Ninh Hải cùng Vân Tú Lan. Muội, Ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đi trên núi rốt cuộc lộng tới cái gì? Sẽ không lại là lợn rừng đi. Ninh Thanh Viễn hợp lý suy đoán. Hắn muội muội lợn rừng sự tích tại hạ hương địa phương chính là truyền khắp phụ cận mấy cái đại đội, mặt khác đại đội trưởng chính là đối đại liễu đội hâm mộ vô cùng, hận chính mình lúc trước như thế nào không đem như vậy một cái hạt giống tốt cướp được tay. Không phải lợn rừng, ca, không như vậy nhiều lợn rừng cho ta đánh. Ninh Tịch Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Vân Tú Lan nghe được khuê nữ đánh lợn rừng liền nghĩ mà sợ, này không phải hai cái heo con mà là hai đầu thành niên lợn rừng, bao nhiêu người bị chết ở những cái đó súc sinh trong miệng, ở nông thôn bốn hại trung nhất đáng giận một hại cũng không phải là nói không. Nàng lời nói thấm thía nói, Nguyệt Nguyệt, về sau đừng một người lên núi quá nguy hiểm, thịt nào có chính mình sinh mệnh quan trọng. Minh Hải cũng lo lắng chính mình bảo bối khuê nữ làm ra một ít việc ngốc, mụ mụ ngươi nói đúng, chúng ta chỉ hy vọng ngươi ở nông thôn quá đến bình bình an an, mặt khác đều không quan trọng. Ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta có dược, có thể mê đảo gấu mù cái loại này mê dược, vài thứ kia gặp được ta chỉ biết trở thành ta bàn trung thịt, chúng ta trong đội lần này đông săn đều là dùng ta cung cấp dược, thực dùng tốt. Ninh Tịch Nguyệt không chỉ có an ủi cha mẹ, còn từ trong bao móc ra mê dược đưa cho cha mẹ xem. Ninh Thanh Viễn nhìn đến cha mẹ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn muội muội lấy ra tới dược, hắn vỗ bộ ngực bảo đảm. Ba mẹ này ta có thể làm chứng, ta muội mê dược nhưng lợi hại, dính một chút liền đảo, lúc trước chúng ta gặp được người xấu khi liền dùng quá, người nọ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Có thứ này cha mẹ trong lòng lo lắng thiếu một nửa, nhưng Vân Mẫu vẫn là dặn dò một câu, kia vẫn là tận lực không cần một người độ sâu sơn. Ninh Tịch Nguyệt đem phòng bếp môn mở ra, lại đem cửa sổ mở ra, trong miệng còn trấn an cha mẹ. Ân, ta rất ít vào núi, ta đương xích cước đại phu sau liền chưa đi đến quá sơn, chỉ cung cấp dược. Vậy là tốt rồi. Ninh Hải gật đầu, nhìn chung quanh trong phòng bếp hoàn cảnh, cuốn lên tay áo, hôm nay vẫn là chúng ta một nhà cùng nhau nấu cơm đi, đã lâu không có cùng nhau bận việc. Chúng ta hôm nay ăn lẩu như thế nào? Ninh Tịch Nguyệt xinh đẹp cười, đi đem phòng bếp cốc tường cùng hạ hai cái đại sọc thượng cái bao tải xốc lên, thời tiết lạnh ăn chút nóng hổi đồ ăn, người một nhà ăn chính thích hợp. Ninh Thanh Viễn thăm quá đầu tới nhìn đến trong đó một cái sọt là một chỉnh đầu lộc, kinh hỉ ngồi xổm xuống vuốt, muội muội, ngươi cư nhiên gặp được giả lộc, còn rất đại, thịt nhiều. Chúng ta hôm nay liền ăn lộc thịt cái lẩu. Ninh tịch nguyệt mỉm cười nói. Này đầu lộc chính là nàng ban đầu cùng Dương Liễu Thẩm đi tìm nhị ca trở về trên đường gặp được hai lợn rừng đại chiến khi nhặt của hời được đến kia một đầu giả lộc. Nàng vẫn luôn đặt ở ba lô không có ăn chính là nghĩ tới năm về nhà lấy ra tới làm trong nhà cha mẹ ăn thượng bổ một chút thân thể. Hôm nay tốt như vậy cơ hội đương nhiên là muốn xuất ra tới ăn. Lộc thịt cái lẩu, bạo xào lộc thịt, lộc thịt xương đầu canh từ từ đồ ăn, này một đầu to mọng đại giả lộc làm một cái toàn lộc yến vẫn là có thể, hoàn toàn đủ bọn họ một nhà năm người ăn. Không được, nàng chỉ là ngẫm lại liền chảy nước miếng, ca, chúng ta bắt đầu xử lý đi, ta đã rất tưởng ăn. Ninh Hải đối xử lý này đầu lộc thực cảm thấy hứng thú, hắn nhớ tới chính mình trước kia về xử lý lộc thịt nguyên liệu nấu ăn thư, vẫn luôn không vật thật làm hắn thực tiễn. Hôm nay này đầu bãi ở trước mắt lộc chính là một cái cơ hội, hắn như thế nào cũng muốn đi theo thư thượng bước đi thực tiễn một chút. Ninh Hải đi qua đi từ Ninh Tịch Nguyệt trên tay tiếp nhận này đầu hoàng hoàn toàn toàn không xử lý giả lộc, trong lòng là lần đầu tiên sờ đến một chỉnh đầu giả lộc hưng phấn. Ta cùng lão nhị xử lý lộc thịt, ngươi cùng mẹ ngươi rửa rau lộng gia vị, này đầu lộc thịt muốn như thế nào ăn các ngươi nói. Mọi người đều nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt, muốn nghe xem nàng ý kiến. Nàng quyết đoán cái thứ nhất đứng ra nói ra trong lòng đối với này đầu lộc ý tưởng. Bạo xào chân nấu, chính chủ, đều tới điểm, chúng ta hôm nay chủ yếu ăn này đầu lộc, cái lẩu canh đế liền có thể dùng lộc thịt canh xương hầm tới làm, chúng ta hôm nay người một nhà chính mình ăn, tùy ý phát huy. Liền dựa theo Nguyệt Nguyệt nói làm. Vân Tú Lan nghe xong một ngụm quyết định. Hành. Ninh Hải cùng Ninh Thanh Viễn hai cha con nâng lộc đi ra phòng bếp, Ninh Tịch Nguyệt cùng Vân Tú Lan hai mẹ con liền trợ thủ, thanh đao cùng bồn gỗ này đó sử dụng đồ vật toàn bộ đều lấy qua đi. Rửa rau lộng gia vị những cái đó đều không phải thực cấp, thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt vì thế ninh tịch nguyệt cùng vân tú lan hai mẹ con dọn một cái băng ghế ngồi ở bên cạnh nhìn hai cha con xử lý này đầu lộc chủ yếu xử lý người là ninh phụ ninh thanh viễn chỉ là một cái trợ thủ ninh phụ nói như thế nào hắn liền như thế nào làm lấy máu lột da mổ bụng chia lì xương sườn tuy rằng thủ pháp thực thô ráp nhưng cũng từng bước một xử lý xuống dưới từng khối từng khối thịt thiết hảo nào một miếng thịt lấy tới làm gì dùng ninh phụ đều đánh dấu hảo lấy bị sử dụng sau này Vân Tú Lan cười nói, nhìn không ra tới lão Ninh Ngươi còn có chiêu thức ấy, làm được ra dáng ra hình, về sau nếu là về hưu đều có thể đi trong đội làm vết heo thợ. Thư thượng nhìn đến, không nghĩ tới thật đúng là có thể có tác dụng. Ninh Hải bị chính mình tức phụ khen đến tâm hoa nộ phóng, đối Vân Mẫu nhàn nhạt mỉm cười. Còn nhân cơ hội này giáo dục nhi nữ, cấp Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn thượng một khóa. Nhìn đến không có, đây là tri thức lực lượng, học tập sau một ngày nào đó sẽ dùng tới nhiều đọc sách đọc học tập nhiều xem báo vĩnh viễn sẽ không làm lỗi ninh hải chỉ vào trước mắt lộc thịt tiếp tục nói không buông tha bất luận cái gì giáo dục con cái cơ hội cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người người ba ba ta hôm nay sẽ xử lý này đầu lộc liền toàn bởi vì ta trước kia nhìn đến quá tương quan thư tịch phát huy tác dụng các ngươi ở nông thôn cũng vĩnh viễn không cần từ bỏ đọc sách học tập đã biết ba ngươi yên tâm ta vẫn luôn không có dừng lại học tập bước chân ninh tịch nguyệt ngoan ngoãn đáp lời muốn nói học tập, ở toàn bộ thanh niên trí thức trong viện nàng nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất, nàng thời gian nhiều, so Trần Diệp Sơ đều còn cuốn. Đương thầy Lan Nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều, một có rảnh ta cục đọc sách, vô luận là xem cao trung sách giáo khoa vẫn là thầy Lan sổ tay vẫn là mặt khác đối ta hữu dụng thư ta đều có đang xem. Ninh Thanh Viễn nhìn nhìn chính mình hai chân lui ra phía sau một bước nói, ta cũng mỗi ngày đọc sách, tới Thượng Hải ta còn mang theo thư, lão ba ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đánh gãy ta chân. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thảo đánh có phải hay không, hôm nay kiểm tra ngươi học tập tình huống, nếu là phát hiện ngươi sẽ không, hừ hừ. Ninh hải đảo qua hắn hai chân hừ hừ hai tiếng, thành công làm ninh thanh viễn không dám gia liên tục xin khoan dung, ba, ta sai rồi, ta sai rồi. Vân Tú lan ra tiếng ngăn lại, hảo, các ngươi xử lý thịt, ta cùng Nguyệt Nguyệt đi xử lý mặt khác đồ vật, đến nỗi kiểm tra học tập tình huống chờ ăn cơm trưa hỏi. Nàng nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, ân, hai cái cùng nhau hỏi, Đừng tưởng rằng xuống nông thôn đi là có thể tránh được học tập đánh giá, ta và ngươi ba ra đề mục khảo các ngươi, cứ như vậy quyết định. Nói xong liền lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt hướng phòng bếp đi đến. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ ý cười. Này thật đúng là bỗng cực kỳ, lão ba xử lý cái lộc thịt đều có thể liên tưởng đến giáo dục hài tử trên người, còn phải tiến hành học tập đánh giá nên nói không nói nhà bọn họ hai cái đại học xuất thân cha mẹ ý tưởng chính là cùng khác cha mẹ không giống nhau vê đức chấm nét nhà nàng cha mẹ phát tán tư duy chính là hảo cái gì đều có thể nhấc lên học tập sự nhìn ra được ra tới đều là ái học tập người không hổ là hai vợ chồng ninh tịch nguyệt một bên điều chế nước cốt lẩu một bên phục bàn trong đầu học tập tình huống ân hoàn toàn không cần lo lắng thông qua không được cha mẹ học tập đánh giá nàng vẫn là nghiêm túc lộng gia vị vì giữa trưa cơm trưa nỗ lực, hiện tại lúc này ăn cơm quan trọng nhất, học tập sang bên trạm. Chương 210 ăn cái sản. Người trong nhà đều ở vì giữa trưa này đốn phong phú cơm trưa nỗ lực, cũng sôi nổi lấy ra chính mình tay nghề, làm ra một đạo lại một đạo đồ ăn. Ninh tịch nguyệt chủ yếu nhiệm vụ chính là điều chế cái lẩu đáy nồi, canh xuân nồi cùng hồng nồi canh đều lộng một cái, xào hồng nồi canh đế khi hương phiêu bốn phía, tức khắc liền đem thèm trùng câu dẫn ra tới, mà ninh ba ba bạo lộc thịt ti mùi hương một truyền ra tới càng là làm người nước miếng không ngừng phân bố, câu nhân muốn ăn đạt tới đỉnh núi. Vân Tú Lan múc một chén lớn canh xương hầm đoan đến trên bàn, trong miệng cao hứng hô, dọn dẹp một chút chúng ta ăn cơm lạc. Hảo! Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn giúp đỡ bưng thức ăn đến trên bàn. Bạo xào thịt ti, canh xương hầm, phấn chân lộc thịt, lộc thịt làm tiểu tô thịt, thịt kho tàu lộc bài, hai cái không ngừng quay cùng cái lẩu, rất nhiều năng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn tràn đầy một bàn đồ ăn. Một đầu lộc thịt vô dụng xong, còn dư lại không ít. Bọn người ngồi vào trên bàn sau, Vân Tú Lan đầy mặt tươi cười vỗ tay nói, khai ăn. Nghe thấy một câu sau sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Ninh Tịch Nguyệt đem chiếc đũa bắt được trên tay đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích khi, trong đầu Linh Quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới sáng nay đi bộ đội đại ca còn chưa tới. Đợi chút, mẹ, còn có đại ca. Nga đối, ta đều quên còn có đại ca ngươi, khi đợi chút đi. Vân Tú Lan tiếc núi nhìn trên bàn câu dẫn nàng nghiệt đồ ăn, không tha buông trên tay chiếc đũa, nuốt nuốt nước miếng, chờ đại ca ngươi 5 phút, 5 phút còn chưa tới khiến cho chính hắn đi làm, chúng ta không thể làm này bằng đồ ăn mất đi vị. Dù sao nơi đó còn có rất nhiều thịt, lão đại chính mình cũng sẽ xào. Ninh tịch nguyệt là thân mụ không thể nghi ngờ. Đừng tưởng rằng nàng không biết lão mẹ chỉ nghĩ chỉ nghĩ nhanh lên ăn lão ba xào thịt, mất đi vị gì đó đều là lấy cớ cũng may mới vừa chờ hai phút sân bên ngoài đại môn đã bị gõ vang lên ninh tịch nguyệt chỉ đem địa chỉ nói cho cấp đại ca tưởng cũng không cần tưởng liền biết bên ngoài là ai ta đi mở cửa hẳn là đại ca đã trở lại nàng vội vàng chạy tới ngoài cửa đứng đúng là đi tìm tới ninh đại ca đại ca mau tiến vào liền chờ ngươi ăn cơm hôm nay chúng ta ăn đến nhưng hảo ninh tịch nguyệt một phen giữ chặt ninh đại ca cánh tay đóng đại môn hướng trong chạy Nàng sợ lão mẹ chờ không kịp. Lão đại tới rồi, mau rửa tay lại đây ăn cơm. Ninh Hải nhìn đến người tiến vào ý tứ một chút hô một câu, chủ yếu là thúc giục hắn, không nghĩ làm chính mình tức phụ đói đến. "Hảo." Ninh Thanh trí động tác nhanh nhẹn múc nước rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn biên. Hắn chén đũa Ninh Thanh Viễn đã giúp hắn đặt lên bàn. Vân Tú Lan thấy đại nhi tử ngồi xong, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa nhìn về phía người trong nhà hô to, lấy chiếc đũa, khai ăn ra lệnh một tiếng, trên bàn tất cả mọi người cầm lấy chính mình chiếc đũa, bắt đầu gấp đồ ăn ăn. Ninh Tịch Nguyệt cầm chiếc đũa sau trước hết ăn một chiếc đũa tươi mới bạo xào thịt ti. Cây rác tiên hương, một chút đều không xài, hỏa hậu cùng thời gian đem khống cực hảo, thịt thực ngon miệng, thích hợp hạ cơm tẻ. Ninh Tịch Nguyệt dứt khoát liền đi ra một chén cơm tẻ ở trong chén ăn. Nàng là lần đầu còn không có bắt đầu ăn lẩu cũng đã làm thượng cơm, thật sự là nàng ba xào thịt ti thả phao ớt cùng phao khương, thực đủ vị, khai vị. Ăn thịt ti lại đi kẹp mặt khác đồ ăn, lúc này mới phát hiện mỗi món đều thực tuyệt. Bún thịt hương, tiểu tô thịt giòn, canh xương hầm tiên, thịt kho tàu lộc bài thịt một nhấp liền thoát cốt. Cuối cùng làm xong một chén cơm ninh tịch nguyệt bắt đầu ăn lẩu. Chiếc đũa thẳng triều cây rác trong nồi kẹp, lại cây lại ăn ngon. Ninh Thanh Viễn ăn đến mặt mày hồng hào, chiếc đũa gấp đồ ăn tốc độ đều so ngày thường nhanh vài phần, trong miệng còn khen cầu vòng thí. Hôm nay chầu này là ta ăn qua ăn ngon nhất một đốn, muội ngươi điều chế cái lẩu vẫn là trước sau như một ăn ngon, lão ba cùng lão mẹ xào đồ ăn cũng hương, quá hạnh phúc. Muốn nói ăn ngon vẫn là nguyên liệu nấu ăn tốt nguyên nhân, này lộc thịt mới mẻ, ăn trên núi cỏ dại lớn lên, thịt một chút đều không tanh. Ninh Hải đem dính đầy sương mù mắt kính gỡ xuống tới xoa xoa phóng tới một bên, tiếp tục nói, các ngươi có thể ăn đến như vậy phong phú lại ăn ngon một đốn đều là lấy ta nguyệt nguyệt phúc, ăn thịt cần phải nhớ rõ nguyệt nguyệt hảo. Vân Tú Lan uống một ngụm canh nói tiếp nói, chính là, lão nhị ngươi ở nông thôn cần phải chiếu cố hảo muội muội. Biết. Ninh Thanh Viễn gặm xương cốt, trong miệng mơ hồ không rõ nói ra hai chữ, ông bỗng cốt nghiêm túc gặm. Ngồi xuống hạ liền bắt đầu ăn cơm Ninh Thanh Trí thế mới biết hôm nay ăn chầu này lộc thịt yến là muội muội đánh tới lộc. Chầu này cơm cũng là cả nhà cùng nhau làm. Hắn bưng lên trong chén canh cảm tạ tạ gia người, sâu sắc cảm giác xin lỗi, chầu này liền hắn một người gì cũng không có làm, trở về liền ăn có sẵn đều là tương thân tương ái người một nhà, không ai sẽ để ý, đáp lại hắn chính là ăn ăn ăn. Mỗi người vùi đầu khổ ăn. Bởi vì là cái lẩu, phía dưới còn có thể thiêu thang, ngày mùa đông ăn đến toàn thân đều nhiệt liệt lên. Buổi chiều mọi người đều không gì sự, dứt khoát người một nhà liền vây quanh cái bàn tiếp tục ăn, không dưới bàn, ăn no nghỉ một lát nghi lại ăn, toàn gia đều nói tốt ăn đến buổi tối. Hôm nay muốn ăn cái sản. Vòng thứ nhất ăn no sau, ninh hải hai vợ chồng cầm ninh thanh viễn mang đến thư đối tam huynh muội tiến hành đánh giá ninh hải cầm cao nhị toán học thư hỏi định lý vân tú lan cầm ngữ văn thư cho bọn hắn quá muốn ngâm nga bài khóa mặt sau mới trở về ninh thanh trí không biết tình vẻ mặt mộng bức nghe đề sau đang ăn cơm liền bắt đầu hỏi chuyện may mắn hắn gần nhất bị thương mỗi ngày đều ở học tập làm hắn thực mau liền ổn định tâm thần không có gì bất ngờ xảy ra ba người đều đáp ra tới có đôi khi hai anh em trả lời đến gặp gền nhưng cuối cùng vẫn là đem hai vợ chồng hỏi mỗi một đề đều đáp đúng. Xem ra các ngươi đều có nghiêm túc đọc sách, cường điệu khen ngợi một chút muội muội, mỗi một đạo đều đáp đến lại mau lại hảo, cơ sở vững chắc, hai người các ngươi muốn nỗ lực. Ninh Hải thực vừa lòng khép lại thư, cuối cùng nhìn về phía Ninh Thanh Trí. Đặc biệt là lão đại, khi nào đều không thể từ bỏ học tập, người văn hóa trình độ cao để làm khi mới càng có cạnh tranh lực, nếu là gặp được cái gì trường quân đội huấn luyện cơ hội, người trúng cử xác suất sẽ lớn hơn nữa, kỳ ngộ tới khi mới có thể bắt lấy. Ta đã biết, ba. Ninh Thanh Trí trịnh trọng gật đầu. Ninh Tịch Nguyệt nghe lão ba nói rất bội phục hắn, thật sự rất có dự kiến trước, thời đại này nhân nào đó nguyên nhân phổ biến không coi trọng giáo dục, chỉ có nhà bọn họ thực coi trọng, cũng vẫn luôn chấp hành. Bọn họ này một nhà nhật tử có thể quá hảo một chút đều không ngoài ý muốn, cha mẹ hiểu được phòng ngừa chu đáo, hài tử nỗ lực lại nghe cha mẹ nói, cả nhà đồng lòng làm càng tốt chính mình. Không thể không thừa nhận tri thức thay đổi vận mệnh, tri thức mở rộng người tầm mắt, tri thức làm người khai sáng, đặc biệt là cái này đặc thù niên đại. Vân Tú Lan xem nhà mình bạn già nói cho hết lời, liền dùng cái muỗng đem trong nồi thịt múc lên tới, một người trong chén đổ một muỗng, nghĩ tạm đủ rồi chúng ta tiếp tục ăn. Chương 211 kết thúc thống cổ. Ninh Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn trong chén vân mẫu giúp nàng múc một muỗng lộc thịt, sờ sờ chính mình đã nhô lên bụng hít một hơi, nhận mệnh vùi đầu ăn. Càng ăn càng nhiều khi Ninh tịch nguyệt tưởng nàng chầu này cái lẩu ăn sau đại khái thật lâu đều không nghĩ nhìn thấy cái lẩu, chầu này cái lẩu là thật sự ăn đủ rồi, càng là ăn đến nàng nhìn đến cái lẩu liền mắt đầy sao xẹt, dạ dày cuồn cuộn. Này một đầu giả lộc thịt là thật nhiều, đại khái có 160 cân tả hữu trọng, trừ bỏ da lông cùng nội tạng chờ đồ vật, đại khái ra 64 cân thuần thịt cùng đại lượng xương cốt. Bọn họ một nhà năm người người từ giữa trưa ăn đến buổi tối, ngày này hơn phân nửa thời gian đều dùng để ăn, ngay từ đầu vừa ăn biên chơi thật thích ý, đến mặt sau bụng bất tri bất giác trung đã thực trướng. Đương quyết định không dưới đồ ăn khi, này đầu lộc thịt cũng chỉ ăn 12 cân thịt, còn dư lại 52 cân lộc thịt cùng 90 cân tả hữu xương cốt. Mà lúc này, năm người đều ăn không vô, nhưng trong nồi còn dư lại một chút thịt không ăn. Bái chầu này ban tặng, tất cả mọi người không nghĩ ngày mai tái kiến cái lẩu, nhưng trong nồi thịt cũng không thể lãng phí, hơn nữa dư lại không nhiều lắm lười đến thu nhặt. Vân Tú Lan nhìn nhìn trong nồi thịt, cầm một phen mui vớt đứng lên ở trong nồi múc một đại muỗng thịt thịt cho ai ăn thành một cái vấn đề lớn nàng đôi mắt nhìn quanh một vòng trên bàn ngồi bốn người ý tứ thực rõ ràng chọn lựa một người kết thúc nhưng nàng vẫn là quyết định tiên lễ hậu binh nhìn mấy người dò hỏi ai còn muốn ăn ta đem này một muỗng cho hắn đang ngồi bốn người nhìn đến vân mẫu trên tay mui vớt mạo nhiệt khí thịt trong ánh mắt chỉ còn lại có cự tuyệt cái lẩu lại ăn ngon thịt lại mỹ vị nhưng lúc này ai cũng không nghĩ nhìn đến nó ai cũng không muốn lại hạ khẩu kết thúc thống khổ nhất ninh tịch nguyệt đánh một cái no cách nàng đã cảm nhận được thịt đã cổ họng cái này no cách thiếu chút nữa khiến cho ăn xong đi đồ ăn trào ra tới nàng chạy nhanh chôn đầu tránh đi tầm mắt tay trái che chở chén bên ngoài tay phải cầm chiếc đũa chọn trong chén gia vị ăn làm bộ là trong chén còn có thịt sau đó dùng sức lắc đầu ta không cần ta trong chén còn có cấp ba ba hoặc đại ca nhị ca ăn Vân Tú Lan đem tầm mắt từ Ninh Tịch Nguyệt trên người chuyển qua Ninh Hải trên người, chọn mi dò hỏi. Ta đã ăn được, các ngươi chậm dùng. Ngày thường tương đối chú trọng biểu tình quản lý Ninh Hải lần đầu tiên banh không được mặt, cái mũi đôi mắt lông mày còn có trên trán nếp nhăn trên trán đều lộ ra một cổ cự tuyệt ý vị cùng điểm điểm thống khổ. Hắn đem một bên phóng mắt kính giá đến trên mũi, tự nhiên còn từ trong túi móc ra một trương báo chí mở ra nghiêm túc xem, băng ghế còn lui về phía sau một bước, dùng hành động tỏ vẻ hắn đã hạ bàn vân tú lan không có cưỡng cầu đem ánh mắt chuyển qua phía dưới hai cái nhi tử trên người ánh mắt kiên định ninh thanh viễn dẫn đầu che lại chén nhìn thoáng qua đại ca lại cười hì hì nhìn mẫu thân nói mẹ đại ca trước một đoạn thời gian vừa lúc bị trọng thương yêu cầu ăn nhiều ôm bổ đồ vật bổ bị thương trong lúc mang đến thân thể thiếu hụt dư lại thịt đều cấp đại ca nhiều bổ bổ thân thể đi ta thân thể khỏe mạnh liền không cần ăn bất hòa đại ca đoạt ninh thanh trí thật là hảo đệ đệ thật cũng không cần như thế lão nhị bất nhân hắn nếu không nghĩa ninh thanh trí nhìn về phía mẫu thân thiện giải nhân ý mỉm cười mẹ đệ đệ ở nông thôn chịu khổ mỗi ngày hạ sức lực trọng lượng khô lực sống càng hẳn là ăn nhiều một chút bổ thân thể dư lại thịt đều về ta cùng đệ đệ tới giải quyết ngài ngồi uống trà tiêu thực là được không cần phải xen vào hảo 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 vẫn là lão đại săn sóc kia trong nồi liền giao cho ngươi cùng lão nhị đặc biệt là lão nhị ăn nhiều một chút vân tú lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão nhị trong miệng còn nói phương ngôn, tay mở ra, lão tử đếm tới tam. Ninh Thanh Viễn sợ tới mức thân thể rung lên một chút, yên lặng đem cái ở chén thượng tay dời đi, cũng phủng chén đưa tới Vân Tú Lan trước mặt. Đây mới là bé ngoan. Vân Tú Lan trên mặt lộ ra tươi cười, đem trên tay một đại mui vớt thịt toàn bộ đều đảo tiếng Ninh Thanh Viễn trong chén, từ từ ăn, ta tới giúp các ngươi vớt thịt. Mặt sau này một muỗng chỉ trang một nửa thịt, Ninh Thanh Trí sảng khoái đem chính mình chén lấy qua đi tiếp được so sánh với lão nhị kia tràn đầy một muỗng, hắn càng thích này một muỗng. Ninh tịch nguyệt ở bàn hạ lặng lẽ cấp đại ca giơ ngón tay cái lên. Gừng càng già càng cay. Nàng mẹ vừa rồi ánh mắt rõ ràng chính là tưởng đem trong nồi thịt làm hai vị ca ca phân, kết quả nhị ca tiểu thông minh hại chính mình. Như vậy đại một muỗng thịt, đều có ngọn, nàng nhìn đều khó chịu. Ninh tịch nguyệt ở trong lòng không phúc hậu chê cười nhị ca, cũng yên lặng từ trong túi móc ra hai viên tiêu thực phiến đưa cho hắn lấy kỳ cổ vũ ninh thanh viễn khổ ha ha tiếp nhận tiêu thực phiến ánh mắt u oán nhìn đắc ý đại ca lại cúi đầu nhìn chính mình trong chén thịt tràn ngập phẩn hận dùng chiếc đũa chọc một chút bách với trên đỉnh đầu mẫu thân dư uy không dám quá phận chậm rì rì kẹp thịt ăn trong miệng nhai thịt trong lòng chảy nước mắt nhà ai có thể ăn thịt ăn đến tưởng phung chỉ có nhà hắn trước kia hắn thèm thịt hiện tại hắn hận thịt hắn như thế nào như vậy không biết tốt xấu ô ô phỉ nhổ chính mình ninh thanh viễn nuốt xuống trong miệng thịt nhìn đến trong chén còn thừa rất nhiều thịt nội tâm tiếp tục khóc thúc thít ô ô hắn vẫn là không biết tốt xấu hảo chút hắn không bao giờ muốn ăn cái lẩu không bao giờ muốn ăn lộc thịt trong nồi đã không có thịt vân tú lan thấy được trên mặt hắn thống khổ cầm trong tay mui vớt buông nói cho hắn một cái tin tức tốt vậy là tốt rồi ninh thanh viễn cùng ninh thanh trí mắt thường có thể thấy được lơi lỏng xuống dưới ninh tịch nguyệt cũng buông chiếc đũa không hề làm bộ làm tịch chọn gia vị đậu phộng toái ăn đứng lên từ phía sau phóng đồ vật kia một tầng tủ chén móc ra một hộp cung tiêu xả xưng sơn ra phiến ra tới một người phân vài miếng tiêu thực ninh hải trên tay cầm báo chí đều phóng thấp một ít phóng xa chút lộ ra đầu lại đợi trong chốc lát trong tay báo chí đã gấp hảo thu hồi trong túi tiếp tục sủy sớm chết sớm siêu sinh ninh thanh viễn trả thù tính đem trong chén thịt toàn bộ đều bọc lên tỏi giả dùng một lần đem sở hữu thịt nhét vào trong miệng vài cái nhấm nuốt rốt cuộc là đem trong chén thịt ăn xong ông sơn tra làm phao nước trà uống một ngụm cầm trong tay hai viên tiêu thực phiến cấp ăn xong toàn bộ hành trình liền mạch lưu loát cuối cùng kéo một phen ghế dựa lại đây nằm liệt ngồi ở mặt trên đỉnh cái bụng to lười biếng nhìn về phía cầm sơn tra phiến an ninh tịch nguyệt vương đôi tay lão muội nha lại cho ta một mảnh tiêu thực phiến cho ta điểm sơn tra phiến xúc tiến một chút ta dạ dày mất máy quá căng mà ninh thanh trí buông chiếc đũa sắc mặt không hề biến hóa nhìn không ra tới hắn có hay không ăn chống nhưng thành thật tay cùng miệng biểu hiện ra hắn trạng thái tiểu muội cho ta cũng tới một mảnh. Hảo, chờ một chút ha. Ninh tịch nguyệt lấy ra một lọ tiêu thực phiến, từ cha mẹ bắt đầu một người phát một mảnh, lại một người phát vài miếng sơn tra phiến, cuối cùng một người một bọc nhỏ thông tràn lợi liền dưỡng sinh trà bao phao thủy. Cả nhà năm khẩu mỗi người tìm một phen ghế dựa dựa vào, trong miệng ăn tiêu thực phiến, lại từng điểm từng điểm đương nghiến răng dường như gặm sơn tra phiến, ngẫu nhiên nhấp một cái miệng nhỏ dưỡng sinh trà. Nửa giờ sau, cả nhà luân thượng xong vê đúp xe sau bụng cuối cùng là thoải mái không trướng không căng dạ dày thoải mái trong lòng cũng thoải mái vân tú lan nửa nằm ở trên ghế thoải mái đến không nghĩ động nhìn trên bàn lưu lại một mảnh hỗn độn ngước mắt nói lão đại cùng lão nhị rửa chén đi được rồi các ngươi nghỉ ngơi ta cùng đại ca nhận thầu ninh thanh viễn thân thể thoải mái tay chân cũng nhanh nhẹn lên không nhanh không chậm thu thập trên bàn chén đũa ninh thanh trí gật đầu cầm dẻ lau sát cái bàn lại hướng trong nồi đảo nước ấm rửa chén hai người vội đến vui vẻ vô cùng ninh tịch nguyệt xem bọn họ bận việc đến lại đây còn làm được thực vui vẻ liền thu hồi tầm mắt tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi uống trà cùng ba mẹ trò chuyện thiên vân tú lan nhìn về phía một bên đại bồn gỗ mở ra thịt nhíu mày trong lòng phát sầu nguyệt nguyệt còn dư lại kia nhiều thịt cùng xương cốt chúng ta làm cái gì hảo đâu nàng lần đầu vì thịt nhiều phát sầu tưởng nàng phía trước ở nhà tưởng mua điểm thịt tìm đồ ăn ngon kết quả trong túi có tiền có phiếu thịt đều đoạt không đến thịt, thật sự là khó mua, ai có thể nghĩ đến nàng cũng có hôm nay sầu thịt nhiều thời điểm. Ninh Hải uống một ngụm dưỡng sinh trà kiến nghị nói, nếu không đem kia thịt khói xong, xương sườn cùng nhau huân, dư lại xương cốt toàn bộ đều ngao nước cốt. Ninh Tịch Nguyệt đem trong miệng sơn tra phiến nuốt xuống đi, đưa ra chính mình kiến nghị, còn có thể làm thịt vụn, phương tiện chúng ta về sau mang đi. Hai cái chủ ý đều hảo, Vân Tú Lan tiếp thu hai người ý kiến, nghe các ngươi cha con hai, liền như vậy làm chúng ta phóng về sau từ từ ăn còn có thể năm đó hóa sáng mai lên liền lộng xác định xuống dưới này đó thịt làm sao bây giờ sau vân tú lan trong lòng đều khoan khoái rất nhiều ninh tịch nguyệt dứt khoát đi đem ba ba radio lấy lại đây phóng nghe bình thư điều khen ngợi nói sau ninh tịch nguyệt cùng ba mẹ thích ý nằm ở trên ghế nhắm hai mắt thưởng thức tay còn đi theo tiết tấu gõ nhịp đầu thường thường theo đông đưa một chút ninh thanh trí cùng ninh thanh viễn hai người nghe được radio thanh âm nhanh hơn trong tay rửa chén tốc độ. Ngày kế sáng sớm, cả nhà lại cùng nhau lên bận việc làm huân thịt, làm thịt vụn, ngao canh, phân công hợp tác, không đến giữa trưa, sở hữu lộc thịt đều lộng xong rồi. Khói xong thịt làm 4 khối, tổng cộng dùng 32 cân thịt, treo ở bếp động phía trên huân. Dư lại thịt toàn bộ đều bị băm thành thịt mạc xào tương ớt. Cuối cùng 20 cân thịt tươi làm tương, thu hoạch 12 cân thịt vụn. Hô, rốt cuộc đem thịt xử lý xong rồi. Vân Tú Lan uống một ngụm ninh tịch nguyệt đoan lại đây nước trà nghỉ xả hơi, trong lòng lại bắt đầu quan tâm ninh thanh trí hôn sự, lão đại, kết hôn ngày đó là ở các ngươi bộ đội cùng này chiến hữu cùng nhau tiến hành tập thể hôn lễ sao? Chương 212 tập thể hôn lễ Ninh thanh trí cầm dẻ lau thu thập bể bếp, đầu chuyển qua qua lại lời nói, đúng vậy, đã xác định hảo muốn tham gia tổng cộng có 8 đối tân nhân, đến lúc đó cùng nhau tổ chức nghi thức, từ chúng ta bộ đội tôn thủ trưởng chủ trì, ăn cơm ở bộ đội thực đường ăn khá tốt, rất có ý nghĩa hôn lễ. Một bên trang thịt vụn ninh hải gật đầu, thế nhi tử cao hứng, có thể cùng cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu cùng nhau kết hôn là một kiện mỹ sự, về sau sẽ là một kiện rất tốt đẹp hồi ức. Có các ngươi bộ đội xử lý ta liền an tâm rồi. Vân Tú Lan còn rất vui vẻ, ở chỗ này bọn họ trời xa đất lạ, cũng không có phương tiện, bộ đội xử lý hôn lễ chỉ biết so với bọn hắn chính mình làm tốt lắm, còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn không kiến thức quá, đối với bộ đội hôn lễ tràn ngập tò mò, cũng không biết sẽ là cái dạng gì. Ba ngày sau, Ninh Tịch Nguyệt làm thân thuộc đi bộ đội tận mắt nhìn thấy tới rồi trong truyền thuyết tập thể hôn lễ. So với thời đại này chính mình xử lý hôn lễ yến hội, bộ đội tập thể hôn lễ càng làm cho người khó quên. Đó là một cái lệnh người tương đương chấn động trường hợp. Làm hôn lễ tiến hành lễ đường nơi nơi dán hỷ tự, bên trong còn kéo chúc mừng biểu ngữ, trên bục giảng còn dùng lụa đỏ lụa làm thành đại hoa vây quanh, trên bàn còn phóng số lượng vừa phải kẹo mừng hạt dưa cùng phao trà ngon thủy. Tám đối tân nhân đều ăn mặc mới tinh quân trang, trên người đeo đại hồng hoa, mỗi một đôi trên mặt đều cười nở hoa. Mà bộ đội huynh đệ tỷ muội toàn bộ đều người mặc quân lục sắc quân trang, vì bọn họ chúc mừng, vì bọn họ reo hò, vì bọn họ cao hứng. Ninh Tịch Nguyệt đến thời điểm chính là nhìn đến này một mảnh quân lục sắc hải dương cấp chấn động ở. Hôn lễ còn không có bắt đầu, nàng đôi mắt cũng đã xem thẳng. Hạo nhiên chính khí sông thẳng thiên, kết hôn khi có được nhiều như vậy bảo vệ quốc gia các chiến sĩ cấp chúc phúc kia thật sự thật hạnh phúc, như vậy hôn lễ thật là suốt đời khó quên. Ninh Hải cùng Vân Tú Lan làm cha mẹ còn có điểm lưu trình phải đi, đã đi vội. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai anh em coi như là người rảnh rỗi, liền ngồi ở một bên ăn hạt dưa cùng kẹo mừng, thưởng thức trước mắt hôn lễ. Muội, đại ca bọn họ hôn lễ cũng quá tuyệt vời, thật náo nhiệt, còn có nhiều như vậy kề vai chiến đấu đồng bọn cùng nhau chúc phúc. Ninh Thanh Viễn nhìn đến nhiều như vậy quân nhân đồng chí, trong lòng kích động đến tột đỉnh, nhìn so đại ca vị này Tân Lan đều còn kích động. Ninh Tịch Nguyệt trên tay bắt một phen hạt dưa khái, nhận đồng gật đầu, xác thật bổng cực kỳ, như vậy hôn lễ mới khó quên, cả đời đều nhớ rõ đến, quá hạnh phúc, ta đều hâm mộ. Ninh Thanh Viễn theo Ninh Tịch Nguyệt nói phụ họa, ta cũng hâm mộ, nếu là ta về sau hôn lễ có thể như vậy tổ chức thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ có quân nhân đồng chí mới có thể có như vậy tập thể hôn lễ, bất quá xem đại ca kết hôn liền rất thỏa mãn, ta cũng là tham gia quá tập thể hôn lễ người. Nhị ca, ta không thể không nhắc nhở ngươi, hai ta vẫn là quan côn một cái, hôn lễ gì đó ly chúng ta còn thực xa xôi đâu. Ninh tịch nguyệt nhịn không được ra tiếng đã kích. Không có việc gì, ảo tưởng một chút, quan không riêng côn kết không kết hôn không quan trọng, quan trọng là hiện tại ngồi ở chỗ này tham gia, cũng coi như là viên mộng, như vậy chấn động. Trường hợp ta ở chỗ này thấy đã là trung thân khó quên. Ninh Thanh Viễn không thèm để ý vất tay, hắn cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, chủ yếu thích chính là hiện trường loại này náo nhiệt bầu không khí. Cũng là lần đầu tiên tham gia như vậy hôn lễ, xác thật là đã làm chúng ta khó có thể quên mất. Ninh Tịch Nguyệt lột một viên bắp kẹo mềm, ngọt tư tư mềm mại, còn khá tốt ăn. Ở hai anh em sau lưng bưng trà đưa kẹo mừng Quý Diễn Minh đem hai huynh muội từ đầu tới đuôi nói nghe được rành mạch, khóe miệng khẽ nhất Hắn đến đổ nỗ lực, làm Nguyệt Nguyệt có thể không cần hâm mộ người khác tập thể hôn lễ. Ninh Thanh Viễn buông trong tay hạt dưa, một ngụm đem trong chén trà nước uống xong còn tưởng uống, muội, nhìn đến chỗ nào có châm trà thủy địa phương sao? Hạt dưa ăn nhiều, miệng khô. Ninh Tịch Nguyệt nhìn nhìn tả hữu, bưng lên chính mình trước mặt ly nước, không thấy được, ta này ly không uống, nếu không đem ta này ly đảo cho ngươi một ít uống trước. Ta nơi này có. Quý Diễn Minh nhìn chính mình trên tay giữ ấm bình nước lập tức ra tiếng nhắc nhở. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội cùng nhau nghe tiếng quay đầu, lại kinh hỉ hô, quý đồng chí, người ở chỗ này nha, kia thật tốt quá. Ninh Thanh Viễn vui mừng đem ly nước đều đưa qua đi, Ninh Tịch Nguyệt hạt dưa kẹo ăn nhiều cũng miệng khô, mấy khẩu đem cái ly nước uống xong, đi theo cùng nhau đem ly nước đưa qua đi làm quý đồng chí tiếp mãn. Đáng tiếc, cấp Ninh Thanh đảo mãn qua đi, bình nước chỉ còn lại có một chút màu trắng thủy cấu, quý đồng chí quơ quơ bình nước, xấu hổ đối Ninh Tịch Nguyệt cười, ta lại đi tiếp một chút, ngươi đợi chút. Ninh Tịch Nguyệt tỏ vẻ không thèm để ý gật đầu, hảo, không vội, ngươi từ từ tới. Quý Diễn Minh dẫn theo ấm nước vội vàng rời đi. muội ta đảo cho ngươi chút. Ninh Tịch Nguyệt bưng không ly nước đưa tới nhị ca trước mặt ý bảo hắn đảo điểm, lại uống lên hai ngụm nước mới cảm thấy không như vậy khát nước. Lắc đầu cảm khái, ngũ vị hương hạt dưa ăn ăn rất ngon, chính là quá dễ dàng khát nước. Xác thật, Lúc này, một vị tiểu chiến sĩ đỏ mặt lại đây, đứng ở ninh tịch nguyệt hữu phía trước, nhìn nàng nói chuyện lắp bắp cùng. Đồng chí, Ngài Hảo. Chương 213 Nguy cơ cảm. Ngài Hảo đồng chí, có chuyện gì có thể giúp được Ngài sao? Ninh tịch nguyệt buông ly nước nghi hoặc nhìn phía đột nhiên xuất hiện tiểu đồng chí, lễ phép dò hỏi. Ninh thanh viễn đi theo mùi mùi ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến tiểu đồng chí biểu tình trong lòng liền thầm kêu không tốt. Ánh mắt bắt đầu cảnh giác lên, đối mụi mụi bên cạnh đứng nói chuyện tiểu chiến sĩ phòng bị nghĩ đến quý đồng chí ở bộ đội uy danh hắn cáo mượn oai hùng mượn một chút vị này đồng chí tìm chúng ta chuyện gì là các ngươi quý liền trường làm ngươi cho chúng ta mang nói cái gì sao vẫn là có chuyện khác tiểu đồng chí mới nhập ngũ quý diễn minh đúng là bọn họ huấn luyện viên ngày thường không thiếu bị ma quỷ huấn luyện cùng khắc nghiệt đối đãi cái này nghe được quý đồng chí tên trong đầu lập tức hiện ra quý huấn luyện viên banh một trương lạnh như băng tàn khóc mặt cho hắn thêm huấn luyện khủng bố dạng một giây trở về huấn luyện thân thể đều theo bản năng run rẩy liên tục xua tay lại dùng sức lắc đầu phủ nhận mặt trướng đến đỏ bừng không là Ta. À. ninh tịch nguyệt tò mò nhìn trước mặt tiểu chiến sĩ bởi vì nhà mình nhị ca một câu thân thể đều ở rung rung vốn dĩ liền bởi vì thẹn thùng có điểm nói lắp cái này bị dọa đến càng là nói lắp đến lợi hại nói nửa ngày liền nói ba chữ còn không hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Đây là nàng dọa người vẫn là quý đồng chí có như vậy dọa người. Đề cái tên liền đem tiểu đồng chí cấp dọa thành như vậy. Không đến mức đi. Gần nhất quý đồng chí trên mặt đều thường xuyên mang theo mỉm cười, nhìn cũng không dọa người nha. Ninh Thanh Viễn trong lòng đắc ý lại cao hứng, quý ca tên tuổi quả nhiên là dùng tốt, tiểu dạng này còn trị không được ngươi. Đừng nghĩ đối hắn muội muội làm cái gì. Ninh Tịch Nguyệt thấy tiểu đồng chí lại cấp lại chân tay luống cuốn đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, nàng liền chỉ vào bên cạnh không vị thượng phóng hạt dưa cùng kẹo mừng tưởng giảm bớt một chút hắn cảm xúc. Tiểu đồng chí không vội, nếu không ngồi ăn chút hạt dưa nghĩ tạm một chút lại nói. Nguyệt Nguyệt, nước trà tới, ngươi cái ly đâu, cho ta đi. Quý đồng chí không biết khi nào dẫn theo phít nước nóng lại đây, hướng Ninh Tịch Nguyệt mỉm cười, đồng thời cấp một bên ngốc đứng tiểu chiến sĩ một cái lạnh băng ánh mắt làm hắn tự hành thể hội triệu tiểu xuân. Đến. Mông còn không có ngồi xuống đi tiểu chiến sĩ phản xạ có điều kiện trạm đến thẳng tắp, đồng thời hắn lại tiếp thu đến đại ma vương ánh mắt, khi mới vừa rút đi một chút kinh khủng cùng sợ hãi lại đánh úp lại. Chân nhân ở trước mặt tới càng hung mãnh trong đầu ngăn không được xuất hiện phía trước bị tra tấn hình ảnh, hai đùi run rẩy mấy dục đi trước, cúi đầu hô, quý. Huấn luyện viên hảo. Quý diễn minh nửa hít mắt nhìn trước mắt cái này hư hư thực thực tới cùng hắn đoạt người chiến sĩ, nhẹ khởi môi mỏng, phun ra lạnh như băng một câu triệu tiểu xuân bên kia cho ngươi đi hỗ trợ tiếp đãi tân nhân người nhà tốt huấn luyện viên triệu tiểu xuân nghe được là như vậy một câu sau cơ hồ là mừng rỡ như điên hành lễ chạy đi nguyên bản là muốn tới đang làm gì căn bản là không nhớ rõ trong lòng chỉ có đại ma vương không tìm hắn phiền toái ý mừng ninh tịch nguyệt nhìn về phía trốn cũng dường như tiểu đồng chí giống con khỉ giống nhau bay nhanh vụt ra đi trong chớp mắt liền không thấy bóng người tỏ vẻ ngạc nhiên Xem ra hắn là thật sự thực sợ hải quý đồng chí, này chạy bộ tốc độ không hổ là bộ đội tham gia quân ngũ đồng chí, tốc độ chính là mau. Ninh Thanh Viễn nhìn thấy tiểu chiến sĩ chạy, tâm rơi xuống một nửa, dư lại kia một nửa còn muốn xem quý đồng chí. Cuối cùng đem người đuổi đi quý diễn minh tâm tình thoải mái, đem phích nước nóng cái nắp mở ra, giúp Ninh Tịch Nguyệt ly nước thêm thủy, đồng thời cũng đem Ninh Thanh Viễn ly nước cũng chứa đầy. Thủy khen ngược, tiểu tâm năng, mới thiêu khai thủy ấm áp nhắc nhở một câu sau còn thuận thế ngồi vào bắt đầu vị kia tiểu chiến sĩ muốn ngồi cái kia vị trí thượng vẻ mặt tươi cười nhìn về phía hai anh em trò chuyện hôm nay tập thể hôn lễ. Vừa ly khai tiểu chiến sĩ bưng một mâm kẹo mừng phân phát, trong lúc vô tình thấy như vậy một màn lại bị khiếp sợ, trong lòng kinh sợ. Đại ma vương gì thời điểm cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không lại ra thủ đoạn gì hại hắn? Xong rồi xong rồi, hắn liền không nên nghe người khác xúi dục qua đi, cái này hắn xong rồi, Đại Ma Vương khẳng định là giác hắn không cầu tiến tới, cười đến càng tàn nhẫn đối hắn về sau liền càng hung a. À. Không được, hắn đến nhiều làm việc biểu hiện hảo một chút, cầu được tha thứ, hắn không nghĩ một người bị Đại Ma Vương thao luyện. Đáng thương oa vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng là cái gì, còn ở nơi đó ra sức vì trận này tập thể hôn lễ cam tâm tình nguyện phục vụ, sự tình gì đều ôm đến chính mình trên người làm, trong lòng còn càng làm càng cao hứng. Mà hắn tâm tâm niệm niệm quý huấn luyện viên lại là ngồi ở chỗ kia truy tức phụ vị kia tiểu chiến sĩ đã đến làm hắn trong lòng nguy cơ cảm chợt gia tăng, nơi này lan nhiều, hắn đến ngồi ở chỗ này nhìn điểm mới được, còn phải làm điểm cái gì trong lòng mới kiên định. Ninh Tịch Nguyệt vừa lúc đối tập thể hôn lễ cảm thấy hứng thú, quý diễn minh liền cho nàng giảng hôn lễ lưu trình cùng bọn họ phía trước bố trí trong quá trình phát sinh sự tình. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai anh em ngay từ đầu liền đối bộ đội tập thể hôn lễ cảm thấy hứng thú, quý đồng chí giúp đỡ tổ chức rất nhiều tràng. Tập thể hôn lễ kia biết đến nhưng nhiều, hoàn chỉnh lưu trình nhớ rõ thanh thanh. Hắn như vậy vừa nói, làm hai huynh muội nghe được là tập trung tinh thần, có nghi hoặc địa phương còn dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng làm hai người giải trong lòng không ít nghi hoặc, đối tập thể hôn lễ cũng càng thêm hiểu biết, dài quá không ít kiến thức. Đồng thời đối quân hôn rất là kính nể. Vô luận là quân nhân đồng chí vẫn là gia đình quân nhân đều thật vĩ đại, lúc này đây đại ca bị thương bọn họ làm người nhà liền tràn đầy thể hội. Ninh Thanh Viễn sau khi nghe xong bưng lên ly nước cảm tạ nói, quý ca, cảm tạ ngươi vì ta đại ca bọn họ hôn lễ bận trước bận sau, vất vả. Vất vả. Ninh tịch nguyệt cũng bưng lên ly nước cùng nhau cảm tạ. Đều là nên làm. Quý diễn minh bưng lên chính mình trước mặt chén trà cùng hai người chạm cốc. Ba người lại trò chuyện những mặt khác sự tình. Lúc này đây quý diễn minh không phải đơn giản nói chuyện phím, hắn là có mục đích chia sẻ. Chia sẻ chính mình gặp được thú sự, còn cố ý lộ ra chính mình tin tức cùng sự nghiệp có thể nói bộ phận cấp hai người, cũng dẫn đường hai người chia sẻ chính mình, làm đối phương thâm nhập hiểu biết lẫn nhau tương quan sự tình cùng làm người, tăng mạnh ba người chi gian cảm tình. Mặt sau Quý Diễn Minh được đến chính mình muốn biết tin tức sau còn lại là chọn lựa Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn cảm thấy hứng thú sự tình liêu, cái gì đều có thể nói thượng vài câu, đều có thể phát biểu điểm cái nhìn, còn cùng đối phương ý tưởng không mưu mà hợp, rất có cộng đồng lời nói. Như vậy một hồi lưu xuống dưới vẫn là rất hữu dụng chỗ, thuộc về hữu hiệu nói chuyện phím, lẫn nhau gian càng thêm hiểu biết càng thêm quen thuộc, tam phương đều lưu thật sự vui vẻ. Cái này làm cho Ninh Thanh Viễn thực xem trọng quý đồng chí, đột nhiên cảm thấy hắn thích muội muội cũng không phải cái gì chuyện xấu, bất quá muội muội tuổi còn nhỏ, còn trải qua quá trương viễn kia hỗn đảng ngoạn ý sự tình, hắn đến nhiều nhìn xem, nhất định giúp muội muội đem hảo quan. Ninh Tịch Nguyệt thực ngạc nhiên phát hiện quý đồng chí hiểu được thật sự rất nhiều, đầu óc thông minh, tư duy xoay chuyển thực mau, cư nhiên còn có thể đuổi kịp nàng kia trải qua hiện đại hóa đại số liệu thời đại tẩy lễ nhảy lên tư duy, thật đúng là lợi hại. Nàng ở trong lòng ngăn không được cảm thán lần đầu tiên gặp được quý đồng chí khi hắn lời nói rất ít, mặt thực lãnh thực hắc, là hắc mặt diêm vương người phát ngôn. Ai có thể nghĩ đến quen thuộc về sau phát hiện quý đồng chí lời nói không ít, hiểu nhiều lắm, nói chuyện còn rất dí dỏm, trên mặt tươi cười càng nhiều, mặt cũng bạch. Một chút liền từ hắc mặt Diêm Vương trung xóa tên biến thành bình dân còn thích giúp đỡ mọi người nhà bên đại ca. Nàng rất bội phục cùng thưởng thức quý đồng chí, cũng khó trách hắn mới 21 tuổi là có thể lên làm liền trường. Từ đại ca lần này thăng chức là có thể biết, quý đồng chí làm người phụ trách càng hẳn là công lao thêm thân, chỉ sợ là ngại với hắn tuổi tác mới tích góp không có thăng. Tiền đồ không thể hạn lượng. Là nàng trước mắt trừ bỏ người trong nhà, tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi trung ưu tú nhất người, không biết trả giá nhiều ít nỗ lực. Có được lợi hại như vậy ưu tú bằng hữu nàng thật cao hứng. Quý Diễn Minh trong lòng càng vui vẻ, hắn hiểu biết tới rồi rất nhiều Ninh Tịch Nguyệt yêu thích, còn rõ ràng cảm nhận được Ninh Tịch Nguyệt đối hắn tình cảm thượng biến hóa, đối hắn khoảng cách cảm giảm bớt rất nhiều. Còn có chính là làm Ninh Thanh Viễn vị này nhị ca đối hắn thái độ chuyển biến một chút, đây đều là thực tốt hiện tượng. Không uổng phí hắn lấy ra thu thập tình báo giữa nhà bản lĩnh tới liêu trận này thiên. Về đức nét. Quý Diễn Minh nhìn nhìn thời gian, đã đến hôn lễ thời gian, cửa tân nhân chuẩn bị sẵn sàng, hắn ý bảo hai huynh muội xem qua đi, nghi thức mau bắt đầu rồi. Chương 214 Đại hình xã chết hiện trường Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn buông trong tay hạt dưa cùng ly nước nhìn về phía đã chuẩn bị ổn thỏa tám đối tân nhân xếp thành hàng. Ninh Thanh Viễn hưng phấn vỗ vỗ Ninh Tịch Nguyệt nhân thủ, chỉ vào cửa kích động người ta nói nói, muội mau xem đại ca cùng gia nhân tỷ cũng ra tới, đại ca hôm nay trang điểm đến thật xoái khí. Ân, thấy được, gia nhân tỷ hôm nay cũng thật xinh đẹp, sở hữu tân nương đều đẹp. Ninh Tịch Nguyệt nhìn đến sở hữu tân nương tử trên mặt lau phấn, ngoài miệng đồ son môi, kỹ thuật còn có thể, không phải nàng trước kia nhìn đến cái loại này mặt hai đống cao nguyên hồng tân nương trang, hẳn là đám kia sẽ hóa trang đoàn văn công cô nương hỗ trợ hóa. Đẹp trang dung cấp tân nương tử nhóm dệt hoa trên gấm, càng là có vẻ như hoa như ngọc, trên mặt dương hạnh phúc tươi cười, làm sở hữu tân nương tử phá lệ mỹ lệ. Khó trách đương tân nương tử khi là mỹ lệ nhất thời điểm, bởi vì đây là các nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Ninh Thanh Viễn đột nhiên nhìn đến đại ca bên cạnh cách đó không xa đứng mẫu thân ở triều hắn vẫy tay, di, mẹ giống như ở kêu ta đem nàng bao lấy qua đi, muội đem bao đưa cho ta, ta đi đưa. Hắn từ Ninh hút tịch nguyệt trong tay tiếp nhận túi sách bước nhanh triều mẫu thân chạy đi đâu đi, không thể trì hoãn mẫu thân lấy đồ vật cấp đại ca đại tẩu. Mà quý diễn minh lúc này uống một ngụm thủy nhuận giọng nói, đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, cũng thực tự nhiên đối Ninh tịch nguyệt nói, nguyệt nguyệt, có thể giúp ta xem một chút trên người quần áo có chỗ nào không chuẩn bị cho tốt sao hảo ninh tịch nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía quý đồng chí trên người quần áo bên phải cổ áo lại lộng một lộng có điểm bất bình chỉnh quý diễn minh chính mình điều chỉnh một chút vẫn là không chuẩn bị cho tốt còn đem bên phải cổ áo lộng cuốn một chút ninh tịch nguyệt dứt khoát thượng thủ giúp hắn lộng một chút cùng lúc đó quý diễn minh chính mình cũng giơ tay nói trùng hợp cũng trùng hợp hai người tay đồng thời vói qua này dẫn tới Ninh Tịch Nguyệt tay trong lúc lơ đảng liền cầm quý đồng chí thô ráp ngón tay cái. Ninh Tịch Nguyệt cùng quý diễn minh hai người đồng thời sửng sốt một giây, lẫn nhau tay giống điện giật giống nhau nhanh chóng buông ra lùi về đi. Quý diễn minh mất tự nhiên ho khan một tiếng, hai tay hoảng loạn lý cổ áo tử. Ninh Tịch Nguyệt vị này độc thân hai đời cậu đến nay vẫn là thực ngây thơ, này một cái ngoài ý muốn đụng vào làm nàng mặt già đằng một chút thoáng chốc bạo hồng, chuyển một chút thân thể. Chiến thuật tính bưng lên trên bàn ly nước uống nước trà che giấu xấu hổ đừng, thủy, năng tự chưa nói xuất khẩu nên tịch nguyệt đã bưng ly nước một ngụm uống xong đi, không rảnh lo xấu hổ, quý diễn minh nôn nóng nói, phỏng, mau nhổ ra. Thủy độ ấm không ai so với hắn cái này tiếp thủy người hiểu biết, vừa đến nước trà, hắn thấy ninh tịch nguyệt bưng lên ly nước khi liền đoán trước đến sẽ như vậy, vốn là ngăn cản, nề hà ninh tịch nguyệt tốc độ quá nhanh, còn không có ngăn cản đến thủy cũng đã uống thường. Bị năng miệng ninh tịch nguyệt không rảnh lo xả chết, một khắc không ngừng đem trong miệng thủy phun hồi chén trà, biểu môi hút khí làm khoan miệng thoải mái điểm. Quý Diễn Minh từ bên cạnh bưng một ly đã thấu lạnh nước trà lại đây đưa cho Ninh Tịch Nguyệt, làm nàng hàm ở trong miệng băng một băng. Ninh Tịch Nguyệt tiếp nhận băng nước trà uống một hớp lớn hàm chứa, cúi đầu tìm khe đất. Ai đều đừng cản nàng, nàng muốn chui vào đi. Hắn miêu thật là đại hình xã chết hiện trường. Hôm nay quá mất mặt. 555 Quý Diễn Minh thực tự trách, nếu không phải hắn, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không bị năng có hay không hảo điểm ta đi cho ngươi lấy điểm khối băng khá hơn nhiều không đau không cần phải xen vào ta ninh tịch nguyệt đầu đều ngượng ngùng nâng nuốt xuống này nước miếng sau cúi đầu ông thanh ông khí vội vàng người ngươi mau đi lên đi đừng chậm trễ thời gian ta một chút đều không đau nàng phun đến mau miệng nhưng thật ra không bị bị phỏng chính là hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn thấy quý đồng chí nàng thần tượng tay nải trọng ô ô chủ yếu là hôm nay nàng không mặt mũi thấy ngươi trước ngồi một lát, ta đi chủ yếu và thứ yếu một chút hôn lễ. Quý diễn minh xem nàng thật không gì sự, cũng tạm thời không nghĩ nhìn thấy bộ dáng của hắn, lúc này mới yên tâm rời đi, đi đến trên bục giảng. Hắn là hôm nay người chủ trì chi nhất, phụ trách hôn lễ lưu trình thuận lợi tiến hành, mà bộ đội tôn thủ trưởng phụ trách chủ yếu nói chuyện, là trận này tập thể hôn lễ người chứng hôn, hai người cùng nhau chủ trì trận này tám đối tân nhân tập thể hôn lễ. Quý diễn minh thượng đến đài thượng bắt đầu chủ trì nghi thức sau, ninh tịch nguyệt mới bụng mặt một lần nữa ngẩng đầu lên vỗ vỗ nóng lên mặt nhìn về phía trên đài chủ trì người ai biết quý diễn minh trong miệng nói chuyện chủ trì còn phân một sợi ánh mắt đầu lại đây chú ý ninh tịch nguyệt hướng đi này không phải xử hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau ninh tịch nguyệt mất tự nhiên thu hồi ánh mắt nhìn xem dưới đài chờ tân nhân trong lòng phát ra làng đạn quá xấu hổ quá xấu hổ về sau như thế nào đối mặt quý đồng chí nha sao liền nắm lấy hắn ngón tay cái như thế nào liền quên phỏng đâu a à a à, khe đất mau tới dẫn ta đi đi muội ngươi sao sinh bệnh sao như thế nào mặt người này hồng ninh thanh viễn vừa trở về liền nhìn đến không quá bình thường muội muội vội vàng ngồi xuống dùng tay vuốt ninh tịch nguyệt cái trán cùng mặt thí độ ấm này thử một lần độ ấm làm ninh thanh viễn trong lòng hoảng đi lên như thế nào nơi này năng muội ngươi phát sốt ngươi trong bao có thuốc hạ sốt sao mau lấy ra tới ăn ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi ca không có việc gì ta không phát sốt người quá nhiều, nước sôi uống nhiều quá, ta đây là thiếu oxy. Ninh Tịch Nguyệt kéo lấy tay vội chân loạn muốn giúp nàng tìm dược Ninh Thanh Viễn, kiên định nói. Ngồi một lát liền hảo. Thật sự. Ninh Thanh Viễn bán tính bán nghi lại sờ soạn một chút cái trán của nàng, phát hiện độ ấm là thấp, nhưng vẫn là lo lắng nhắc nhở nói, thật bị bệnh cần phải kịp thời cùng ca nói, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Ân, ca yên tâm, ta thật không bệnh, ta chính mình là thầy lang ta hiểu biết nàng chính là được xấu hổ bệnh người khác đều nói y giả không tự y ngươi đem thuốc hạ sốt cho ta một mảnh ta cho ngươi cầm một phát hiện không thích hợp ta liền uy ngươi ăn ninh thanh viễn mở ra bàn tay đến ninh tịch nguyệt trước mặt hảo cho ngươi ninh tịch nguyệt không lay chuyển được quan tâm nàng nhị ca từ trong bao móc ra một lọ hạ sốt thuốc viên phóng tới nhị ca trong tay cái này hảo đi ân ừ. ninh thanh viễn vừa lòng gật đầu đem dược cất vào trong túi ninh tịch nguyệt muốn người này không phải nhị ca, nàng lại đến xả chết một bên, nhà ai mặt năng đến làm người tưởng phát sốt. Chương 215 phát bao lì xì. Ninh tịch nguyệt hít sâu bình tĩnh lại, tận lực không bỏ trong lòng, không thèm nghĩ xấu hổ sự tình, mặt chậm rãi khôi phục bình thường, độ ấm cũng biến bình thường. Ninh thanh viễn thấy muội muội mặt thật sự không năng, nhiệt độ cơ thể bình thường, sắc mặt cũng bình thường, lúc này mới thật sự tin tưởng nàng không có cảm mạo, yên tâm ngồi xong, cùng nhau nhìn hôn lễ nghi thức cử hành một giờ tả hữu tân nương cùng tân lan nhóm đối với chủ tịch bức họa tuyên thệ sau nghi thức liền kết thúc mọi người dời đi nơi sân hướng thực đường đi đến tiến hành hôm nay cuối cùng hạng nhất nghi thức khai tịch ăn cơm ninh tịch nguyệt tương đối thích này một cái phân đoạn mọi người bưng ly nước tập thể nói một câu chúc mừng nói dư lại chính là khai vui vẻ ăn cơm tân nương cùng tân lan cũng không cần bận việc cùng mặt khác người nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm như thế bớt việc không ít chầu này cơm ăn xong trận này náo nhiệt tập thể hôn lễ cũng kết thúc, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Ninh Tịch Nguyệt chạy nhanh lôi kéo người nhà khai lưu, tránh né cùng quý đồng chí tiếp xúc, hôm nay quá xấu hổ, nàng tạm thời không nghĩ đối mặt quý đồng chí. Bởi vì Ninh Tịch Nguyệt cố ý trốn người, quý diễn minh nhàn rỗi xuống dưới sau lăng là không có nhìn đến người, tưởng nói nói mấy câu cơ hội đều không có, ở trong lòng nghĩ lại rốt cuộc là này đó phân đoạn làm lỗi. Làm hắn càng buồn rầu chính là mặt sau càng là không có thời gian cùng cơ hội gặp được Ninh Tịch Nguyệt nhân ninh tịch nguyệt người một nhà ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, nàng về nhà sau liền đem cái này xấu hổ sự tình, còn có quý đồng chí cùng nhau vứt ra sau đầu, hảo hảo cùng cha mẹ ở Thượng Hải ở chung này cuối cùng mấy ngày nhàn nhã nhật tử. Lôi kéo ba mẹ đi Thượng Hải tương đối nổi danh địa phương nhìn, cùng mẫu thân tay kéo tay dạo bách hóa đại lâu, lại cùng người trong nhà cùng nhau chịu gia nhân đại tẩu mời đi rạp hát nhìn các nàng biểu diễn. Còn nương ninh thanh viễn sinh nhật đi tiệm cơm quốc doanh lại ăn một đống ăn ngon. Cuối cùng đại niên 30, Ninh Tịch Nguyệt cùng người nhà ở tiểu viện qua một cái hạnh phúc lại vui vẻ đoàn viên năm. Đây là người một nhà ở Thượng Hải cuối cùng một ngày đoàn đoàn viên viên nhật tử. Bọn họ đều đã lấy lòng ngày mai vé xe lửa, nên trở về cái nào địa phương đều phải ai về chỗ người nấy, trở về trước kia chính mình sinh hoạt. Cho nên hôm nay cái này buổi tối, trong nhà bầu không khí phá lệ ấm áp, ăn uống no đủ sau, người một nhà vây ở một chỗ nói chuyện phím, đại đa số đều là cha mẹ cùng đại ca ở dặn dò nàng cùng nhị ca ở nông thôn cho nhau chiếu cố có chuyện đừng gạt không nói, nhiều viết thư gọi điện thoại từ từ. Cuối cùng, Vân Tú Lan cao hứng bốc ra hồng giấy bao tốt bốn cái bao lì xì đối với bốn cái hài tử quơ quơ, tới tới tới, phát tiền mừng tuổi, đều mau trở lại lấy, xếp thành hàng. Tới, tới. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn nhất hưng phấn, nhảy nhót chạy tới, xếp hạng đằng trước, phân biệt là cái thứ nhất cùng cái thứ hai, mắt trong mong nhìn Vân Tú Lan trong tay bao lì xì. Ninh Thanh Trí lôi kéo ngựa ngùng xếp hàng tống gia nhân xếp hạng mặt sau ở nhà bọn họ không có hài tử kết hôn liền không phát tiền mừng tuổi tập tục. Cho nên Ninh Thanh Trí kết hôn vẫn là có thể được đến mẫu thân bao lì xì, hợp với tân tức phụ tống gia nhân đều có thể bắt được một cái. Vân Tú Lan cầm bao lì xì oán trách nhìn thoáng qua trước mặt nhất tích cực hai huynh muội liền các ngươi hai cái tiểu quỷ chạy trốn nhanh nhất. Bị nói Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn ngẩng đầu mắng cái răng hàm đối mẫu thân cười ngây ngô. Ninh Hải ở bên cạnh xem đến vui tươi hớn hở. Vân Tú Lan xem đội ngũ lập, bắt đầu phân phát trong tay bao lì xì tới đây là nguyệt nguyệt cảm ơn mẹ ninh tịch nguyệt vui vui vẻ vẻ lấy hảo trước mặt bao lì xì đi đến một bên trên ghế ngồi xem đây là lão nhị cảm ơn lão mẹ ninh thanh viễn cầm bao lì xì quơ chân múa tay chạy về phía ninh tịch nguyệt ngồi địa phương dựa gần xếp hàng ngồi xem trong tay bao lì xì đây là lão đại gia nhân đây là ngươi vân tú lan một tay một cái bao lì xì phân biệt đưa tới ninh thanh trí cùng tống gia nhân trước mặt Cảm ơn mẹ. Hai người trăm miệng một lời nói, trên mặt đều là vui rạo rực tươi cười. Vân Tú Lan phát xong bốn cái bao lì xì, nhìn đến bốn cái hài tử sắc mặt tươi cười, trong lòng thỏa mãn, được rồi, nên làm gì làm gì, nên trở về phòng ngủ ngủ đi, tan đi. Nói tan, nhưng không một người tan đi, như cũ ngồi ở phòng khách. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai người ngồi ở trong một góc đầy mặt tươi cười đếm bao lì xì tiền. Đều là giống nhau số, mỗi cái trong bao là hai khối tiền còn vì có vẻ xúc cảm hảo, đều là một mau tiền một mau tiền mới tinh tiền giấy thấu thành một cái bao lì xì. Ninh tịch nguyệt hai huynh muội số đến nhưng cao hứng. Ăn Tết muốn chính là cái này bầu không khí cảm cùng nghi thức cảm. Hai huynh muội đếm qua. Đi còn cho nhau đếm, quá đủ đếm tiền tay nghiện. Vân Tú Lan lại đơn độc lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt đến trong phòng ngủ nói chút thân mật lời nói, không ngoài vẫn là lúc trước xuống nông thôn cho nàng nói những lời này đó. Bất quá bởi vì nàng xuống nông thôn này hơn nửa năm nhật tử càng ngày càng tốt, Vân Tú Lan không có trước kia như vậy lo lắng, chỉ là nên dặn dò vẫn là muốn dặn dò vài câu. Nói xong lời nói sau, Ninh Tịch Nguyệt vừa lúc đem nàng cho cha mẹ chuẩn bị tốt bao lì xì cấp móc ra tới nhét vào Vân Mẫu trong lòng ngực liền chạy. Hắc, đứa nhỏ này. Vân Tú Lan dở khóc dở cười nhìn trong tay đại hồng bao, lặp lại vuốt trong tay bao lì xì, trong lòng là tràn đầy cảm động. Rồi sau đó, Ninh Thanh Viễn cầm chính mình ở đội thượng kiếm được tiền bao bao lì xì, Ninh Thanh Trí cũng cầm sớm đã chuẩn bị tốt bao lì xì tiến vào đưa cho mẫu thân, học Ninh Tịch Nguyệt như vậy cũng không quay đầu lại chạy sẽ hồi chính mình phòng. Lớn lên, bọn nhỏ đều lớn lên lạc. Vân mẫu cầm ba cái phong phú đại hồng bao cảm khái thâm hậu. Bên kia, Ninh Tịch Nguyệt chạy ra đi sau liền đi tìm Ninh Ba Ba, trộn lôi kéo hắn đến phòng bếp. Ninh Hải phối hợp hạ giọng, cùng làm tặc dường như, một bàn tay hờ khép miệng, khuê nữ, phải cho ngươi lão ba nói gì sự đâu, hiện tại nói đi, chỉ có ta cha con hai. Đương 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 đương, cho ngươi tiền tiêu vặt, chỉ có hai ta biết, ta ai cũng chưa nói, ba, chạy nhanh sủy. Ninh tịch nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một cái chân chính bao, dùng bố khâu vá ví tiền nhỏ, đường may tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là nàng từng đường kim mũi chỉ chính mình phùng, vô dụng trong không gian phóng máy may. Nơi này trang nàng cấp phụ thân phát tiền tiêu vặt, ở Ninh Hải trước mặt lắc lư một chút sau nhét vào trong tay của hắn vẫn là ta khuê nữ hảo. Ninh Hải đem trong tay bao lì xì đẩy trở về, tâm ý ta nhận lấy, tiền chính ngươi cầm dùng, ở nông thôn đừng ủy khuất chính mình, ngươi ba ta còn có thể tự mua đồ ăn tiền tích góp điểm tiền riêng cho ngươi. Ba, ngươi cầm, không phải rất nhiều, nhưng đây là ta làm thầy lang được đến đệ nhất bút phúc lợi phí, rất có kỷ niệm ý nghĩa, ta tưởng cho ngươi, chúng ta cha con hai cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Ninh Tịch Nguyệt lời nói thấm thía nói. Hảo, kia ba ba liền thu. Ninh Hải nghe được Ninh Tịch Nguyệt như vậy vừa nói, vô cùng cao hứng nhận lấy cái này bao lì xì, bảo bối cất vào trong túi, ngoài miệng còn không quên khen một câu, ta khuê nữ cũng thật lợi hại. Ninh Tịch Nguyệt phối hợp cười, lôi kéo Ninh Ba Ba hướng phòng khách đi, chúng ta đây mau trở về, đừng làm cho mụ mụ phát hiện. Hảo, không nói cho mẹ ngươi, đây là ta cha con hai bí mật. Ninh Hải tay vẫn luôn đặt ở trong túi nhéo túi tiền một góc, ý mừng ở trong lòng lan tràn, mãi cho đến hắn ngủ khi khóe miệng đều mang theo mỉm cười hôm nay cao hứng đi, ta khuê nữ cho ngươi cái gì? Lấy ra tới đi. Vân Tú Lan hiểu rõ đem đôi tay mở ra phóng tới Ninh Hải trước mặt, ngón tay động, ánh mắt lại nhìn về phía hắn phóng bao lì xì địa phương, chờ hắn công đạo. Cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ninh Hải trên mặt tươi cười đều phai nhạt một ít, thở dài một hơi, từ quần áo nội lớp lót cỏ tới cỏ lui móc ra bao lì xì ra tới đưa qua đi. Nha, còn cho ngươi phùng một cái túi tiền. Vân Tú Lan ăn vị cầm túi tiền, mở ra sau nhìn đến bên trong bảy đồng tiền tiền hào, có tiền hay không nàng nhưng thật ra không sao cả, chính là đối cái này xấu đến đáng yêu túi tiền ý nang bình. Này vừa thấy chính là nàng khuê nữ chính mình khâu vá. Nguyệt Nguyệt nói nơi này là nàng ở nông thôn đương thầy lang kiếm đệ nhất số tiền, cho ta lưu kỷ niệm. Ninh Hải đôi mắt nhìn chầm chầm vào cái kia túi tiền nhìn, trong mắt đều không chuyển một chút. Còn cho ngươi, xem ngươi như vậy, sợ ta đoạt đi rồi. Vân Tú Lan lúc này đây không có tịch thu đi tiền cùng túi tiền, còn cho hắn sau từ trong túi móc ra chính mình được đến ba cái đại hồng bao khoe ra nhìn đến không ta khuê nữ nhi tử cho ta sao ngươi kia bao lì xì nhiều hơn ninh hải hiểu biết nhà mình lão bà không dám nói đắc ý tiếng người mà là theo nàng nói là 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 ngươi là nhà chúng ta đại công thần đều là hẳn là chỉ có hắn có được khuê nữ thân thủ làm túi tiền để nhất bút phúc lợi phí hắn một chút đều không hâm mộ hắn cao hứng ngươi liền hâm mộ đi ta ngủ Vân Tú Lan đắc ý lắc lắc trên tay ba cái bao lì xì, vừa lòng phóng hảo, nằm xuống ngủ. Chương 216 chẳng lẽ là nàng Phổ Tinh? Ngày kế sáng sớm 7 giờ, ga tàu hỏa. Ninh gia cha mẹ xe lửa chuyến xuất phát thời gian muốn so Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn xe lửa thời gian sớm nửa giờ. đức net Lúc này vừa lúc là cha mẹ sở ngồi xe lửa muốn vào trạm thời gian. Tối hôm qua thượng đã đem nên nói nói đều nói, nên cấp đồ vật đều cho, nên dặn dò đều dặn dò cho nên không có quá nhiều lưu luyến chia tay cùng không tha, chỉ có thoải mái thanh tân lại ấm áp ôm. Vân tú lan cuối cùng ôm Ninh tịch nguyệt, buông ra sau, sẵn khoái huy xuống tay, được rồi, xe tới, chúng ta đi trước, các ngươi đừng quên cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an là được. sẽ không quên, ba mẹ tái kiến, thúc thúc a di tái kiến. Ninh tịch nguyệt tam huynh muội, còn có đại tổ tống gia nhân cùng lái xe đưa bọn họ đến ga tàu hỏa quý diễn minh cùng nhau nhìn theo Ninh gia cha mẹ tiến trạm thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh, Ninh Tịch Nguyệt mới ngồi vào đợi xe đại sảnh trên chỗ ngồi. Khai hướng bình phục huyện xe lửa còn có nửa giờ mới tiến trạm, Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn chỉ có thể tỉnh chờ. Mà đại ca hai vợ chồng cùng quý đồng chí cũng không đi, bồi cùng nhau chờ, nhất định phải nhìn bọn họ tiến trạm mới có thể rời đi. Cha mẹ mới vừa ngồi xe rời đi, vẫn là có điểm nho nhỏ thương cảm, tạm thời trầm mặt một lát. Quý diễn minh ngồi ở Ninh Tịch Nguyệt phía bên phải vị trí ngồi, từ trong túi móc ra mấy khối chocolate đưa tới ninh tịch nguyệt trước mặt hữu nghị cửa hàng tân đến hóa nghe nói kêu chocolate ăn rất ngon ta có cái bằng hữu cho ta mang theo điểm cảm ơn quý đồng chí cho ta một khối là đủ rồi ninh tịch nguyệt ngẩng đầu đối diễn minh khẽ mỉm cười từ trong tay hắn cầm một khối chocolate lột ra vỏ bọc đường cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn ngọc trung mang theo một tia hơi khổ chocolate ở trong miệng hóa khai ăn đồ ngọc tâm tình đều biến hảo mấy ngày không gặp quý đồng chí Ninh Tịch Nguyệt hoàn toàn quên ngày đó xấu hổ, coi như sự tình phiên thiên, hiện tại nhìn đến hắn cũng sẽ không ngượng ngùng, bình thường tự nhiên đối mặt cùng nói chuyện. Thế nào, ăn ngon sao? Quý Diễn Minh phân cho những người khác một người một khối, cuối cùng chính mình trong tay còn dư lại hai khối, nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt dò hỏi. Ninh Thanh Trí ăn một ngụm, hàm răng bị niêm trụ, "Lão Quý, này đường hương vị không tồi, chính là có điểm dính nha." "Đại ca, muốn cái miệng nhỏ ăn." Ninh Tịch Nguyệt đối hắn nói xong, lại nhìn về phía quý đồng chí gật đầu, cũng khuyên hắn nếm thử, ăn ngon, ngươi cũng ăn một khối nếm thử, thật không tồi. "Hảo, ta cũng thử xem." Quý Diễn Minh thuận tay liền đem mặt khác một khối chocolate đưa cho Ninh Tịch Nguyệt, chính mình đem mặt khác một khối mở ra ăn, gật đầu, "Ân, xác thật có thể." Hắn từ trong túi đem dư lại hai khối đều móc ra tới, nhét vào Ninh Tịch Nguyệt trong tay, khô càng nói, "Này hai khối cũng cho ngươi, ta không quá yêu ăn đồ ngọt." lưu trữ chính là lãng phí. Này, cảm ơn quý đồng chí, kia ta liền từ chối thì bất kính. Ninh Tịch Nguyệt nhìn trong tay tam khối chocolate cười cười. Nàng nào không biết, đây là quý đồng chí cố ý phải cho nàng, ngày đó nàng cùng Vân Mẫu đi ngang qua hữu nghị cửa hàng khi đều thấy được. Này lại làm nàng nhớ tới tối hôm qua Thượng Vân Mẫu cho nàng nói những lời này đó. Quý đồng chí trong lòng có nàng. Nghĩ vậy câu nói làm mặt nàng đều trộn đỏ. Bị nàng mẹ như vậy một chút phá, nàng đột nhiên liền nhìn ra một chút quý đồng chí tự hồ là thật sự đối nàng có điểm ý tưởng đâu. Chẳng. Lẽ là nàng phổ tin. Ở Ninh Tịch Nguyệt nhìn chầm chầm quý đồng chí nhìn lên, quý diễn minh còn lại là từ hắn mang đến quân túi sách móc ra hai cái nhôm da hộp cơm đưa qua. Cái này ngươi mang lên, ta ra ngoài huấn luyện khi gặp được thỏ hoang, mượn thực đường làm ớt thỏ đinh, ngươi cùng ngươi ca xe lửa thượng ăn. Như vậy xem ra, hẳn là đối nàng có ý tứ đi, ra cửa huấn luyện đều nghĩ cho nàng mang thỏ hoang làm ớt thỏ đinh này hẳn là không phải nàng nghĩ nhiều đi a à a à, đều do nàng mẹ tối hôm qua thượng cho nàng lời nói hiện tại nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự Nguyệt Nguyệt quý diễn Minh lại hô nàng một tiếng cũng đem trong tay hộp cơm hướng nàng trước mặt đưa qua một ít tốt cảm ơn quý đồng chí ta đã biết Ninh Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần lập tức đem hộp cơm tiếp nhận tới trong lòng lại là suy nghĩ quý đồng chí là từ gì thời điểm bắt đầu kêu nàng nguyệt nguyệt. Nàng ta liền không ấn tượng đâu. Thiên lạc, cảm giác nàng chính mình bỏ lỡ rất nhiều sự giống nhau. Chương 217 tam quyển sách. Cảm ơn quý ca, cái này hảo, ta cùng ta muội ở trên xe đã có thể ăn đến đại ca mang về tới gà rừng làm kho gà khối, còn có thể ăn đến quý ca ngươi xào ớt thỏ đinh, này một chuyến xe lửa ngồi trở lại đi thật hạnh phúc. Ninh Thanh Viễn nghe được quý diễn minh nói, nhìn đến hai cái đại hộp cơm, cũng đứng lên cảm tạ lão quý, ngươi gì thời điểm để lại một con thỏ, ta sao không biết. Ninh Thanh Trí vuốt đầu tỏ vẻ nghi hoặc, hắn nhớ rõ con thỏ đều bị đám kia đám nhảy ranh ăn xong rồi nha. Ban đầu liền để lại một con, ngươi không biết. Quý Diễn Minh nhìn hắn một cái, chút nào không chột dạ nghiêm trang nói. Như vậy nha. Ninh Thanh Trí gật đầu không có hoài nghi tin. Kỳ thật này một con thỏ không phải lưu lại. Là Quý Diễn Minh biết Ninh Tịch Nguyệt thích ăn con thỏ, còn thích ăn cây đồ ăn, cố ý ở kết thúc huấn luyện sau đi trên núi đào mười mấy con thỏ oa mới lựa chọn một con to mọng con thỏ lấy về đi dùng ớt khô bạo xào ra tới. Lại cây lại hương, tuyệt đối phù hợp nàng ăn uống. Ninh tịch nguyệt trong đầu lộn xộn, trong đầu ý tưởng rất nhiều, nàng trước kia sao liền không có nghĩ vậy một bước, nàng trước kia như thế nào liền một chút cũng chưa phát hiện, đây là trong truyền thuyết người trong cuộc thấy không rõ tình huống. Vuốt trong tay hộp cơm còn mang theo dư ôn, xem ra này con thỏ vẫn là hôm nay buổi sáng lên xào. 6 giờ rưỡi liền đến nhà nàng tiểu viện bên ngoài tiếp bọn họ người một nhà tới ga tàu hỏa, quý đồng chí này đến là khởi nhiều sớm xào con thỏ. Liền vì làm nàng có thể ở xe lửa thượng ăn thượng con thỏ. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Ninh Tịch Nguyệt trong lòng đều là tràn đầy cảm động, trừ bỏ người nhà, giống như liền quý đồng chí đối nàng tốt như vậy. Tự hồ quý đồng chí ở người khác trước mặt đều là một bộ ít khi nói cười, đối nàng nhưng thật ra tươi cười nhiều rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, nên tịch nguyệt trong lòng càng thêm khẳng định nhà mình mẫu thân lời nói không có sai, quý đồng chí có thể là thích nàng, chỉ là biểu hiện tương đối hàm súc, nàng không biết. Khi nàng phải làm sao bây giờ? Quý đồng chí người thực ưu tú, đối nàng cũng hảo, nhìn không giống như là lạm tình trung ương điều hòa, quan trọng nhất là mặt lớn lên xoái, đại đại thêm phân. Có như vậy một cái đối tượng cũng rất tuyệt, lần có mặt, tổng hợp điều kiện chất lượng tốt, đối quý đồng chí nàng cũng không bài xích, có thể thử tiếp xúc, này cũng không phải chuyện xấu như vậy tưởng tượng thông, Ninh Tịch Nguyệt xem gì đều tâm tình hảo, nhìn bên cạnh quý đồng chí mặt cùng dáng người tâm tình càng tốt, này vừa thấy chính là có tám khối cơ bụng đồng chí. Nếu không nàng đặt trước một chút đối tượng. Ninh Tịch Nguyệt tiếp thu thật sự mau, nàng chính là như vậy nông cạn, thích xem tốt đẹp sự vật, nhiều xem người lớn lên xinh đẹp còn có thể trường thọ. Bất quá nữ hài tử muốn rụt rè, nàng đến bình tĩnh. Ninh Tịch Nguyệt đem trong tay hai cái trang thỏ đinh hộp cơm cất vào trong bao, chống cầm manh mối quý đồng chí mặt. Đào bao quý diễn minh cảm nhận được ninh tịch nguyệt đầu ở trên người hắn tầm mắt, lòng tràn đầy sung sướng, ngẩng đầu nhìn về phía mi mắt công công ninh tịch nguyệt, trở về một cái đại đại mỉm cười. Ninh tịch nguyệt cúi đầu nhìn thời gian, không cho chính mình chịu sắc đẹp ảnh hưởng, di, thời gian không sai biệt lắm, xe lửa sắp vào trạm. Nghe vậy, ninh thanh viễn ngẩng đầu nhìn nhìn cổng soát vé, đã bài khởi đội, bên kia muốn bắt đầu kiểm phiếu, muội chúng ta đi thôi sau khi nói xong đem đại bộ phận hành lý đề thường. Hảo. Ninh tịch nguyệt nhắc tới chính mình bên người hành lý, nhìn về phía tới đưa bọn họ người, đại ca đại tẩu, quý đồng chí, tái kiến. Ninh thanh trí đem trên tay một cái túi đưa cho Ninh tịch nguyệt, muội nơi này trang chính là hôm nay ăn đồ ăn, đừng quên. Nguyệt nguyệt. Nơi này là một chút ăn vặt, ngươi đề lên đường thượng ăn. Tống gia nhân dẫn theo một túi ở thực phẩm phụ trong tiệm mua sắm các loại điểm tâm bánh bột ngô kẹo đậu rang chờ ăn vặt đưa cho nàng. Ninh tịch nguyệt nhìn này đó gánh nặng ngọt ngào, vui vẻ nhận lấy, hảo, chúng ta đây đi trước, tái kiến. Quý đồng chí, tái kiến. Ninh tịch nguyệt đứng ở quý diễn minh trước mặt, khóe miệng mỉm cười cáo biệt. Này từ biệt liền không biết phải chờ tới khi nào mới có thể có cơ hội gặp lại. Quý diễn minh trong lòng xúc động, hiện tại không danh phận, hắn có chút lời nói cũng không dám nói. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, từ trong bao móc ra tam quyển sách, đem trên mặt kia một quyển đưa tới ninh tịch nguyệt trước mặt, mắt trông mong chờ nàng nhận lấy, đây là cho ngươi thư, ngươi nhất định phải nhìn kỹ, nếu có thể, xem xong sau có thể cho ta hồi một phong thơ sao. Ninh tịch nguyệt cúi đầu nhìn trong tay hắn lão thư bác sĩ học tập sổ tay, lông mày hơi chọn, cuối cùng ở hắn chờ mong hạ tiếp nhận quyển sách này, hảo, ta nhất định nghiêm túc xem, xem xong cho ngươi viết cảm tưởng. Quý diễn minh khẩn trương đắc thủ tâm đều ở đổ mồ hôi, thư bị tiếp đi, lại nghe thế một câu, kỳ tích yên ổn xuống dưới, trong lòng vui mừng, khóe miệng điên cuồng dơ lên, áp đều áp không được. Ân, ta chờ ngươi tin. Ninh Thanh Trí duỗi đầu qua đi nhìn đến như vậy một quyển chuyên nghiệp thư tịch, đầu đều đau, này có gì hảo viết cảm tưởng, huy xuống tay nói, tiểu muội, đại ca cũng chờ ngươi hồi âm. Hảo. Phía trước đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách Ninh Thanh Viễn nội đối đãi muội muội thân, quay đầu lại thúc giục, muội, nhanh lên. Tới. Quý Diễn Minh cùng Ninh Thanh Trí giúp đỡ Ninh Tịch Nguyệt đem đồ vật đề qua đi. Đi đến Ninh Thanh Viễn nơi đó khi, Quý Diễn Minh lướt qua Ninh Tịch Nguyệt, đi đến Ninh Thanh Viễn trước mặt, đem trong tay dư lại hai quyển sách đưa qua đi. Ninh Tịch Nguyệt ở sau người tò mò nhìn hai người bọn họ. A à, Viễn, cho ngươi. Quý Diễn Minh một bàn tay đệ thư, một bàn tay ôm lấy Ninh Thanh Viễn bả vai đi phía trước đi. Ninh Thanh Viễn cúi đầu nhìn đến trên tay hai quyển sách sau kích động phiên. Một quyển về viết làm thư, một quyển máy móc phương diện thư, đều là Ninh Thanh Viễn thích lại yêu cầu thư. Quý ca, ngươi chính là ta thân ca, Cảm ơn a, à, ta thực thích, về sau ngươi hữu dụng được với địa phương cứ việc cho ta nói." Ninh Thanh Viễn thu hảo thư tịch, vỗ bộ ngực cảm kích. "Ân, ừ, không cần cảm tạ, chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi, chiếu cố hảo ngươi muội muội, đừng làm cho người khi dễ là được." Quý Diễn Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Về sau viết làm phương diện có cái gì không hiểu có thể viết thư hỏi ta, có chuyện gì cũng có thể cho ta nói, có thể giúp ta nhất định giúp." "Đã biết, cảm ơn quý ca." Ninh Thanh Viễn vuốt thư trong lòng minh bạch, đây là ý của túy ông không phải ở rượu, yên tâm, nàng là ta muội muội ta đương nhiên sẽ chiếu cố hảo, đến nỗi nào đó phương diện ta cũng sẽ xem trọng. Quý ca, tâm. Tư của người ta đều minh bạch, bất quá, đừng nghĩ dùng hai quyển sách liền thu mua ta, tái kiến. Ninh Thanh viễn vỗ vỗ quý diễn minh bả vai, xoay người qua đi lôi kéo mặt sau cùng đại ca đại tẩu đi cùng một chỗ muội muội nhanh hơn nện bước hướng cổng soát vé chạy. Mọi người đều đừng tặng, về đi. Ninh Thanh Viễn tới lần này đánh Quý Diễn Minh một cái trở tay không kịp, làm hắn biểu tình dạy ra một lát, trong mắt lộ ra ý cười nhìn phía trước chạy vội hai người. Nguyên lai like hắn biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Các ngươi chạy chậm một chút, còn có hành lý ở chỗ này. Quý Diễn Minh dẫn theo trong tay hành lý, hướng phía trước đuổi theo. Ta nơi này cũng còn có, này lão nhị, hấp tấp. Ninh Thanh Trí mang theo tức phụ cũng đuổi theo. Ninh Thanh Viễn, thất sách nha. Bất quá hai người bài đến kiểm phiếu trong đội ngũ mới dừng lại, lại đem đại ca cùng quý đồng chí trong tay hành lý lấy xong sau hoàn toàn cáo biệt. Đi hướng hồi trong đội xe lửa. Trở về phiếu cũng là quý đồng chí thác quan hệ mua giường nằm. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn dẫn theo hành lý ngồi ở trong xe thuộc về chính mình cái kia giường nằm khi mới nghỉ khẩu khí, phóng thứ tốt, cầm ấm nước uống một ngụm chậm rãi. Ca, ngươi cùng quý đồng chí vừa rồi nói gì nha, thần thần bí bí. Ninh Tịch Nguyệt vặn khẩn nắp bình, tò mò hỏi: "Không có gì, cho ta hai quyển sách, một quyển viết làm, một quyển máy móc." Ninh Thanh Viễn đem thư lấy ra tới cho nàng xem, nhưng hai người nói cái gì là chỉ tự không đề cập tới. "Ta cũng có một quyển, đi đọc sách." Ninh Tịch Nguyệt liền biết hắn sẽ không nói, ngồi vào chỗ nằm thượng lấy ra chính mình kia một quyển sách nhìn, nàng đảo muốn nhìn trong quyển sách này đều là chút thứ gì. Chương 218 một phong thư tình. "Ngươi thật bắt đầu đọc sách nha?" khi ta cũng đi đọc sách. Ninh Thanh Viễn nhìn đến muội muội thật liền cầm một quyển sách ngồi ở chỗ nằm thượng, dựa vào thùng xe trên vách tường bắt đầu lật xem thư, hắn cũng đi chính mình chỗ nằm ngồi, mở ra viết làm kia quyển sách bắt đầu xem. Ninh Tịch Nguyệt cười lắc lắc đầu, thu hồi tâm thần, nghiêm túc phiên trong tay thư. Mở ra quyển sách này bề mặt, bên trong thư trang giấy phát hoàng, nhìn là có chút năm đầu thư, nhưng chủ nhân yêu quý, một chút cuốn biên đều không có, trong sách còn viết có ngay ngắn bút ký cùng một ít đánh dấu, viết thật sự chuyên nghiệp, vừa thấy chính là cái nào bác sĩ thư. Xem mặt trên có chút bút ký, nàng suy đoán quyển sách này hẳn là quân khu bệnh viện nào đó bác sĩ thư, bị quý đồng chí lộng tới tay lại cho nàng. Quyển sách này cùng loại với thầy lang thao tác sổ tay, giảng đều là chút cơ sở người chữa bệnh tri thức. Chỉ là so thầy lang sổ tay nội dung càng toàn diện kỹ càng tỉ mỉ, còn bao trùm bệnh viện sở hữu phòng tương quan tri thức, rất dày một quyển, nàng này một quyển sách so nhị ca trong tay hai quyển sách đều còn dày hơn thực thích hợp nàng vị này nửa đường xuất thân thầy Lan hảo hảo học tập một chút. Nhưng hôm nay mở ra quyển sách này tạm thời không phải vì học tập chuyện này, nàng mục đích không ở với đọc sách, mà ở với trong sách mặt khác đồ vật. Nàng có dự cảm, trong quyển sách này tuyệt đối là bị quý đồng chí ẩn giấu cái gì đến không được đồ vật, bằng không hắn sẽ không trịnh trọng công đạo nàng nhìn kỹ, nhìn còn viết hồi âm, còn làm nàng bình một chút lấy. Ninh Tịch Nguyệt muốn xem chính là kia cái gì tàn tiến vào đồ vật, nàng tiếp tục một tờ một tờ phiên đi xuống. Thư phiên một phần năm khi tay ngừng lại. Ninh tịch nguyệt nhìn trong sách đồ vật trong mắt nhiễm ý cười. Nhìn xem nàng phát hiện cái gì, tìm được cái gì thứ tốt. Một trương tạp ở sách vở, tạp thật sự khẩn thật đại đoàn kết, 10 đồng tiền. Ninh tịch nguyệt đem này trương tiền cấp lấy ra tới lật xem, thật đúng là hàng thật giá thật một trương đại đoàn kết. Không nghĩ tới quý đồng chí lấy như vậy phương thức cho nàng đưa tiền. Đem này 10 đồng tiền phóng tới trong lòng ngực, lại tiếp tục thường thường hạ phiên. Cách hai trang trang giấy, Ninh Tịch Nguyệt lại nhìn đến một trương cả nước thông dụng phiếu gạo. Đây là đưa tiền lại đưa lương thực. Đêm này một trương phiếu gạo móc ra tới, Ninh Tịch Nguyệt lại tiếp tục phiên, nàng thực chờ mong mặt sau sẽ có chút cái gì. Không phụ nàng chờ mong, mặt sau trên cơ bản đều là mỗi cách vài tờ liền tạp một trương tiền hoặc là phiếu. Này một chỉnh quyển sách phiên xong, nàng liền phiên một đống tiền giấy ra tới, suốt có 110 đồng tiền cùng 21 trương bất đồng chủng loại phiếu định mức. V.net còn có một trương giấy viết thư giấy. Nga không, nói là một phong trắng ra thông báo tin càng vì chuẩn xác. Ninh tịch Nguyệt mở ra giấy viết thư giấy từng câu từng chữ nhìn. Nguyệt Nguyệt, ngươi hảo. Đây là một phong ở ta trong đầu dự đoán thật lâu sau tin. Hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp nhau, này thúc đẩy ta làm hạ lần này quyết định, viết ra này một phong thơ. Đưa ngươi nhìn đến này phong thư khi, ta đã ở lòng tràn đầy chờ mong ngươi hồi âm, còn thỉnh ngươi phân một chút thời gian cho ta cho phép ta biểu đạt ra trong lòng tình yêu. Đệ nhất nhìn thấy ngươi khi, là ở đại ca ngươi tiền cái kẹp, hắn có một trương ảnh gia đình, thường xuyên lấy ra tới xem, thường xuyên hướng chúng ta khoe ra ngoan ngoãn đáng yêu muội muội. ta nhìn, kia mặt trên ngươi chỉ có 10 tuổi, tha thứ khi đó ta, lòng ta tưởng tiểu hài tử không đều thực đáng yêu sao. Có cái gì khác nhau? Lần thứ hai nhìn thấy ngươi, là ta nghĩ phép đi ngang qua, nhìn đến ngươi nằm ở vũng máu, trong mắt mãnh liệt cầu sinh dục làm ta hung hăng cộng tình, trong lúc nhất thời làm ta nhớ tới không lâu trước đây ở ta trong lòng ngực nhắm mắt lại vài vị chiến hữu. Ta dùng suốt đời nhanh nhất tốc độ đem ngươi đưa vào bệnh viện, lòng ta tất cả đều là tưởng nhất định phải đem ngươi cứu sống. Ngươi không biết bác sĩ tuyên bố ngươi thoát ly sinh mệnh nguy hiểm này cho ta bao lớn trợ giúp, đối mặt chiến hữu qua đời khi bất lực làm lòng ta mặt trên bịt kín một tầng hôi, nhưng lúc này đây ta cùng Diêm Vương gia đoạt thắng, là ngươi sống lại xua tan lòng ta thượng khói mù. Lần thứ ba tái kiến ngươi, là ở xe lửa thượng, lúc này đây lại là làm ta thực ngoài ý muốn ngươi, lần đầu tiên nhìn đến tung tăng nhảy nhót ngươi trong lòng thực vui mừng, nhìn đến ngươi vững vàng bình tĩnh ứng đối người xấu, nhìn đến ngươi giảo hoạt trang suy yếu, nhìn đến ngươi có dũng có mưu cơ trí vì chính mình mổ được chỗ tốt, ta khi đó đối với ngươi thực thưởng thức, cũng rất có hảo cảm. Mặt sau chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, ta phát hiện ngươi là một cái rất có ý tưởng cũng rất thú vị tiểu cô nương, cùng người khác thực bất đồng, bất tri bất giác trung, có ngươi ở địa phương ta luôn là sẽ đem chính mình ánh mắt đầu nhập đến ngươi trên người, chú ý ngươi nhất cử nhất động, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng không rời được mắt. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta đây là mơ ước thượng A Trí Gia bảo bối muội muội, ta thực xin lỗi hắn, nhưng ta tuyệt không hối cãi. Lúc trước ở các ngươi đội thượng vệ sinh trong sở, ngươi vì ta thượng dược, chính là khi đó ta hoàn toàn xem minh bạch ta tâm, minh bạch ngươi đối ta tầm quan trọng, ta hạ quyết tâm nhất định phải đem ngươi mang về nhà đương nhiên đây đều là ta một bên tình nguyện nếu có thể ta tưởng trong tương lai thời gian vĩnh viễn làm ngươi sau lưng cây đại thụ kia hiện tại ta chỉ nghĩ hướng ngươi dò hỏi một cái rất quan trọng vấn đề một cái liên quan đến với ta sinh mệnh chuyện quan trọng nhất ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao một cái làm ta quan minh chính đại làm ngươi sau lưng cây đại thụ kia cơ hội có thể chứ mong hồi phục chúc hết thảy đều hảo ngươi quý đồng chí thư ninh tịch nguyệt từ này phân tin ngẩn đầu xoa xoa chua xót đôi mắt xem xong này phong thư làm nàng cảm khái thâm hậu thật không nghĩ tới quý đồng chí là cái dạng này quý đồng chí ngày thường nhìn hàm súc nội liễm không nghĩ tới văn tự lại như thế trắng ra lớn mật muộn tao hình toàn thiên xuống dưới chưa nói một cái ta yêu ngươi nhưng nơi chốn đều trương hiển ái nàng ninh tịch nguyệt đem tin dựa theo nguyên lai like nếp gấp lộn trở lại đi từ trong bao móc ra ba cái chỗ trống phong thư một cái trang tin một cái trang kia một đống tiền giấy, lại đem hai cái phong thư cùng nhau cất vào dư lại phong thư, bỏ vào không gian, phóng tới nàng kia trang tiền bảo bối tiền trác. Trong tay phủng thư, đã là vô tâm xem đi vào, trong đầu tưởng chính là như thế nào hồi âm. Chương 219 hồi âm. Ninh Tịch Nguyệt đem thư phóng tới một bên, nắm tóc thủ sẵn đầu tưởng này tin nội dung như thế nào hồi mới hảo đâu, nàng còn chưa từng có hồi quá thư tình. Này là thật là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi thật đúng là quá khó xử nàng. Nàng còn phải ở xe lửa thượng đem mọi người tin viết hảo mới được, đến Vĩnh Xuyên công xã liền đi gửi, phải về đội thượng lại viết, này qua lại một chuyến thật sự là phí thời gian, phí lực khí. Ninh Thanh Viễn từ thượng phô dò xét một cái đầu xuống dưới, tò mò hỏi, muội ngươi đây là ở làm gì đâu, tóc làm đến lộn xộn, lại kéo đi xuống đều phải bị ngươi kéo trọc. Ta suy nghĩ cấp trong nhà viết tin, chúng ta đến địa phương sau tiện đường liền có thể gửi. Ninh Tịch Nguyệt hoảng sợ, sửa sửa tóc, lấy ra một quyển giấy viết thư giấy lung lay vài cái, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Vậy ngươi viết thời điểm cho ta ở vỡ mặt sau lưu mấy hành, ta tiếp theo mặt sau viết, chúng ta tiết kiệm điểm giấy mặt. Ninh Thanh Viễn tin là thật, vốn là nghiêng thân thể nghe được cảm thấy hứng thú nói, lập tức điều chỉnh tư thế bò đến lan can thượng, để đi xuống một chi bút máy, này bút dùng tốt, dùng này chi viết. Ninh Tịch Nguyệt lắc đầu, móc ra chính mình bút máy, ca, không cần, ta có bút, cũng thực dùng tốt hảo, vậy ngươi viết hảo cho ta. Ninh Thanh Viễn lại lần nữa nửa dựa vào trên vách tường, đột nhiên nhớ tới hắn là có việc muốn nói, lại đem đầu vói qua, đúng rồi, muội, chờ một chút ngươi đem đồ ăn cho ta, ta đi mở ra thủy nhiệt, ngươi ngồi ở chỗ này xem hành lý. Hành, đợi chút đi đánh nước ấm người hẳn là rất nhiều, chúng ta sớm một chút qua đi đem thủy đánh trở về, sớm một chút ăn cơm trưa, buổi sáng ăn đến sớm đói đến có điểm mau. Ngươi không nói ta thật là có điểm đói bụng. Ninh Thanh Viễn vuốt bụng, lại nâng lên tay nhìn thời gian, ta xem cũng đến 10 giờ rưỡi, lại chờ cái nửa giờ chúng ta liền hành động. Ninh Tịch Nguyệt đem khi đó quý đồng chí cho nàng hai khối chocolate từ trong túi móc ra tới, đệ một khối qua đi, ăn khối chocolate lót lót bụng. Ninh Thanh Viễn cười ngâm ngâm tiếp nhận đi tò mò hỏi một câu, quý ca đây là cho ngươi nhiều ít khối chocolate. Nông, liền này hai khối, nhanh ăn đi. Ninh Tịch Nguyệt trong lòng bàn tay phóng chỉ dư lại hai khối chocolate, cái này niên đại chocolate đều so đời sau ăn nguyên liệu thật rất nhiều, ăn không nị oai, đáng tiếc nàng không có ngoại hối khoáng, cũng không thể tiến hữu nghị cửa hàng mua điểm. Đợi chút là nhiệt đại ca lộng trở về kho cái kia đồ ăn vẫn là ăn quý đồng chí cho chúng ta đồ ăn. Ninh Thanh Viễn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hai cái đồ ăn đều là mỹ vị thịt, cái nào hắn đều muốn ăn, ăn trước cái nào đều có thể, đại ca mang về gà kho thục khi hắn đã nếm hương vị, vậy ăn trước không ăn đến, ăn trước quý ca cấp cái kia đi, nếm thử thủ nghệ của hắn. Ninh Tịch Nguyệt gật đầu, móc ra phóng mấy ngày nay đồ ăn bao vây, từ trong bao móc ra một hộp cơm ớt thỏ đinh, tam hộp cơm cơm, một cái thức ăn chay hộp cơm phóng tới chậu, lại phóng tới nàng trước mặt trên bàn nhỏ, đối nhị ca khẽ nâng cầm. Ca, nếu không ta hiện tại liền cầm đi nhiệt đi, cũng không còn sớm. Hành, bụng vừa lúc là đói bụng. Nhắc đến ăn cơm hắn nhưng hưng phấn, cũng có sức lực, cầm trong tay chocolate phóng hảo, nhanh như chớp từ thượng phô thoáng xuống dưới, mặt cốt dày, bưng bồn liền ra bên ngoài chạy muội chờ ta trở về chậm một chút không vội ninh tịch nguyệt nhìn hấp tấp nhị ca bất đắc dĩ cười cười này thật đúng là ứng câu nói kia ăn cơm nhất tích cực đuổi đi nhị ca ninh tịch nguyệt rốt cuộc có thể an tâm viết hồi âm có hắn ở nàng này phong đáp lại quý đồng chí tin liền không viết ra được tới tổng cảm thấy xấu hổ vì ở nhị ca trở về phía trước đêm này phong thư viết xong ninh tịch nguyệt móc ra bút xoát xoát viết tận lực lời ít mà ý nhiều Nói mấy câu liền đem tin viết thanh. Nếu quý đồng chí đều viết thông báo tin, tin viết đến rành mạch rõ ràng, nàng cũng không thể treo người, muốn cự tuyệt vẫn là tiếp thu nàng đều đến nói rõ, có cái gì ý tưởng nàng cũng đến trước viết hảo nói cho hắn, không thể ba phải cái nào cũng được, này không phải nàng tác phong. Đại thể ý tứ nàng nghĩ kỹ rồi, trước biểu đạt nàng thu được tin cùng tiền giấy tâm tình, lại viết nàng đối cái kia vấn đề trả lời. Tiếp thu này phân chân thành tha thiết cảm tình, về sau hai người tiến vào sự đối tượng hình thức từ hôm nay trở đi chính là lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng, muốn thường xuyên viết thư liên hệ, hai người có chuyện gì hoặc là vấn đề đều phải kịp thời viết thư câu thông, đừng gạt đối phương, đừng không hé răng. Nàng trước kia ở hiện đại xem tiểu thuyết quá nhiều, thật nhiều nam nữ vai chính hiểu lầm đều là bởi vì từng người không trường miệng tạo thành, nàng nhưng không hy vọng tình huống như vậy xuất hiện ở nàng cùng quý đồng chí trên người. Hiện thực so không được hí kịch tính tiểu thuyết cùng TV, tái hảo cảm tình cũng không chịu nổi năm lần bảy lượt tiêu hao, lại nhiều hiểu lầm cũng không phải cuối cùng một câu lầm có thể triệt tiêu đã bị ma rất cảm tình là sẽ không lại trống trổng trường trở về nàng cùng quý đồng chí này cũng coi như là đất khách luyến càng là yêu cầu câu thông đến nỗi kết hôn chuyện này kia đều là lấy sau sự tình tạm thời không đề cập tới nàng phải đối hắn tiến hành khảo sát khảo sát đủ tư cách mới có thể tiến vào đến tiếp theo cái bước đi nàng là cái lý trí người sẽ không đương luyến ái não ninh tịch nguyệt đêm này đó đều viết vào tin nhưng nàng vẫn là hơi chút uyển chuyển một chút, không có như vậy bạch thoại. Lưu Loát viết xuống tới, bất tri bất giác liền viết một thiên ngàn tự tiểu viết văn. Nói tốt tinh giản, kết quả một viết liền sát không được, chocolate đều viết đi vào, thật là thất sách nha. Ký chủ nha, ta có thể đem các ngươi sử đối tượng quá trình cấp ký lục xuống dưới sao? Ta bổn thống tử này khối tri thức tương đối bạc nhược, yêu cầu học tập một chút phương diện này tri thức, mở rộng ta tri thức dự trữ cùng nghiệp vụ phạm vi. Ninh Tịch Nguyệt cầm trong tay tin cất vào phong thư, dán lên tem, phân một ánh mắt cấp trên bàn nằm bò tiểu rùa đen. người học xong muốn khai gì nghiệp vụ phạm vi, chẳng lẽ muốn tăng khai một cái ký chủ luyến ái tri thức tiểu lớp học huấn luyện ban? Tiểu rùa đen ngượng ngùng cười, hắc hắc, cũng không phải không được, có chút ký chủ chính là dễ dàng vì nam nhân từ bỏ chính mình, ta nhiều học tập điểm tri thức tổng kết kinh nghiệm, về sau khai ban dạy học. Hành đi, ký lục đi, bất quá ta có cái yêu cầu, ta về sau nếu muốn xem ghi hình đến cho ta một phần thống tử này không phải trở thành nàng miễn phí ký lục nghi, về sau tưởng ấm áp một chút thời cũ còn có thể làm hệ thống điều ra tới xem, nàng vẫn là rất vui lòng. Tốt ký chủ. Thống tử cao hứng huy móng vuốt, bắt đầu vì nó về sau tân chương trình học làm ký lục. Ninh tịch nguyệt mới vừa đem này tin thu hảo, Ninh thanh viễn liền bưng chậu hưng phấn chạy về tới. Muội, đã hảo, có thể ăn cơm, sấn nhiệt chúng ta chạy nhanh ăn, này con thỏ quý ca xào rất khá ăn, vê đúc, chấm hắn mới vừa thí đồ ăn độ ấm khi ngửi được bên trong mùi hương thật là quá mê người cũng liền sốt lên một cái phùng phụ cận ngồi người đã nghe tới rồi mùi hương thật nhiều người đôi mắt xanh mượt khắp nơi tìm kiếm thịt vị nơi phát ra sợ tới mức hắn vội vàng đắp lên cái nắp chạy như bay trở về hảo ninh tịch nguyệt đem cái bàn sách vỡ phóng tới giường đệm thượng cái bàn thu thập sạch sẽ hộp cơm đế sát thủy sau phóng đi lên nhất nhất mở ra hoắc này cũng quá thơm mới vừa vừa mở ra trang thỏ đinh hộp cơm cái nắp, kia hương cây hương vị theo hôi hổi nhiệt khí phiêu tán ra tới, Ninh Tịch Nguyệt ngửi được này cổ mê người hương vị thúc đẩy trong miệng nước miếng không ngừng phân bố. Nàng lập tức bưng lên trang đại bạch cơm hộp cơm, cầm chiếc đũa gấp một khối ăn. Xác thật ăn rất ngon, con thỏ xào thật sự ngon miệng, cây rắc tiên hương, thực ăn với cơm, Ninh Tịch Nguyệt hạnh phúc ăn thịt thỏ. Tự hồ quý đồng chí gần nhất trụ nghệ tăng trưởng, So với phía trước ở nàng thanh niên trí thức viện mặt sau phòng bếp nhỏ làm đồ ăn còn ăn ngon, xem ra là ngầm trở về hạ khổ công luyện qua. Ninh Tịch Nguyệt thật cao hứng, cơm làm tốt lắm ăn, đây là quý đồng chí thêm phân hạng, cửa này tay nghề còn càng luyện càng tốt, mặc kệ là vì ai, về sau nàng hẳn là có lộc ăn. Chỉ hy vọng quý đồng chí đồ ăn làm được càng ngày càng tốt ăn, nàng chính là thích ăn mỹ thực. Ninh Tịch Nguyệt cơm nước xong, bưng ấm nước uống thủy, nhìn nàng ca kết thúc ca, ngươi nhiệt đồ ăn khi ta tới rửa chén đũa hảo ninh thanh viễn cũng chưa không hồi phục nghiêm túc cơm khô đem hộp cơm cơm cấp đảo tiến chỉ còn lại có một chút sa tế mấy khối thỏ đinh hộp cơm bạn ăn mấy khẩu bái xong đó là đem than thang thủy thủy đều ăn đến sạch sẽ hộp cơm cũng là một cái mễ đều không dư thừa ăn đến liền đánh mấy cái cách ninh tịch nguyệt đem hắn ấm nước đưa cho hắn thu thập hộp cơm cùng chiếc đũa bỏ vào có thủy trong bồn từ trong bao móc ra một tiểu vại rửa chén dịch đảo đi vào bắt đầu rửa chén ăn đến sạch sẽ, hộp cơm đều đặc biệt hảo tẩy, vài cái liền tẩy đến sạch sẽ, liền kém dùng nước trong quá một lần. Ca, ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài tiếp điểm nước ấm thanh một chút. Ninh tịch nguyệt bưng bồn hướng bên ngoài đánh nước ấm địa phương đi. Ngươi cẩn thận một chút ha. Ninh thanh viễn nuốt xuống trong miệng thủy hô. Đã biết. Lúc này đã đến cơm điểm, bên ngoài rất nhiều người nơi nơi đi lại, đi toa ăn ăn cơm hoặc múc nước người đều có không ít. Ninh Tịch Nguyệt mang sang đi sau liền thẳng đến toa ăn bên kia, đem thủy đảo tiến thu thập cặn thùng, nơi này cũng có nước ấm, nàng liền ở chỗ này cầm chén đổ trước tẩy hảo, bưng sạch sẽ hộp cơm cùng bồn trở về đi. Một cái sáu tuổi tả hữu tiểu nữ hài sắc mặt khẩn trương vội vàng chạy tới, không thấy lộ, một đầu không đụng vào Ninh Tịch Nguyệt trên đùi. Thực xin lỗi, tỷ tỷ. Không có việc gì. Ninh Tịch Nguyệt xoa xoa phát đau đùi, phất phất tay. Tiểu nữ hài nghe được Ninh Tịch Nguyệt này thanh sau tiếp tục đi phía trước chạy tới. Chương 220 thật là ma nhân tiểu yêu tinh. Ninh Tịch Nguyệt quay đầu nhìn về phía vị kia tiểu nữ hài vội vàng chạy tới phương hướng, như vậy trong chốc lát thời gian cũng đã không thấy bóng người, chạy trốn thật là nhanh. Thu hồi ánh mắt, lại xoa nhẹ vài cái bị đụng vào địa phương, Ninh Tịch Nguyệt mới tiếp tục đi phía trước đi, trở lại chính mình vị trí nơi trong xe. Bọn họ nơi cái này phòng vẫn là chỉ có nhị ca một người, mặt khác vị trí như cũ là không, Lúc này đây trạm đài như cũ là không có người tiến vào. Nghe được động tĩnh thanh, Ninh Thanh Viễn buông quyển sách trên tay bổn, muội đã trở lại. "Ân, ngươi tiếp tục xem, ta đem hộp cơm thủy lau khô bỏ vào trong bao." Ninh Tịch Nguyệt lắc lắc hộp cơm thượng đến thủy, lấy ra một trương giấy đem hộp cơm bên ngoài thủy vài cái lau khô bỏ vào trong bao. Nhanh chóng ngồi vào chỗ nằm thượng bắt đầu móc ra giấy bút tiếp tục viết thư cấp trong nhà báo Bình An. Nàng còn phải cho trong nhà cha mẹ viết một phong, đại ca đại tẩu một phong hai phong báo bình an tin. Báo bình an tin cũng không phải lần đầu tiên viết, nàng đã viết rất nhiều lần, có thể nói là hạ bút thành văn. Nửa giờ không đến cũng đã đem tin viết hảo. Thổi thổi tin mặt trên nét mực, làm sao duỗi tay để đi lên, liên quan hai cái phong thư cùng tem cùng nhau để đi lên, nhị ca, tin cho ngươi, ta đã viết hảo, ngươi tiếp tục viết đi. Hảo, ta tiếp theo viết, chúng ta đến trấn trên liền gửi. Ninh Thanh Viễn cầm lấy bút cuối đầu tiếp theo mỗi một phong thơ mặt sau viết. Cơm nước xong viết xong tiện tay chân đều ấm áp không ít, chính là đột nhiên cảm nhận được ngón chân phát ngứa. Ninh tịch nguyệt cởi ra vớ vừa thấy. Hảo gia hỏa, ngón út đầu một khối to ngạnh ngạnh sưng đỏ, phát ngứa đến lợi hại, chân tử thượng gì thời điểm dài quá nứt da. Phía trước chân không ấm áp khi không phát hiện, chân ấm áp cùng nó liền phát ngứa, làm nàng lúc này chân phát ngứa mới phát hiện. Này giày cùng vớ cũng thật khó giữ được ấm, chân đều bị đông lạnh khởi nứt da từ trong không gian móc ra lúc trước trong đội giết heo khi đội trưởng cho nàng heo mật đắng nước lau một chút ở nước da chỗ, lại từ trong bao móc ra một con có thanh nhiệt giải độc giảm nhiệt hàng tính thảo làm thành trị con mũi thuốc mỡ xoa, tạm thời giảm bớt một chút ngứa. Bất quá, không phải chuyên trị nước da thuốc mỡ, sẽ không quá dùng được, cũng sẽ không thực mau liền hảo, nàng đến đi đem heo mật đắng nước làm thuốc làm thành nước da cao mới có thể dùng được. Ca, ngươi trước viết, ta ngủ. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, v.net. Ninh Tịch Nguyệt chăn lôi kéo, nằm xuống nhắm mắt lại. Vừa rồi nàng lau mật đắng ở nước da nơi đó khi đã đốt sáng lên này trang sách tranh, bên trong vừa lúc có được làm nước da cao phương thuốc. Nàng đến nhiều làm mấy chi nước da cao, thấp người trong nhà cũng gửi điểm, nàng đều trường nước da, mặt khác người nhà cũng không xa. Tại đây mùa đông, nước da cao chính là cứu mạng thuốc hay, một khi tay chân dài quá nước da, tay chân ấm áp sau tất ngứa, ruột gan cùng cào ngứa, cào phá sau càng nghiêm trọng, nước da rạn nước sinh mũ, kia thật là huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa chỉ cần một năm dài quá nước da mỗi năm đều có rất lớn xác suất tái phát. Không được, nàng hôm nay nhất định phải làm ra mấy chi 90 phân trở lên thuốc mỡ. Ngón chân nhỏ đầu ngứa đến không được, quá tưởng cào. Nàng không nghĩ về sau mỗi năm đều trường. Ai, thật là khó lòng phòng bị tự nhiên thương tổn. Không xong, Gót chân tự hồ cũng phát đau. Ninh tịch nguyệt một lần nữa mở mắt ra, nghẹn miệng, vẻ mặt vẻ mặt thống khổ, dùng tăm bông đè đè phát ngứa chân chỉ, lại cấp gót chân lau một chút dược. Vội vàng nhắm mắt lại, ý thức tiến vào đến hệ thống, cần thiết lập tức tiến hành học tập, làm nước da cao. Nàng muốn thoát khỏi nước da tra tấn. Thống tử xem nàng như thế sốt ruột học tập, cho nàng tiến hành ấm áp nhắc nhở, ký chủ, có thể dùng một lần đánh dấu cơ hội hoặc là 100 hệ thống tích phân mở ra lão sư dạy học học tập lần tốc công năng, có thể đề mau lão sư ngữ tốc ngắn lại học tập thời gian. Hành, dùng 100 tích phân cho ta khai. Ninh tịch nguyệt điểm liên tiếp tay ngừng một chút, lập tức đáp ứng. Thống tử nghe được ký chủ như thế sảng khoái, lại ấm áp nhắc nhở một lần, để tránh làm lỗi, ký chủ, là 100 tích phân nha, không phải 10 cái. Ta không nghe lầm, dùng tích phân, nhanh lên sử dụng. Tích phân nàng có rất nhiều, đánh dấu cơ hội nàng đến lưu lại thêm cơm heo, cơm heo không nhiều lắm nhưng tiêu hao đại, mỗi ngày vô dụng đánh dấu cơ hội nàng đều lưu lại dùng đến heo trên người, hôm nay nàng cũng đến để lại cho heo dùng. Nàng là cái đủ tư cách sạn phân quan. Đinh, tiêu phí 100 tích phân, đã mở ra học tập chương trình học lần tốc dạy học công năng, thỉnh ký chủ tự hành điều chỉnh yêu cầu mở ra lần tốc. Ninh tịch nguyệt lột ra màn hình điều khiển, điều đến gấp 2 tốc sau mã bất đình đề clip mở liên tiếp tiến vào ký chủ học tập huấn luyện thất. Nàng chân ngứa nha, không vội không được. Nước da thật là ma nhân tiểu yêu tinh.